đau đớn thật, nhưng cũng rất vui sướng. Vốn dĩ, anh ta không tin Trần Đức có thể trị khỏi chân cho mình, bởi vì từ lâu anh ta đã tuyệt vọng. Thế nhưng, cảm giác đau đớn này đã khiến anh ta thấy được hy vọng. Thấy được hy vọng có thể đứng lên một lần nữa. Không ai hiểu được cảm giác ngồi xe lăn là như thế nào. Chỉ có Hà Đồn hiểu rõ. Ban đầu, chỉ là hai chân mất cảm giác, dần dần, do ngồi xe lăn một thời gian dài, nửa người dưới của anh ta cũng bắt đầu mất cảm giác. Ngay cả việc đại tiện, tiểu tiện cũng cần có người giúp đỡ. Là một người đàn ông mà việc cơ bản nhất cũng không làm được, vì lẽ đó, Hà Đồn đã sớm mất đi lòng tự trọng của một người đàn ông. Mấy năm gần đây, anh ta đã nhiều lần muốn tự sát. Nhưng đáng buồn thay, đối với anh ta, tự sát cũng là một điều xa xỉ, khó mà thực hiện được. Cứ mỗi một lần như vậy, kết cục đều là thất bại ê chề. Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của anh ta như cá uống nước, ấm lạnh chỉ mình biết. Suốt một thời gian dài, anh ta chỉ biết cam chịu, rồi dần dần chìm vào tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ngay thời khắc này, cuối cùng, anh ta cũng nhìn thấy được hy vọng. Ha 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 ha, thật sự, rất thoải mái. Đau đớn từ hai chân truyền đến chẳng những không khiến Hà Đồn kêu đau, mà trái lại, anh ta còn cười, hào hứng nói, Trần Đức, cảm ơn anh khiến tôi cảm thấy đau. Dầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên, cửa bị đá văng từ bên ngoài, Thang Yến xông vào. Vết thương trên người cô ta đã được băng bó, cô ta không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn, trong mắt lóe lên sự oán hận cùng thâm độc. Trần Đức. Trần Bát Hoang. Giờ thì mày cứ kiêu ngạo đi, một lát nữa thôi, bà đây nhất định sẽ giết mày, cho mày biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn, để mày trải nghiệm cảm giác tay chân bị chặt đứt là như thế nào. Trên đường về, Thang Yến đã nghĩ kỹ nên tra tấn Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh như thế nào. Đầu tiên, ả muốn dùng gậy sắt đánh gãy hai tay Trần Đức, kế đó, bắt anh quỳ xuống xin lỗi ả. Sau đó, ả sẽ để ba tên đàn em của Long Thiếu Hổ Tè lên đầu Trần Đức, tra tấn anh, không chỉ như thế, ả còn muốn anh phải ăn phân. Còn Miêu Tiểu Thanh, chuyện đầu tiên mà Thang Yến muốn làm chính là dâng cô cho Long Khiếu Hổ, đợi hắn ta chơi chán, ả sẽ để đám đàn em của Long Thiếu Hổ thay phiên nhau hành hạ Miêu Tiểu Thanh. Cuối cùng, ả sẽ dùng côn gỗ chọc vào người cô, cho đến khi chảy máu mới thôi. Về phần Trương Ngọc Tiên, từ nay về sau, mỗi ngày ả sẽ tẩn cho bà ta một trận. Tên chồng vô dụng Hà Đồn thì hai ngày cho ăn một bữa, cho đến khi ngôi nhà này bị phá bỏ, ả nhận được tiền đền bù sau quy hoạch và nhà tái định cư mới thôi. Thang Yến lẳng lặng đứng đó. Thế nên Miêu Tiểu Thanh và Trần Đức không chú ý đến ả. Bọn họ đang tập trung vào hai chân của Hà Đồn. Cộp cộp cộp. Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn bỗng vang lên trên hành lang, tiếp đó, hơn 10 bóng người cao to từ ngoài của xông vào. Trong tay bọn họ cầm gậy sắt, dao bầu, vẻ mặt vô cùng hung ác. Nhìn thấy những người này, ba người Miêu Tiểu Thanh, Trương Ngọc Tiên và Hà Đồn lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt bọn họ trông rất khó coi. Duy chỉ có Trần Đức vẫn đang chuyên tâm khai thông kinh mạch cho Hà Đồn. Yến, những người này là ai? Trương Ngọc Tiên sầm mặt, là con gọi bọn họ đến đúng không? Mau bảo bọn họ đi đi, Bát Hoang đang giúp Hà Đồn chữa bệnh, sau khi chữa khỏi, hai đứa có thể sống hạnh phúc được rồi. Ha ha, mụ già kia, giờ thì bà biết sợ rồi à? Sao vừa nãy không thấy bà sợ hả? Là do bà ép tôi thôi, đám người này vừa đến, Thang Yến lập tức trở nên hung hăng, ngang ngược. Cùng lúc đó, ngoài cửa, một gã có hình xăm hổ trên mặt vừa bước vào vừa phì phèo hút xì gà. Hắn ta là Long Tiếu Hổ, trùm xã hội đen ở khu Bắc thành phố Tần. Khi đến nơi này, hắn ta lại lần nữa tìm được cảm giác làm anh lớn. Vốn dĩ, Trương Ngọc Tiên còn định nói gì đó, nhưng vừa thấy hắn ta, bà ấy sợ run người, không dám nói thêm một lời nào nữa. Sắc mặt Hà Đồn hết sức khó coi, sao anh ta không biết người trước mắt cho được. Hắn ta chính là một tay giang hồ ở khu Bắc, tên gọi Long Tiếu Hổ. Hà Đồn thật sự không ngờ Thang Yến lại mời đến một nhân vật lớn như vậy. Tim anh ta bỗng chốc đập nhanh hơn, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng sợ hãi, Trần Đức, anh mau đi đi, đi nhanh, nghĩ cách rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Trần Đức không để ý đến anh ta, vẫn tiếp tục châm cứu. Anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà dân? Sắc mặt Miêu Tiểu Thanh thoáng thay đổi, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói chuyện với Long Tiếu Hổ. Ai ngờ, cô vừa bước lên thì bị Thang Yến đẩy một cái, đồ gái điếm,
mày là cái thá gì chứ, anh Long là người mà mày có thể tiếp cận được à? Thang Yến tỏ vẻ uất ức, nói, anh Long, hu hu, anh nhất định phải làm chủ cho em, anh nhìn em mà xem, em biến thành cái dạng gì rồi, hu hu. Em nói em quen biết anh, vậy mà lũ chó chết này chẳng những không nể mặt, còn đánh em thành như vậy. Anh Long, không phải anh khống chế khu bắc thành phố Tần sao? Liếc nhìn dáng vẻ của Thang Yến, sắc mặt Long Tiếu Hổ có hơi khó coi. Nói gì thì Thang Yến cũng từng là người đàn bà của hắn ta. Cô ta bị đánh thành như thế khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Quan trọng hơn nữa chính là kể từ lúc hắn ta đến đây, tên khốn kia vẫn luôn châm cứu, đưa lưng về phía hắn ta. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Long Tiếu Hổ tung hoành ở thành phố Tần đã nhiều năm, khắp khu Bắc có ai dám phớt lờ hắn ta như vậy. Thoáng cái, trong lòng hắn phừng phừng lửa giận. Vừa nghĩ đến việc là một đàn anh mà bị ngó lơ, hắn ta càng thêm tức giận. Tuy biết những lời Thang Yến nói không hẳn là sự thật, nhưng Long Tiếu Hổ vẫn gằn giọng nói, em yên tâm, ai dám động vào em, anh sẽ bắt kẻ đó đền bù gấp 10 lần. Để anh nhìn xem, ở khu Bắc thành phố Tần này có ai dám không nể mặt Long Tiếu Hổ. Hắn ta tiến lên trước vài bước, tiến đến gần Trần Đức, nhìn một lượt từ cao xuống thấp cái tên vẫn luôn đưa lưng về phía mình, rồi nói, này, thằng nhóc kia, nhìn thấy Long Tiếu Hổ tao mà dám ngó lơ vậy à? Mày quá đáng rồi đấy, chắc là mày chưa từng nghe danh tao, đúng không? Cho mày thời gian 3 nhịp thở, mau quay lại đây. Âm thanh nặng nề vang vọng trong phòng khách. Bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng đè nén. Trương Ngọc Tiên bị dọa run cầm cập, sắc mặt Miêu Tiểu Thanh cũng hết sức khó coi. Thang Yến thì nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, xen lẫn hưng phấn và kích động. Cô ta đã không chờ nổi nữa, sớm muốn ra tay với Trần Đức, thế nên cũng bước qua bên đó, sóng vai với Long Thiếu Hổ. Trần Đức vẫn không quay đầu lại, anh không rảnh để ý đến người phía sau. Trần Đức thấy Trần Đức bất động, Hà Đồn vô cùng lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở, anh Long đang đứng phía sau anh mau trả lời anh ta một tiếng. Thế nhưng Trần Đức vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cũng không quay đầu lại mà chuyên tâm chữa trị cho Hà Đồn. Phía sau anh, sắc mặt Long Thiếu Hổ ngày càng âm u. Chưa có ai dám phớt lờ hắn ta như vậy. Trước mặt đám đàn em, nếu hắn ta không dạy thằng khốn này một trận thì ngày sau còn lăn lộn trên giang hồ thế nào nữa. Long Thiếu Hổ ném điếu xì gà đang hút dở xuống đất, dùng mũi giày dí mạnh, rồi rút súng dắt bên hông ra. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Trần Bát Hoang, ông bảo mày quay đầu lại. Trần Đức khựng lại. Cuối cùng, anh cũng quay đầu lại, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Anh nhìn Long Thiếu Hổ bằng ánh mắt khinh thường, Trần Bát Hoang này không để mắt đến mày là chuyện quá đáng lắm hả? Tao phải biết danh tiếng của mày à? Nếu mày tìm tao có việc, mời mày cút ra ngoài chờ. Trần Bát Hoang lạnh lùng nhìn Long Thiếu Hổ, nhấn mạnh từng câu từng chữ, giọng anh vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh. Trần Đức, Hà Đồn bị dọa đến mức da đầu tê dần. Đã đến nước này rồi, có thể bớt thể hiện một chút không hả? Người này Long Thiếu Hổ đấy. Súng trong tay hắn ta chắc chắn là thật 100%. Lại nói, loại người như hắn ta dám giết người thật đấy. Miêu Tiểu Thanh tái mặt, cô cảm thấy Trần Đức điên rồi, chuyện đã đến nước này, đối phương có nhiều người như vậy, đáng lẽ anh ta nên khiêm tốn một chút. Long Thiếu Hổ không ăn chay đâu. Trương Ngọc Tiên im thin thít, tuổi bà ấy đã cao, từ trước đến nay có bao giờ gặp trường hợp vậy, thế nên đã sớm sợ đến mức không dám nhìn. Cùng lúc đó, khi nhìn rõ khuôn mặt trẻ trung với những đường nét góc cạnh tựa như được điêu khắc ra kia, gương mặt dương gương tự đắc, hống hách ngang ngược của Long Thiếu Hổ thoáng chốc đờ ra. Khí thế trên người hắn ta cũng tụt cái vèo như quả bóng xì hơi. Mặt hắn ta lúc này vô cùng khó coi. Đó không giống như là tức giận, mà là sợ hãi. Khi nhìn rõ người trước mặt, hai chân Long Thiếu Hổ bất giác run lên, mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng. Hình xăm con hổ nằm phủ phục trên mặt giờ phút này chẳng khác nào con mèo bệnh. Cơ mặt hắn ta giật giật mấy cái, cả người không ngừng run lên. Nhất thời, hắn ta không nói nên lời, chỉ ngơ ngác đứng nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt. Hắn ta thật sự không ngờ mình lại đụng phải Trần Bát Hoang ở đây. Người có thể trò chuyện ngang hàng với các ông trùm, có thể trấn áp nhà họ Tạ chỉ với một cái nhấc tay vậy mà lại xuất hiện ở đây, trong một khu vùng ven nghèo kiết xác. Chuyện này sao có thể chứ? Tuy hắn ta đang cầm súng nhưng lại không dám bóp cò.
bởi vì hắn ta không dám chắc liệu mình có thể bắn trúng Trần Bát Hoang hay không. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Tạ Phương Kiệt nhảy xuống từ độ cao 20 mét trên không, còn có Tạ Vô Cương, gã hạ xuống một cách chậm rãi cứ như đang dạo bước trên mây. Hai người bọn họ rất mạnh, hành động của họ đã vượt khỏi phạm trù nhận thức của người thường, vậy mà bọn họ vẫn chết trong tay Trần Bát Hoang. Quan trọng hơn nữa, trước khi Tà Vô Cương chết, hắn ta đã tận mắt chứng kiến Trần Bát Hoang chỉ tiện tay chộp một cái, đã có thể bắt lấy viên đạn bắn xuyên qua đầu Tà Vô Cương. Có lẽ người khác không chú ý đến, nhưng một người yêu thích súng ống như hắn thì hiểu rất rõ. So với súng ngắm, khẩu súng trong tay hắn ta chỉ là thứ đồ chơi con nít. Cho nên, hắn ta không có lòng tin, cũng không dám nổ súng. Anh Long, xin lỗi, bạn tôi không phải cố ý đâu, thần kinh anh ta có vấn đề đó, anh làm ơn đừng chấp anh ta, Hà Đồn tưởng Long Tiếu Hổ nổi giận thì kinh hoàng, vội vàng xin lỗi. Tao nói mày nghe chưa rõ à, tao bảo mày cút, Hà Đồn vừa dứt lời, Trần Đức đột ngột mở miệng lặp lại. Gì đây trời, Hà Đồn chết điếng. Lẽ nào hơn 10 năm không gặp Trần Đức bị điên thật rồi sao? Lúc này rồi mà còn giả vờ giả vịt ra vẻ trâu bò gì chứ? Hà Đồn không muốn Trần Đức sinh sự, bèn không ngừng nháy mắt với anh. Đúng là chán sống mà, cả người Thang Yến run lên kích động, cô ta biết tính Long Tiếu Hổ, ở khu vực phía bắc thành phố Tần này, kẻ nào dám lên giọng ngạo mạn trước mặt hắn gần như đều chẳng ai sống sót trở về. Bây giờ cô ta rất háo hức chờ đợi nhìn thấy Trần Đức van xin tha mạng. Rồi bị tra tấn hành hạ. Nhưng mà, giây tiếp theo, Long Thiếu Hổ đột nhiên gác súng, dáng vẻ ngạo mạn trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là run rẩy cúi đầu khom lưng, biểu cảm kính cẩn và sợ hãi không ngừng hiện ra trên mặt. Dạ, vâng, hoàng gia, tôi cút ngay đây ạ. Tiếp đó hắn lại nói với Hà Đồn, này người anh em, được hoàng gia chữa bệnh cho là phúc của cậu đấy, khỏi lo, không ai dám quấy rầy cậu chữa bệnh đâu. Tôi sẽ ra ngoài canh gác cho. Long Thiếu Hổ sợ vãi mật, không sợ gì bằng làm Trần Đức nổi giận, cũng chẳng cần mặt mũi làm quái gì nữa, đại ca hay không có nghĩa lý gì. Lúc này hắn chỉ cần cái mạng cùi này thôi. Tiện thể, hắn không ngại diễn hề mua vui, liền khuỵu xuống đất, co mình lại, tự mình lăn ra ngoài. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt chết lặng. Bất kể là Hà Đồn, Miêu Tiểu Thanh, hay là gì Trương. Đến cả đám đàn em do Long Thiếu Hổ dẫn đến, tất cả đều mắt tròn mắt dẹt. Hoàng gia. Long Thiếu Hổ lại gọi Trần Bát Hoang là Hoàng gia. Hắn là Long Thiếu Hổ cơ mà. Là đại ca xã hội đen khét tiếng khu bắc thành phố Tần cơ mà. Đến cả một số doanh nhân có máu mặt nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt răm ba phần cơ mà. Thế nào lại gọi một người trẻ măng như thế là gia? Quan trọng nhất là, hắn còn ngoan ngoãn lăn ra ngoài cửa. Như một con chó, hoàn toàn không có nửa điểm chần chừ. Diễn biến vừa rồi quả thật quá sức kích thích. Một ông vua còn khét tiếng, thế mà không những bước xuống khỏi ngôi vị, mà còn quỳ xuống trước mặt dân đen, chẳng lẽ không chấn động, không đơ cả người ra sao? Thang Yến trợn trừng hai mắt, khuôn miệng sưng vù há ra to như cái miệng giếng, hoàn toàn không tin nổi những gì vừa thấy, mãi đến lúc Long Thiếu Hổ lăn ra tới cửa phủi bụi đứng lên, cô ả mới run rẩy hỏi, anh Long. Sao vậy anh, thằng đó có gì đáng sợ chứ? Đâu có đâu. Mày còn nói thêm một chữ nào là tao giết mày liền đó, Thang Yến còn chưa dứt câu, Long Tiểu Hổ đột nhiên gằn giọng, giọng điệu gầm gừ, sát khí tràn ngập, gân xanh gồ lên, hô oang ra là ai mà mày cũng dám chửi hả? Tao cho mày biết, anh ấy là đại ca của tao, mày kiếm chuyện với anh ấy cũng là kiếm chuyện với tao. Long Thiếu Hổ nổi trận lôi đình, đầu muốn toang ra đến nơi. Hắn không dám thắc mắc tại sao Trần Bát Hoang lại có mặt ở đây, muốn trách chỉ có thể trách Thang Yến. Nếu không phải tại con đàn bà mặt hạng này thì hắn đâu có đặt chân đến đây, cũng sẽ không phải mất mặt như vừa rồi. Mẹ nó! Long Thiếu Hổ nghĩ tới đây liền nộ khí xung thiên, rất muốn vung tay cho người đàn bà này một cái tát phêu mồm. Thế nhưng Trần Bát Hoang còn đang đứng đằng kia, hắn thật sự không dám làm bừa. Bây giờ điều nên làm là phải giảm bớt cảm giác tồn tại. Tốt nhất là trở nên vô hình luôn trong mắt Trần Bát Hoang, ngàn vạn lần đừng để cho anh chú ý tới. Đại ca, một tên đàn em bước tới trước mặt Long Thiếu Hổ, tên này là tài xế của hắn, vừa rồi chuyện xảy ra ở quảng trường hắn cũng tận mắt thấy, lúc này sau lưng mồ hôi đầm đìa, khẽ nói, chúng ta, đi được không? Đi cái gì mà đi, Long Thiếu Hổ khổ sở nói.
Hoàng gia vừa mới nói đó, bảo chúng ta chờ ngoài cửa chứ chưa cho đi. Dạ, tên đàn em không dám hó hé nữa, mười mấy hai mươi tên khác cứ thế đứng đực trước cửa. Thang Yến càng bị tiếng giống của Long Thiếu Hổ làm cho ngu người. Ả ngơ ngáo đứng ngây ra, không dám tin một chút nào. Đại ca, thằng danh kia, vậy mà lại là đại ca của Long Thiếu Hổ. Cô ả quả thực không thể tin được vào tai mình. Dại ra hồi lâu, lúc hoàn hồn, trong lòng Thang Yến càng sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Trời ơi, rốt cuộc ả đã chọc vào ổ kiến lửa bự cỡ nào vậy? Đại ca của Long Thiếu Hổ đó. Người thế nào mới đủ tư cách làm đại ca của Long Thiếu Hổ chứ? Cả người Thang Yến run rẩy, tiếp đó, cô ta bất giác nhấc chân lên định bỏ đi. Nhưng mà, hai tên đàn em của Long Thiếu Hổ rút ra hai thanh mã tấu, chặn cô ta lại. Mày không được đi, phải chờ Hoang gia ra xử lý mày. Mặt mày Thang Yến trắng bệch, hai chân muốn nhũn ra, ả khóc nức nở, quỳ rạp xuống đất, anh Long, em xin anh mà. Hu hu hu, tha cho em đi mà hu hu hu, cho em một con đường sống đi mà, làm ơn nể mặt đại bình tha cho em đi, em van anh. Mày bớt lấy đại bình ra dọa tao đi, sinh hoạt phí của bố mẹ vợ con của đại bình đều là tao cho, mày là ai hả? Mày chỉ là một đứa em họ của nó thôi. Long Thiếu Hổ lạnh lùng, con mụ này quá ồn ào, sẽ quấy rầy Hoang gia làm việc, chúng mày lôi ra ngoài tìm cách cho nó câm cái mõm lại đi. Vâng. Hai bên trái phải. Bốn năm tên bước ra, xốc nách Thang Yến lôi ra ngoài cửa. Long Thiếu Hổ phất phất tay, để đám đàn em ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại một cách kính cẩn. Bên ngoài mơ hồ vọng lại tiếng Thang Yến cầu cứu, gào rú thảm thiết, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, một hồi sau đã không còn nghe gì nữa. Hà Đồn, Miêu Tiểu Thanh đều nghệch mặt ra. Bọn họ đều là thanh niên đương thời, tất nhiên biết Long Thiếu Hổ là ai. Ngay cả Miêu Tiểu Thanh cũng không ngờ Long Thiếu Hổ lại cung kính một dạ hai thưa với Trần Đức như vậy. Vốn là bạn học cũ, bạn bè thân, Miêu Tiểu Thanh nhận ra Trần Đức ngày càng xa lạ. Trần Đức, cậu là đại ca của hắn thật à, tim Hà Đồn vẫn chưa đập lại bình thường, anh ta trăm triệu lần không ngờ, đứa trẻ mà bố anh ta nuôi nấng ngày xưa lại trở thành đại ca thế giới ngầm. Không phải. Trần Đức lắc đầu, hắn ta không có cửa làm đàn em tôi đâu. Hà Đồn vừa cạn lời vừa sợ hãi, nếu như trước khi Long Thiếu Hổ xuất hiện mà Trần Đức nói vậy, anh ta chắc chắn sẽ không tin thậm chí còn khinh bỉ, thằng này chỉ chém gió là khỏe. Dù sao, thật sự Long Thiếu Hổ cũng có địa vị rất cao, cực kỳ cao, đám dân thường bọn họ chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn thôi. Cả thành phố Tần này, được bao nhiêu người dám tự xưng là đại ca của hắn. Thế nhưng, lúc này, anh ta khẳng định một cách chắc chắn. Trần Đức tuyệt đối không nói sai. Cũng như chuyện anh nói có thể trị khỏi bệnh lao phổi, thì chắc chắn có thể trị được, nói chân anh ta sẽ bị đau, thì đúng là đã xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhớ lại vừa rồi vì muốn giữ mạng cho Trần Đức mà bảo anh có vấn đề về đầu óc, Hà Đồn không khỏi cười gượng, Trần Đức, xin lỗi, lúc nãy. Không sao, tôi và anh vốn là bạn bè mà, Trần Đức hiểu ý của Hà Đồn, nên không trách móc gì anh ta. Ngược lại vẫn chuyên tâm giúp anh ta đả thông kinh mạch. Từng cơn đau đớn xông lên buốt óc, nhưng từ đầu đến cuối Hà Đồn không rên một tiếng. Một hồi lâu sau, rốt cuộc Trần Đức cũng rít kim châm ra, lại mang cao dán đến đưa cho Hà Đồn, mỗi này dán một miếng cao này lên, đến khi khỏi hẳn mới thôi, nhanh thì nửa tháng, lâu là hai tháng chân anh sẽ khỏi, đến khi nó khôi phục cảm giác, thì phải tập vật lý trị liệu nhiều hơn, lâu lắm mới đi trở lại, có thể ban đầu sẽ chưa quen đâu. Vừa nói vừa giúp Hà Đồn giải huyệt đạo. Trần Đức, cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu, Hà Đồn rõ ràng nhận ra, hai chân của anh ta đã có khởi sắc, không còn đơ cứng như trước đó nữa, nếu như không phải đi đứng bất tiện, anh ta nhất định sẽ quỳ xuống cảm ơn Trần Đức. Khách sáo vậy làm gì chứ, ngày xưa chú Hà chăm sóc cho tôi, bây giờ tôi lại chăm sóc cho anh, đó là đương nhiên, chút bệnh vặt này chẳng là gì đối với Trần Đức, anh hoàn toàn không quá đặt nặng trong lòng. Bát hoang. Dì Trương đứng dậy khỏi sofa, cơ thể già nua kích động run lên, vành mắt đỏ hoe, cháu là ân nhân của cả nhà chúng ta, sau này nếu dì hay Hà Đồn có thể giúp gì được cho cháu, đừng ngại cứ cho cả nhà biết nhé. Dì Trương, Miêu Tiểu Thanh nhận ý tốt của bà, lần này bọn cháu tìm dì đúng là có việc thật, bọn cháu muốn tìm hiểu một chút về thân thế của Trần Đức, hồi chú Hà còn sống có từng nói gì không ạ? Thân thế à? Dì Trương ngẫm nghĩ thật kỹ một hồi, có.
Bát Hoang, cháu coi đó, cái trí nhớ của dì, hồi chú Hà còn sống từng nói với dì, sau này nếu gặp lại cháu, nhất định phải đưa một thứ cho cháu. Bát Hoang, nào, đi theo dì. Dì Trương kéo theo Trần Đức bước ra ngoài cửa. Mở cửa ra liền nhìn thấy ngay bên ngoài, thằng Yến bị trói gô vào tay vịn cầu thang, mồm bị nhét một chiếc bít tất. Nhìn thấy Trương Ngọc Tiên, thằng Yến không ngừng giãy giụa, dường như muốn nói gì đó, nước mắt không ngừng trào ra hai hốc mắt. Hai. Trương Ngọc Tiên thở dài, không nói nhiều lời. Con người như thằng Yến không đáng để cảm thông. Tuy bà là mẹ chồng, nhưng cũng coi như là rộng lượng, chỉ là rộng lượng cũng có giới hạn, thằng Yến từ lâu đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bà. Ngày xưa là vì hy vọng con trai có người hủ hỉ tuổi già, nên bà không thể không nhẫn nhịn. Còn bây giờ, Hà Đồn đã có hy vọng, bệnh của bà cũng rất có thể sẽ khỏi hẳn, người đàn bà độc ác thằng Yến này không cần tồn tại trong nhà của bà nữa. Bà dẫn theo Trần Đức, một lần nữa bước lên sân thượng. Từ dưới gầm giường, bà lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bề mặt phủ bụi, rõ ràng đã rất lâu không có ai đụng tới. Đây là di vật chú Hà để lại. Bên trong là những thứ ông ấy gom nhặt được hồi nuôi bọn trẻ, Trương Ngọc Tiên mở chiếc hộp gỗ, trong hộp đựng rất nhiều đồ vật. Nào là chuông, mặt dây chuyền, thậm chí có cả tiền cổ nữa, thứ nào thứ nấy đều được bảo quản rất tốt, dùng bao ni lông bọc kín lại. Chú Hà cháu nói, mấy thứ này, mai mốt bọn trẻ lớn lên, hay là trở về muốn lấy lại thì đưa, ông ấy coi chúng là báu vật, cất giữ rất kỹ, nói mỗi thứ đều có liên quan đến thân thế tụi nhỏ. Hoặc là đồ lưu niệm duy nhất của cha mẹ để lại. Dường như chìm vào hoài niệm lại quá khứ của chú Hà, vành mắt Trương Ngọc Tiên ửng đỏ, hai hàng lệ rưng rưng, bà vội vàng quệt đi, gắng gượng tươi tỉnh trở lại, lấy ra một cái túi nhỏ, cái này là của cháu đây. Chú Hà cháu nói, cháu là đứa trẻ đặc biệt nhất, phần lớn bọn trẻ bị vứt bỏ đều không có tên, thế nhưng bố mẹ của cháu lại để lại tên cho cháu. Trương Ngọc Tiên cầm cái túi, thận trọng giao cho Trần Đức. Nếu chú Hà thấy cháu lớn lên đẹp trai, tiền đồ rộng mở như vậy, chắc chắn sẽ vui lắm, nhất định sẽ uống rượu. Đúng vậy nhỉ? Trần Đức cầm cái túi, cảm thấy nặng trịch. Trong đầu, hình bóng người đàn ông năm xưa mập mờ hiện ra. Mỗi lúc đau buồn, ông ấy sẽ uống hai hớp rượu. Mỗi lúc vui vẻ, ông ấy cũng sẽ uống hai hớp rượu. Mỗi lúc chẳng vui chẳng buồn, ông ấy vẫn uống hai hớp rượu. Có thể nói. Chính vì chịu ảnh hưởng của chú Hà một cách vô thức mà anh mới thích uống rượu như vậy. Trần Đức trịnh trọng mở cái túi ra. Trong túi chỉ có hai thứ. Một thanh kiếm ngắn không có vỏ. Một cái tã nhỏ xíu. Trong thoáng chốc nhìn thấy thanh kiếm, trong cơ thể Trần Đức bất chợt nảy sinh một cảm giác gắn bó như máu thịt. Là linh khí. Hơn nữa. Ít nhất là linh khí thượng phẩm. Bởi vì chỉ có linh khí thượng phẩm mới có thể lấy máu nhận chủ nhân. Và cũng chỉ có lấy máu nhận chủ mới sinh ra cảm giác gắn bó máu thịt như thế. Cầm thanh kiếm lên, cảm nhận được kiếm khí bén ngót của nó, Trần Đức vô cùng kinh ngạc. Linh khí loại này, người thường không có khả năng sở hữu. Cho dù có là võ giả đi nữa cũng chưa chắc có được, ví dụ như Tạ Phương Kiệt, tuy hắn thân phận rất cao, nhưng vũ khí hắn sở hữu chỉ gần đạt tới mức độ linh khí, ngay cả linh khí hạ phẩm cũng chưa phải. Còn Giang Hồ Hải bị anh thu nhận làm nô lệ, cũng chỉ sở hữu linh khí hạ phẩm, theo lời ông ta thì ông ta có được một cách tình cờ, sau khi có được luôn luôn mang theo bên mình, coi như báu vật quý giá nhất. Thế nên có thể thấy được linh khí quý báu và hiếm thấy đến mức nào. Tuy là linh khí hạ phẩm, cũng đã là báu vật trong báu vật rồi. Mà thanh đoản kiếm sáng chói như gương dài 3 cm trước mặt lại là linh khí thượng phẩm. Nghĩ đến thực lực của Tà Vô Cương và tư chất võ học cực cao của mình, Trần Đức không khỏi cho ra một kết luận, e rằng bố mẹ anh cũng là võ giả. Hơn nữa, còn rất mạnh. Không thì, sẽ chẳng có được một thanh đoản kiếm như thế. Thanh đoản kiếm này bén thật, để nhiều năm vậy cũng không gì sắt, Trương Ngọc Tiên cảm thán, chắc chắn là bảo bối rồi, cả miếng tã lót này nữa, cũng rất tốt. Trần Đức à, lai lịch của con chắc chắn không tầm thường đâu. Đa số những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong cơ sở cô nhi viện kia đều bị một chút khuyết tật, hoặc là phụ huynh không có khả năng nuôi nấng. Còn con, là đứa đặc biệt nhất, là đứa trẻ duy nhất mà bố mẹ rất giàu. Chú Hà của con nói, hai thứ này thứ nào cũng rất có giá trị. Gia đình có tiền như vậy lại vứt bỏ con mình thì chắc chắn có lý do của họ. Ông ấy vốn định chờ con lớn lên, có khả năng rồi sẽ nói cho con biết sự thật,
Ai ngờ, năm con 13 tuổi lại bỗng dưng mất tích, Trương Ngọc Tiên thở dài, chỉ tiếc, chú Hà của con không thể nhìn thấy con của bây giờ. Trần Đức im lặng, anh mở miếng tã lót nho nhỏ kia ra, bên trong có ba tử Trần Bát Hoang. Mỗi một nét đều được dùng kim thêu từng mũi một, trong tã không có hoa văn gì, chỉ có ba tử kia. Ba tử kia hẳn là tên con, chú Hà và viện trưởng cô nhi viện đều nói nếu đã đến một nơi ở mới thì nên đổi cái tên. Vì vậy, họ đã cùng nhau đặt cho con cái tên khác là Trần Đức, còn Bát Hoang là tự. Nói là hy vọng con có thể sống thật tốt và có một cuộc sống hoàn toàn mới, Trương Ngọc Tiên chậm rãi kể, trong đầu nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Hồi nhỏ, chú Hà nói với con là người nổi tiếng thời xưa có tự, tên và tự thường liên hệ với nhau. Chú ấy cứ hỏi con là có muốn biết tại sao chỉ mình con là chẳng có chút liên quan nào không, Trần Đức vuốt tã, thở dài. Mỗi lần con hỏi, chú ấy đều nói chờ con lớn lên sẽ nói cho con biết. Giờ con đã trưởng thành, nhưng chú ấy lại không còn nữa. Trần Đức, đừng buồn, sinh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua thôi. Chẳng phải dì Trương của con cũng sẽ có một ngày già đi và chết đi sao, dì Trương lau nước mắt, Trần Đức chưa khuyên bà ấy mà bà ấy đã khuyên ngược lại anh rồi. Dì Trương, cảm ơn dì. Trần Đức giấu đoản kiếm vào trong tay áo, rồi nổi lên một ngọn lửa, đốt cháy miếng tã kia ngay tại chỗ. Bát Hoang, con đốt nó làm gì? Đối với con, nó đã không còn tác dụng nữa. Nếu vô dụng thì để lại làm gì, Trần Đức cười. Chuyến đi này của anh là rất chính xác, ít nhất biết bố mẹ mình là loại người nào, đã thế còn có thêm một kiện bảo vật. Chờ tã lót hóa thành cho, Trần Đức mới nói, dì Trương, chúng ta đi về thôi. Một lát nữa, con sẽ bảo những người ở dưới lầu nâng đồ về cho dì. 10 phút sau, một cảnh tượng kỳ lạ bỗng xuất hiện, đường đường là ông trùm xã hội đen như Long Thiếu Hổ lại tự mình làm cu ly, dẫn theo đám đàn em nâng mấy món đồ ở ngoài của Trương Ngọc Tiên vào nhà. Hà Đồn, Miêu Tiểu Thanh, Trương Ngọc Tiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, mấy độ muốn nói lại thôi. Chỉ mình Trần Đức là từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Nửa tiếng sau, Long Thiếu Hổ mồ hôi đầm đìa đi đến trước mặt Trần Đức, dè dặt nói, cậu Hoang, tôi đã chuyển đồ xong rồi. Cậu coi nên xử lý người phụ nữ kia thế nào? Người phụ nữ hắn ta nói đương nhiên là Thang Yến. Trần Đức không đáp, anh vẫn chưa dám làm gì Thang Yến. Tôi chỉ muốn một kết quả là cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bạn tôi, Trần Đức hờ hững nói, còn chuyện xử lý thế nào thì đó là chuyện của anh. Vâng, vâng, cậu Hoang, cậu cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ xử lý tốt, khi đối mặt với Trần Bát Hoang, trong lòng Long Thiếu Hổ luôn có một áp lực lớn như núi, gần như không thở nổi. Hắn ta run rẩy, dè dặt hỏi, cậu Hoang, vậy chúng tôi có thể, đi chưa? Cút đi. Trần Đức xua tay. Long Thiếu Hổ như chút được gánh nặng, chữ cút kia như âm thanh của đất mẹ vậy. Hắn ta vội vẫy tay, dẫn theo Thang Yến đi. Long Thiếu Hổ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải dạy cho Thang Yến một bài học nhớ đời. Mọi chuyện hôm nay đều tại con đàn bà chết tiệt này hết. Nếu không tại cô ta thì sao hắn ta lại gặp phải Trần Bát Hoang? Sao có thể làm cu ly? Sao có thể mất mặt như vậy? Mẹ nó! Long Thiếu Hổ càng nghĩ càng giận. Sau khi đi xuống lầu, thoát khỏi tầm mắt của Trần Đức bèn không nhịn được tát một phát lên mặt Thang Yến. Ô, ô, ô! Thang Yến bị bịt miệng lại nên không nói nên lời, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ độc ác như mấy mụ đàn bà đanh đá, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Sau khi đuổi đám Long Thiếu Hổ đi, Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh cũng không có đi, mà là mua một ít đồ ăn về, tự mình xuống bếp làm một bữa tối phong phú, uống mấy ly với Hà Đồn. Mấy năm nay, Hà Đồn đã chịu rất nhiều cực khổ, vài ly rượu xuống bụng xong bèn kể hết ra. Đường đường là đấng mày râu mà lại khóc nức nở, lớn tiếng nói xin lỗi mẹ, xin lỗi bố. Mãi đến tận hơn 10 giờ tối, Trần Đức với Miêu Tiểu Thanh mới rời đi. Trên xe, Miêu Tiểu Thanh hết sức cảm khái nói, Trần Đức, không ngờ cậu chẳng những lợi hại, mà còn là một thần y. Đương nhiên rồi, Trần Đức cũng không khiêm tốn, sau này, nếu cậu bị bệnh gì thì có thể tìm tôi. Tôi sẽ chữa cho. Miêu Tiểu Thanh giả bộ tức giận, cười mắng, tên khốn nhà cậu, chỉ chờ chị đây bị bệnh thôi có phải không? Về nhà, Trần Đức vừa đi đến cửa thì bỗng ngẩn ra. Trước cửa nhà anh có một người phụ nữ đang nằm. Cô ta mặc đồ bộ đội, dáng người thon dài, gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Sắc mặt cô ta tái nhợt, yếu ớt nằm trên mặt đất,
bả vai đang đổ máu. Trong miệng vết thương thì chắc là bị dao đâm, máu tươi không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ một mảng lớn trước ngực. Tưởng Sơ Linh. Trần Đức thấy người phụ nữ kia thì nhíu mày, cô bị sao vậy, tới chỗ tôi làm gì? Trần Bát Hoang, Tưởng Sơ Linh nhìn thấy Trần Bát Hoang, yếu ớt hô một tiếng rồi ngất đi. Tuy Trần Đức chẳng có cảm tình với người phụ nữ kiêu ngạo này, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ta được. Anh giơ hai tay bế Tưởng Sơ Linh lên, rồi đặt xuống sofa, dùng băng gạc cầm máu, lại hầm một nồi thuốc, nâng cô ta lên, đút cho cô ta uống. Vì tiếp xúc gần gũi nên Trần Đức hoàn toàn có thể cảm nhận được dáng người quyến rũ của cô ta. Có điều, với tình hình như giờ thì anh chẳng thể có suy nghĩ gì khác nữa. Sau khi đút thuốc xong, anh bèn ra ngoài mua một bộ quần áo nữ, ném lên sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy linh thạch ra định hấp thu linh khí thuần khiết bên trong. Anh tin rằng chẳng bao lâu nữa, đồng bọn của Tà Vô Cương người đã ra tay với các anh em của mình sẽ xuất hiện. Giờ, điều duy nhất anh phải làm đó là tăng thực lực của mình lên. Giữa võ giả với nhau thì chỉ có thể dùng sức mạnh để nói chuyện. Linh thạch đỏ tươi, không lớn, nhưng Trần Đức có thể cảm nhận được linh khí dồi dào ẩn chứa bên trong. Anh dằn nỗi kích động xuống, giơ tay nắm lấy, rồi bắt đầu vận chuyển âm dương kinh. Giây tiếp theo, bên trong linh thạch chợt xuất hiện từng luồng khí trắng. Rõ ràng có thể thấy được, chúng đang len lỏi vào trong lòng bàn tay anh, rồi men theo cánh tay đến mọi nơi trên cơ thể. Nửa tiếng sau, linh thạch màu đỏ kia dần nhạt đi và trở thành một cục đá bình thường. Mà lúc này, Tưởng Sơ Linh ở trên sofa cũng chậm rãi mở mắt ra. Việc đầu tiên khi cô ta tỉnh lại là vội vàng mở miệng sợ hãi nói, Trần Bát Hoang, đi mau, mau rời khỏi thành phố Tần đi. Ông ta đến rồi, sắp đến rồi. À, Tưởng Sơ Linh ngồi dậy quá mạnh nên chưa nói xong thì vết thương nơi bả vai đã truyền đến một cơn đau dữ dội. Khuôn mặt cô ta lập tức trắng bệch, hít ngược một hơi. Tốt nhất là ngồi yên đi, Trần Đức đặt linh thạch sang bên, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể lại tăng lên một bậc, khóe miệng anh khẽ cong. Tâm trạng tốt hẳn lên, nên giọng điệu khi nói chuyện với Tưởng Sơ Linh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Miệng vết thương của cô có chút nghiêm trọng, nếu hoạt động mạnh quá, không những sẽ đau, mà còn có thể chảy máu nhiều hơn. Vả lại, giờ tốt nhất cô nên thay quần áo rồi xử lý miệng vết thương đi. Một khi nhiễm trùng thì có lẽ sẽ mất mạng đó. Tưởng Sơ Linh ngẩn ra, đây là lần đầu cô ta thấy Trần Bát Hoang dịu dàng như vậy. Khóe miệng khẽ cong kết hợp với gương mặt như đao khắc và từng đường nét chính trực chợt khiến cô ta cảm thấy như có làn gió xuân khẽ phất qua. Nè, đó là quần áo mua cho cô, còn có cồn và nước thuốc trị vết thương. Bôi lên miệng vết thương là được, có gì thì, để lát nữa rồi nói sau. Giọng nói của Trần Đức lại truyền đến, Tưởng Sơ Linh mới chợt tỉnh lại khỏi cảm giác kia. Cô ta cầm lấy quần áo trước mặt, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Trần Đức nói đúng. Miệng vết thương của mình phải xử lý ngay. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng, rồi khiến bệnh tình nặng thêm. Giờ, vết băng nơi vết thương của mình chỉ là cầm máu mà thôi. Cô ta phải xử lý miệng vết thương nữa, mà làm thế thì phải cởi hết quần áo ra. Một khi cởi thì những chỗ đặc biệt của phụ nữ sẽ bị nhìn thấy hết. Nếu là người thường thì e rằng đã ước gì cởi hết ra. Mà rõ ràng là Trần Bát Hoang đã không làm vậy. Có vẻ... anh cũng không có đáng ghét như trong tưởng tượng. Ấn tượng của Tưởng Sơ Linh với Trần Bát Hoang bỗng tốt hơn một chút. Bên trong nhà vệ sinh, hơi nước mịt mờ, Tưởng Sơ Linh nhìn miệng vết thương máu chảy đầm đìa nơi bả vai bên dưới cái gáy ngọc ngà trong gương, khuôn mặt trắng bệch, rồi không khỏi nhớ tới Hàn Huyền Tông lão tổ nhà họ Hàn. Vì tính mạng của đồng đội mình, Tưởng Sơ Linh đành phải giao tư liệu về Trần Đức ra, chỉ là cô ta không ngờ, tên điên Hàn Huyền Tông kia lại nói chuyện không giữ lời. Những đồng đội của cô ta, không có một ai là còn sống cả. Đều chết thảm. Mà Tưởng Sơ Linh có thể sống trở lại thành phố Tần là vì Hàn Huyền Tông cố tình thả cô ta rời đi. À, Tưởng Sơ Linh nhịn đau, rửa sạch và khử trùng miệng vết thương. Cả quá trình đều đau thấu tim, dù cô ta đã từng được huấn luyện khắc nghiệt, nhưng lúc này cũng không khỏi rên rỉ ra tiếng. Cơ thể trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, ngồi xổm xuống góc tường, đau đến phát run. Một lúc lâu sau, cơn đau kia mới vơi đi một chút. Tiếp theo, cô ta cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, bên trong là nước thuốc mà Trần Đức cho. Nó đen xì, sền sệt y như gel mặt nạ, đưa lên mũi ngửi thì thấy thoang thoảng mùi thuốc. Đây là thứ gì, Tưởng Sơ Linh chưa từng thấy loại thuốc này,
cảm giác hơi mắc ói. Xong, giờ cũng không có thuốc khác, Tưởng Sơ Linh đành phải thử xem. Cô ta đổ thuốc ra, bôi lên miệng vết thương. Vừa bôi nước thuốc lên, cũng không có xuất hiện cơn đau trong tưởng tượng, trái lại miệng vết thương còn thấy lành lạnh, đỡ đau hơn. Cùng lúc đó, bên trong phòng khách, Trần Đức đang cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong người. Linh khí ẩn chứa bên trong miếng linh thạch nho nhỏ kia thật sự rất nhiều, còn nhiều hơn lượng linh khí anh hấp thu trong 3 tháng nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ấy, anh cũng đã cảm thấy như sắp đột phá luyện khí kỳ cánh cửa thứ nhất trong tu hành. Nhưng, Trần Đức cũng không vội đột phá. Anh cảm thấy mình còn thiếu một chút gì đó. Nếu giờ mà đột phá thì mai sau sẽ bị ảnh hưởng. Kẹt. Ngay khi Trần Đức đang suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra, sau đó, Tưởng Sơ Linh chậm rãi bước ra. Trần Đức thấy dáng vẻ của cô ta lúc này thì không khỏi ngừng thở. Lúc nãy khi đi ra ngoài, anh đã dựa theo dáng người của Tưởng Sơ Linh tùy tiện mua một chiếc váy trắng. Giờ, mặc trên người cô ta không ngờ lại toát lên một vẻ thoát tục. Hơn nữa, tính cả lần này thì đây là lần thứ hai anh gặp Tưởng Sơ Linh, nên vẫn chưa thấy dáng vẻ ăn mặc bình thường của cô ta. Giờ phút này, mái tóc đen dài của cô ta ướt sũng rối tung buông thõng bên hông, gò má ngọc ngà ửng đỏ, xinh xắn mỹ miều. Sau khi cởi bộ đồng phục quân đội ra thì một người phụ nữ kiên cường như cô ta chợt hóa thành một cô gái nhỏ, giống như một đóa hoa sơn chi trắng muốt mới nở, tỏa hương thơm nức mũi, làm say lòng người. Khí chất lúc này của cô ta hoàn toàn khác xa cái dáng vẻ oai hùng, tràn ngập kiêu căng ngạo mạn của một bậc anh tài trước đó. Sao, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à, Tưởng Sơ Linh vừa mở miệng, cái dáng vẻ yêu kiều của một cô gái nhỏ lập tức biến mất sạch sành xanh. Người đẹp thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng một người bên ngoài điềm đạm đáng yêu, bên trong kiên cường mạnh mẽ như cô thì là lần đầu gặp đó, Trần Đức phát chân ngồi xuống sofa nói. Thì ra là thế, Trần Đức giật mình. Khó trách Tưởng Sơ Linh lại kiêu ngạo như thế. Anh chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt Giang Hồ Hải, chẳng phải ông ta cũng kiêu ngạo giống vậy sao? Sư huynh, anh gọi anh ta là gì? Tưởng Sơ Linh nhíu mày khi nghe cách xưng hô của Giang Hồ Hải. Chuyện của ông thì ông tự giải quyết cho tốt, tôi không xen vào, Trần Đức bỏ lại một câu, sau đó quay trở về chỗ của mình, tiếp tục uống rượu. Giang Hồ Hải vội lôi Tưởng Sơ Linh đến ban công nhà bếp, chẳng mấy chốc. Tiếng tranh cãi của hai người vang lên, còn có âm thanh bất đắc dĩ và tràn đầy khó hiểu của Tưởng Sơ Linh. Cô ta sầm mặt, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Giang Hồ Hải lại làm như vậy. Đã sinh ra làm người đáng lẽ nên có một chút lòng tự trọng, sao phải hạ mình làm nô bộc cho người khác. Giang Hồ Hải cảm thấy rất bất đắc dĩ, đối với một cô gái trẻ chưa từng trải qua sinh tử tồn vong thì dù có thuyết phục cỡ nào, cô ta cũng không hiểu được những đạo lý trong đó. Em đừng xen vào mối quan hệ giữa anh và chủ nhân, còn những thứ khác, tất cả đều không thay đổi. Giang Hồ Hải không muốn tiếp tục giải thích, ông ta hỏi, em có đồng ý không? Được. Tưởng Sơ Linh càng thêm chán ghét Trần Bát Hoang. Giang Hồ Hải vốn là sư huynh của cô ta, nhưng không biết bị trúng thứ thuốc mê gì mà ngay cả lòng tự trọng của mình cũng không cần. Cô ta đồng ý nhưng với thái độ giận dữ, kế đó xoay mặt đi, không muốn để tâm đến Giang Hồ Hải nữa. Sau khi rời khỏi nhà bếp, Giang Hồ Hải liền tranh thủ nói, chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lão tổ nhà họ Hàn Hàn Huyền Tông đã xuất quan. Tôi biết rồi, sư muội của ông còn bị ông ta chọc cho một đao, Trần Đức hờ hững cầm chai rượu rót cho Giang Hồ Hải một ly, uống không? Cảm ơn chủ nhân. Giang Hồ Hải bưng ly rượu lên, uống một ngụm. Ông ta lập tức nhận ra đây không phải rượu bình thường, mà là hàng cực phẩm trong số các loại rượu hảo hạng. Khựng lại vài giây, ông ta lại nói tiếp, Sơ Linh đã nói chuyện của muội ấy cho tôi biết, điều tôi muốn nói là 3 tiếng trước, Hàn Huyền Tông đã công bố một tin tức tại Giang Bắc, nói rằng ngày mốt, ông ta sẽ tổ chức tiệc mừng thọ lần thứ 90 của mình. Tiệc mừng thọ, Trần Đức hỏi, lão già kia định chơi trò gì? Không rõ lắm, tuy nhiên, tôi cảm thấy lần này, hơn phân nửa là nhắm vào chủ nhân. Cậu có muốn tạm lánh đi một thời gian hay không? Giang Hồ Hải vô cùng lo lắng. Hàn Huyền Tông bắt đầu tu luyện từ năm mười mấy tuổi, sau mấy chục năm luyện võ, thì ở cái nơi nhỏ bé như Giang Bắc và thành phố Tần, thực lực của ông ta có thể nói là châu bò nhất, mạnh nhất và có lai lịch dài nhất. Ông ta là lão tổ nhà họ Hàn, đồng thời cũng là hội trưởng Hiệp hội Thu Võ tỉnh Hoa Bắc. Tỉnh Hoa Bắc bao gồm 3 thành phố lớn, Giang Bắc, thành phố Tần và Thâm Đô. Trong đó, Giang Bắc là phồn hoa nhất, thành phố Tần xếp thứ 2,
Thâm Đô đứng cuối cùng. Hàn Huyền Tông có thể trở thành hội trưởng hiệp hội tu võ của cả ba thành phố này, có thể tưởng tượng ra được thực lực của ông ta mạnh bao nhiêu. Việc ông ta trở thành hội trưởng hiệp hội tu võ đã là chuyện của nhiều năm về trước, Giang Hồ Hải nói, lần này ông ta trở về, tôi có đứng từ xa quan sát và nhận thấy rằng ông ta đã mạnh hơn so với trước kia, hơn nữa không chỉ hơn một cấp. Cũng không biết trong buổi tiệc mừng thọ lần này, ông ta định dở trò gì. Chủ nhân, tôi cảm thấy cậu nên tránh đi đầu sóng ngọn gió. Tinh! Đúng lúc này, điện thoại của Trần Đức đột nhiên rung lên, là Trương Thiên Dương gọi đến, cậu Trần, không hay rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Sau khi xác nhận chắc chắn là Trần Đức đang nghe máy, Trương Thiên Dương tỏ vẻ lo lắng nói, 10 phút trước, tôi nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật, là của lão tổ nhà họ Hàn Hàn Huyền Tông. Ông ta mời tôi ngày mốt đến Hàn Viên dự tiệc mừng thọ của ông ta. Tôi có hỏi thăm thử thì biết được không chỉ riêng tôi, mà gần như toàn bộ giới thượng lưu của thành phố Tần đều nhận được thiệp mời, kể cả nhà họ Tạ. Người đứng ra tổ chức tiệc mừng thọ lần này chính là bọn họ. Có tin tức nói rằng nửa tiếng sau, Hàn Huyền Tông sẽ đến thành phố Tần. Cậu Trần, tôi nghi ngờ lần này là nhắm vào cậu đấy. Không cần nghi ngờ làm gì, mục tiêu của bọn họ chính là tôi. Nếu không thì cần gì phải chạy đến thành phố Tần để tổ chức tiệc mừng thọ, Trần Đức cười nói, ngày mốt, ông cứ đến tham gia tiệc mừng thọ đi, yên tâm, không có việc gì đâu. Trương Thiên Dương vốn định khuyên Trần Đức tránh đi, trốn càng xa càng tốt. Mặc dù năm đó, có lời đồn rằng Hàn Huyền Tông đã bại dưới tay Tạ Phương Kiệt, nhưng hiện tại, mặc dù biết Tạ Phương Kiệt đã chết, ông ta vẫn nhất quyết tổ chức tiệc mừng thọ. Việc này nói rõ một điều. Đó chính là thực lực của Hàn Huyền Tông bây giờ chắc chắn mạnh hơn Tạ Phương Kiệt, hoặc là ông ta nắm trong tay con át chủ bài nên có lòng tin rằng mình sẽ thắng. Được rồi, cậu Trần, cậu cẩn thận đấy, cuối cùng, Trương Thiên Dương lựa chọn không khuyên nhủ Trần Đức. Quen biết người thanh niên này đã lâu, ông ta hiểu rất rõ anh, biết chắc một khi anh đã quyết định thì dù có khuyên cách mấy cũng vô dụng. Giang Hồ Hải, tôi giao cho ông một nhiệm vụ, sau khi cúp điện thoại, Trần Đức ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ông đến tập đoàn Dược Thiên Vũ, thay tôi bảo vệ Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Được, Giang Hồ Hải đáp, chủ nhân, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hai người họ. Sau khi cam đoan, Giang Hồ Hải không chút chần chừ, lập tức khởi hành đến tập đoàn Dược Thiên Vũ. Trần Đức gửi cho Tống Ngữ Yên một tin nhắn, thông báo về việc của Giang Hồ Hải, kế đó, anh quay đầu nhìn về phía Tưởng Sơ Linh ở cách đó không xa, xem ra lão già kia không nóng vội như cô nói. Đêm nay, ông ta không có ý định đụng đến tôi. Hừ, không nghe mọi người khuyên thì sớm muộn gì cũng chịu thiệt, anh tự giải quyết cho tốt, nếu ngày nào đó có chết thì cũng chớ trách người Hoa Hạ chúng tôi không giúp anh. Tưởng Sơ Linh thu dọn quân trang của mình, chuẩn bị quay về bộ báo tin. Cô ta sẽ báo cáo chi tiết cho Cao Sĩ Long, về phần ông ta quyết định như thế nào thì cô ta không thể làm chủ được. Kể từ khi biết Giang Hồ Hải trở thành nô bộc của Trần Đức, Tưởng Sơ Linh luôn tỏ thái độ khó chịu với anh, trước khi đi, cô đã mạnh tay đóng sập cửa. Ồ, có cá tính đấy. Trần Đức nhếch miệng cười, anh vốn không để tâm đến những hành động mang tính cảm xúc kiểu này. Sau khi uống hết một ngụm rượu, anh rời khỏi nhà, đi đến bệnh viện 308. Lão già Hàn Huyền Tông muốn diệt cả nhà anh, mà anh chỉ có một người thân duy nhất, đó là Tử Hàm. Cho nên, anh phải đảm bảo sự an toàn của cô bé. Đêm đã khuya, khi Trần Đức đến bệnh viện, Tử Hàm và Tiểu Khả đều đã ngủ. Còn Lâm Khải thì yên lặng ngồi một bên, kiểm tra bài tập mà anh ta đã giao cho hai đứa nhỏ. Anh Bát Hoang, anh đến rồi à, nhìn thấy Trần Đức, Lâm Khải vội đứng dậy, vẻ mặt anh ta tràn đầy vui sướng, tuy nhiên, vẫn nhớ hạ thấp giọng để tránh làm hai đứa bé thức giấc. Tôi đến xem mấy đứa nhỏ, gần đây bận quá, thật sự không có thời gian, Trần Đức nói, tình trạng của hai đứa bé thế nào rồi? Hai đứa nhỏ không sao, bác sĩ nói tình trạng của Tử Hàm có chuyển biến tốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra viện, Tiểu Khả đã đứng dậy được, có thể miễn cưỡng đi được vài bước. Sắc mặt Lâm Khải có hơi kỳ quái, anh ta lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Trần Đức bằng hai tay, chúng không sao, tuy nhiên, tôi có việc. Anh Bát Hoang, trong tấm thẻ này có hơn 3 tỷ. Tôi nghĩ mình không nên nhận nó thuộc về anh. Hơn 3 tỷ được chuyển vào thẻ của anh ta đã có hơn 10 tiếng rồi. Suốt khoảng thời gian qua, Lâm Khải cứ nghĩ mình đang nằm mơ, anh ta đã xem đi xem lại hơn 10 lần tin nhắn báo số dư trong điện thoại. Sống gần 20-30 năm,
đây là lần đầu tiên anh ta thấy nhiều tiền như vậy. Lúc ban đầu, anh ta thật sự không dám tin, sau đó lại vừa hưng phấn, vừa kích động. Lâm Khải có cảm giác mười mấy tiếng này dài dằng dặc, còn dài hơn 3 ngày 3 đêm, đến khi tỉnh táo lại, anh ta mới nhận ra một điều, khoản tiền này không thuộc về mình. Tuy có được nó là nhờ Thanh Hà thượng đồ, anh ta cũng đã thấy được trên tin tức, thế nhưng, nếu không có Trần Bát Hoang thì e rằng Thanh Hà thượng đồ chỉ có thể đặt trong nhà anh ta cả đời, là ngọc sáng bị phủ bụi mà thôi, không có cơ hội thấy được ánh mặt trời. Tất cả công lao đều là của Trần Bát Hoang. Lại nói, Trần Bát Hoang còn là ân nhân của con anh ta, không có người thanh niên này, anh ta không thể nào phát hiện ra giá trị của bức tranh, cũng không cách nào chữa khỏi bệnh cho Tiểu Khả. Quả thật số tiền này rất hấp dẫn. Anh ta cũng từng nghĩ số tiền này thuộc về mình, nhưng sau khi tỉnh táo trở lại, anh ta biết mình không thể làm như vậy. Anh ta đã tặng bức tranh này cho Trần Đức, vậy thì số tiền này lẽ ra phải thuộc về Trần Đức. Nhìn tấm thẻ trong tay Lâm Khải, sắc mặt Trần Đức có hơi đổi. Hơn 3 tỷ không phải là con số nhỏ. 3 tỷ không phải 300 triệu, cũng không phải 30 triệu. Khoản tiền này đủ khiến cho người ta phát cuồng, đến nỗi không nhận mặt anh em. Lâm Khải có thể đưa ra quả thật khiến Trần Đức cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trên thế gian này, thử hỏi có mấy ai làm được như vậy? E là ngay cả võ giả những kẻ luôn luôn cho mình ở trên cao, không xem người bình thường là người, cũng chưa chắc làm được. Trần Đức vỗ mạnh lên vai Lâm Khải, mỉm cười nói, tôi không giúp lầm người, như vậy đi, anh cứ xem như số tiền này là của tôi, anh dùng nó để kinh doanh hoặc phát triển một thứ gì đó cũng được, thấy sao hả? Việc này, anh Bát Hoang, anh tính vậy cũng được, tuy nhiên, anh vẫn nên giữ số tiền này đi, khi nào cần, tôi sẽ tìm anh. Không cần đâu. Trần Đức đẩy tay anh ta lại, anh cứ giữ đi, tôi yên tâm. Được, im lặng vài giây, cuối cùng. Lâm Khải cũng gật đầu đồng ý, anh Bát Hoang, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không lãng phí số tiền này. Anh ta biết Trần Đức muốn đưa số tiền này cho anh ta, có điều vì sợ anh ta ngại nên mới thay đổi cách nói mà thôi. Tuy nhiên, anh ta đã quyết định, một khi cầm số tiền này trong tay, chắc chắn phải dựng nên một phen sự nghiệp. Sau này, dù có thế nào đi nữa thì thành quả mà anh ta đạt được cũng mãi mãi mang họ Trần. Chỉ cần Trần Đức yêu cầu, anh ta nguyện theo làm tùy tùng. Cống hiến hết sức mình. Được rồi, ngồi đi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây với Tử Hàm và Tiểu Khả, Trần Đức thong thả ngồi xuống, canh giữ bên cạnh Tử Hàm. Anh Bát Hoang, anh Trương Phàm, Tử Hàm sẽ thật ngoan. Vừa ngồi xuống thì nghe Tử Hàm nói mớ, khi nghe thấy hai chữ Trương Phàm, Trần Đức chợt có cảm giác đau lòng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giúp cô bé ngủ ngon hơn. Lúc Tưởng Sơ Linh trở lại cục chín thì đêm đã khuya. Về đến nơi, việc đầu tiên cô ta làm chính là soạn một vài dụng y tế, xử lý vết thương trên vai rồi mới đi gặp Cao Sĩ Long. Dù sao thì cô ta cũng không rõ lắm thứ chất lỏng đen xì đựng trong bình nước suối của Trần Bát Hoang là gì, có điều, đã đóng gói sơ sài như vậy thì tất nhiên khó tránh khỏi nhiễm khuẩn, nếu không xử lý vết thương một lần nữa, có trời mới biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Trong phòng vệ sinh, Tưởng Sơ Linh từ từ cởi váy dài ra. Để lộ từng đường cong quyến rũ say lòng người. Cô ta đứng đối diện gương, tháo từng lớp băng gạc ra. Sao lại? Một lát sau, mặt gương bóng loáng phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc và ánh mắt có phần kỳ quái của Tưởng Sơ Linh. Nhưng có thể thấy rõ, vết thương đầm đìa máu tươi do dao găm gây ra trên vai trái của cô ta giờ đã hoàn toàn khép lại. Càng khoa trương hơn nữa chính là miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Cô ta vô thức xoay xoay vai thì kinh ngạc phát không có cảm giác đau như trong tưởng tượng. Sao có thể thế được? Là một quân nhân, Tưởng Sơ Linh hiểu rất rõ về các vết thương, biết được cần phải mất bao lâu mới có thể khôi phục hoàn toàn. Ví dụ như vết thương hiện tại của cô ta, con dao kia gần như lướt qua xương quai xanh, rạch một nhát thật sâu trên da thịt. Vết thương nghiêm trọng như vậy muốn kết vảy phải mất ít nhất 1 đến 2 tháng. Bởi vì mỗi một lần vận động đều có khả năng khiến vết thương bị rách ra, tạo thành vết thương mới, để khôi phục hoàn toàn cần một quá trình dài dòng và buồn tẻ. Chẳng lẽ do thuốc của anh ta? Tưởng Sơ Linh chợt nhớ đến thứ thuốc đen xì kia. Từ lúc bị thương cho đến thời điểm này, cô ta chỉ dùng duy nhất một loại thuốc, đó chính là thứ được chứa trong bình nước suối của Trần Đức. Cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình. Tưởng Sơ Linh có thể xác định vết thương của này khôi phục được như vậy chắc chắn có liên quan đến thứ thuốc kia. Nghĩ vậy,
cô ta liền thay một bộ quần áo mới, rồi đi đến chỗ Cao Sĩ Long, kể lại tất cả những gì đã trải qua ngày hôm nay cho ông ta, kể cả tình trạng vết thương của mình. Cô nói thật à, Cao Sĩ Long vô cùng khiếp sợ, chỉ trong vòng vài tiếng mà vết thương của cô đã kết vảy rồi à. Cô có chắc từ đầu đến cuối chỉ dùng thuốc của Trần Bát Hoang không? Chắc chắn, Tưởng Sơ Linh gật đầu, tham mưu trưởng Cao, ông nghĩ thử xem. Nếu loại thuốc này được cấp cho các chiến sĩ xông pha trên chiến trường thì tốt biết bao. Không sai, Cao Sĩ Long gật gù. Ông ta cũng từng là quân nhân, từng trải qua khoảng thời gian xông pha trên chiến trường đẫm máu. Mỗi một trận chiến đều có vô số anh em bị thương, nếu thứ thuốc mà Tưởng Sơ Linh nói đến có thể mang ra chiến trường thì nhất định sẽ mang đến tác dụng vô cùng lớn. Tốc độ khôi phục thương thế của các chiến sĩ sẽ tăng vọt. Cao Sĩ Long nói, như vậy đi, Sơ Linh. Ngày mai cô liên hệ với Trần Bát Hoang, đón anh ta đến đây, tôi muốn gặp mặt anh ta. Hôm sau, tại bệnh viện 308. Sáng sớm, Tử Hàm vừa thức giấc thì nhìn thấy Trần Đức, cô bé vui mừng quá đỗi, giơ tay đòi anh ôm. Trần Đức chơi đùa cùng cô bé trong chốc lát, rồi mỉm cười dịu dàng, nói, Tử Hàm, hôm nay anh đưa em và Tiểu Khả ra viện, có được không? Thật ư? Nghe thấy hai chữ ra viện, Tử Hàm cười tươi rói. Anh Bát Hoang, Tử Hàm có thể xuất viện thật ư? Đương nhiên rồi, Trần Đức gật đầu, anh đã làm xong thủ tục xuất hiện, hiện tại có thể dẫn em đi được rồi. Tử Hàm phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, cô bé sôi nổi chạy đến bên cạnh Tiểu Khả, hệt như một bà cụ non, Tiểu Khả này, chị xuất viện rồi, sau này em phải nghe lời chú Lâm đấy, có biết không? Không được bướng nữa. Tiểu Khả gật đầu thật mạnh, chị... Sau này em có thể tìm chị chơi nữa không? Đương nhiên là được, chỉ cần em ngoan như chị thì sẽ sớm khôi phục thôi. Khi em ra viện, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, đôi mắt to tròn, sáng ngời của Tử Hàm ngân ngấn nước, luyến tiếc chào từ biệt Tiểu Khả. Lâm Khải, sau này có việc thì cứ gọi cho tôi, Trần Đức nói. Được, anh Bát Hoang, anh cứ yên tâm, Lâm Khải nói, anh có việc gì cần đến tôi thì cứ nói, Lâm Khải nhất định sẽ xông phá khói lửa. Trần Đức vỗ vỗ bả vai Lâm Khải, không nói gì thêm. Sau khi chào từ biệt Tiểu Khả, Tử Hàm đi theo Trần Đức rời khỏi bệnh viện. Chú Lâm Khải, Tiểu Khả, tạm biệt. Tử Hàm phe phẩy bàn tay nhỏ. Gần một tháng nằm viện, cuối cùng cũng kết thúc, Tử Hàm vô cùng vui mừng, nắm lấy tay Trần Đức, tung tăng bước đi. Trần Đức kiên nhẫn đưa cô bé đi chơi khắp nơi. Mãi cho đến trưa, không còn đi nổi nữa, cô bé mới chịu dừng lại. Tử Hàm, đêm nay em ở nhà cô liễu được không? Trần Đức ôm Tử Hàm, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi cô bé, mấy ngày nay anh có việc, không thể ở cùng em được. Vâng ạ. Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu, lém lỉnh hỏi, anh có hẹn với chị gái kia đúng không? Chị nào cơ? Trần Đức tỏ vẻ khó hiểu. Chị đó đó, Tử Hàm giơ tay chỉ vào một chỗ ở cách đó không xa. Ở đằng kia, tầm hơn 10 mét có một chiếc Mercedes, ben màu đỏ vừa đỗ lại. Một cô gái bước xuống xe, đang đi về phía Trần Đức. Tưởng Sơ Linh, có lẽ là vì vết thương ngày hôm qua nên hôm nay cô ta không mặc quân phục, mà vẫn khoác trên người bộ váy dài do Trần Đức mua. Cô nàng bước xuống từ chiếc Mercedes, ben đỏ, dáng người cùng khuôn mặt của cô ta đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, tỷ lệ người quay đầu lại lên đến 90%. Tưởng Sơ Linh cầm một con vịt nhỏ màu vàng đưa cho Tử Hàm, cô bé, đây là đồ chơi chị tặng em. Cảm ơn chị, Tử Hàm mừng rỡ nhận con vịt, thật đáng yêu. Tử Hàm ngoan lắm. Tưởng Sơ Linh đã sớm điều tra Trần Bát Hoang, đương nhiên, cô ta cũng biết về Tử Hàm nên trước khi đến đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt. Trần Bát Hoang, anh có rảnh không? Lãnh đạo của tôi muốn gặp anh, sau khi bắt chuyện với Tử Hàm, Tưởng Sơ Linh nhìn về phái Trần Đức bằng ánh mắt chờ mong. Lãnh đạo của cô muốn gặp tôi à? Trần Đức hỏi, có chuyện gì? Anh cứ đi rồi sẽ biết. Tưởng Sơ Linh nói, không gặp, tôi còn có việc, Trần Đức từ chối, anh không muốn tham gia vào chuyện của chính phủ. Có rất nhiều việc, một khi liên quan đến chính phủ thì rất dễ mất đi ý nghĩa lúc ban đầu. Vừa dứt lời, anh xoay người rời đi. Trần Bát Hoang, anh đừng có ngạo mạn như vậy được không? Lãnh đạo của tôi thật sự muốn gặp anh để bàn việc, thấy Trần Đức rời đi, Tưởng Sơ Linh vội vàng đuổi theo, cuống quýt nói. Đi với tôi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Không đi, Trần Đức lại lần nữa từ chối. Liên tục bị anh từ chối,
Tưởng Sơ Linh có hơi uất ức, cô ta không rõ vì sao người đàn ông này luôn từ chối mình. Sao anh ta không biết thương hương tiếc ngọc gì cả vậy? Anh bát hoang, Tử Hàm chớp chớp đôi mắt to tròn, phụng phịu nói, anh nhìn kìa, chị ấy sắp khóc rồi, em không muốn thấy chị ấy khóc đâu. Trần Đức giật mình, anh có thể không nghe lời đề nghị của người khác, nhưng nếu là Tử Hàm thì, anh sẽ xem xét lại, được rồi, để anh đưa em đến chỗ cô Liễu trước đã. Hơn 10 phút sau, Trần Đức đến trước cửa cục 9. Vừa đến nơi, anh đã cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, trước cổng có hai người lính canh cửa, thân hình cao lớn, dáng đứng thẳng như tùng. Nhìn thấy Trần Đức và Tưởng Sơ Linh, bọn họ cung kính cúi chào. Tưởng Sơ Linh dẫn Trần Đức đi thẳng vào văn phòng của Cao Sĩ Long. Trong văn phòng, Cao Sĩ Long mặc một bộ Âu phục, đang xử lý tài liệu. Vừa thấy Trần Đức, ông ta lập tức buông văn kiện trên tay xuống, nhiệt tình chào đón anh Trần, cuối cùng thì anh cũng đã đến, mời ngồi. Trần Đức ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, tìm tôi có việc gì? Chuyện là như vậy, tối qua, Sơ Linh bị trọng thương, nghe nói anh đã dùng một loại nước thuốc bôi cho cô ấy, mấy tiếng sau, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Cao Sĩ Long cũng không quanh co, ông ta nói thẳng, lần này tìm đến anh là muốn hỏi loại thuốc kia có phải do anh chế ra hay không? Trần Đức nhướng mày, sao hả? Ông cảm thấy hứng thú à? Đúng vậy, Cao Sĩ Long nói, tôi muốn mua phương thuốc của anh cứ ra giá đi. Tôi biết anh không hứng thú với tiền, tôi có thể dùng điều kiện bảo vệ anh một lần để đổi lấy phương thuốc. Thậm chí, chỉ cần anh đáp ứng, tôi có thể xin điều động cao thủ giúp anh giải quyết vấn đề của nhà họ Hàn. Thực lực Hàn Huyền Tông rất mạnh, nếu không có sự trợ giúp từ chính phủ, e là cửa ải lần này, anh khó mà vượt qua được. Trần Đức tỏ vẻ hứng thú nhìn Cao Sĩ Long, hỏi, ông đang bàn điều kiện với tôi à? Nếu anh muốn hiểu như thế thì cũng được thôi. Nói là đàm phán điều kiện, chứ tôi càng thích nói là thương lượng hơn, Cao Sĩ Long nói với vẻ hết sức tự tin. Hơn nữa, anh cũng khó mà từ chối điều kiện do tôi đưa ra. Bản thân Cao Sĩ Long là một cao thủ đàm phán, lúc trước trong mỗi cuộc đàm phán, ông ta đều có thể tìm ra điểm yếu của đối thủ để đạt tới mục đích mà mình muốn. Và không có lần nào là thua. Ông ta đã phân tích tình hình hiện tại của Trần Đức nên cho rằng anh sẽ không từ chối đề nghị này. Dù sao, so với mạng sống thì một phương thuốc cũng chẳng đáng là gì. Ngại ghê, Cao Sĩ Long vừa nói xong, Trần Đức bỗng đứng dậy, lạnh nhạt nói, trước giờ bản thân tôi đều không thích đàm phán, cũng càng không thích một cuộc bàn bạc mang tính đe dọa như thế này. Cao Sĩ Long giật mình, thoáng chốc không phản ứng lại kịp. Mà Trần Đức đã đi về phía cửa. Có điều, anh chưa đi được vài bước thì bỗng có hai tên lính ngăn cản trước mặt. Trần Bát Hoang, anh không thể suy nghĩ thêm sao, mạng anh quan trọng hay là phương thuốc quan trọng, Tưởng Sơ Linh thật sự không hiểu được lối suy nghĩ của Trần Đức, đối mặt với một tên cáo giả như Hàn Huyền Tông chắc chắn là chỉ có chết chứ chẳng thể sống nổi. Lúc này rồi mà còn kiêu ngạo như thế làm gì? Nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Lẽ nào đến đạo lý này anh cũng không hiểu sao? Không có chúng tôi. Anh chắc chắn sẽ chết, Tưởng Sơ Linh nói, chỉ cần anh đồng ý, chắc chắn chúng tôi sẽ bảo vệ được mạng sống của anh. Bảo vệ mạng sống cho tôi. Trần Đức cũng không quay đầu lại nói, Trần Bát Hoang tôi cần mấy người bảo vệ chắc. Anh vừa nói vừa vung tay lên, hai tên lính lập tức bị một sức mạnh vô hình đẩy ra, lảo đảo lùi lại, cuối cùng không đứng vững, ngã xuống đất. Hai tên lính này chính là cận vệ của Cao Sĩ Long. Bọn họ cũng là võ giả. Mà còn trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Trần Đức lại đẩy bọn họ ra mà chẳng tốn chút sức nào. Sau đó, anh xoay người nhìn Cao Sĩ Long nói, sau này bảo người của ông chú ý chút, lần sau ông và người của ông mà còn bất lịch sự như thế nữa thì sẽ không chỉ đơn giản vậy đâu. Đùng, đoàng. Lời nói của Trần Đức giống như một tiếng sấm giữa ngày hè, ầm vang bên tai Cao Sĩ Long. Cả người ông ta lập tức toát ra mồ hôi lạnh, y như thấy quỷ. Đợi đến khi ông ta hoàn hồn lại thì bóng dáng Trần Đức đã biến mất khỏi trụ sở cục 9 rồi. Tham mưu Cao, Tưởng Sơ Linh hỏi, có cần đuổi theo không? Không, không cần, Cao Sĩ Long xua tay, không biết khi nào thì trên trán đã chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ban nãy, ông ta đã cảm nhận được một luồng sát khí từ trên người Trần Đức. Luồng sát khí ấy rất nhạt, nhưng lại giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim Cao Sĩ Long, khiến ông ta suýt không thở nổi. Sau này thấy Trần Đức thì cố gắng khách sáo với anh ta chút, Cao Sĩ Long im lặng một lát rồi nói,
tên kia có lối suy nghĩ rất khác người, anh ta không sợ chết. Tại trang viên nhà họ Hàn ở thành phố Tần. Từ khi Hàn Thái xảy ra chuyện không may và nhà họ Hàn bị tiêu diệt thì nơi đây gần như bị bỏ hoang. Nhưng ngày hôm nay, lại cực kỳ sôi động, có rất nhiều người đang dọn dẹp, bố trí lại. Bên trong kiến trúc trong suốt giữa trang viên, Hàn Huyền Tông đang khoanh tay đứng và xem một đoạn video. Trong video là cảnh tượng Hàn Thái cháu trai của ông ta chết. Đến khoảnh khắc Hàn Thái chết, Hàn Huyền Tông bỗng đập một phát lên bàn trà trước mặt, mặt đá cẩm thạch lập tức vỡ vụn, một luồng sát khí tỏa ra xung quanh. Lão Tổ Hàn, Tạ Cường Đông đứng cạnh mặt mày đỏ bừng, sắp không thở nổi. Hừ, bấy giờ, Hàn Huyền Tông mới thu hồi luồng sát khí kia, vẻ mặt âm trầm nói, tên này đúng là khinh người quá đáng thật mà. Ngày mai, tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu ta trước mặt giới thượng lưu ở thành phố Tần, sau đó ăn tươi nuốt sống cậu ta. Đúng vậy, nhất định phải giết chết cậu ta, không thì khó mà giải mối hận trong lòng, Tạ Cường Đông cũng hùa theo, có điều, lão Tổ Hàn này, tôi đã cử người đi phát thiệp mời cho cậu ta rồi, chỉ sợ ngày mai cậu ta không đến thôi. Cái này ông không phải lo, ông đã làm xong cái danh sách mà tôi bảo ông điều tra chưa, Hàn Huyền Tông nén giận, hỏi. Tra xong rồi, Tạ Cường Đông lấy một tờ giấy trong người ra, kính cẩn đưa cho Hàn Huyền Tông. Trên tờ giấy viết tên của đám Tống Ngữ Yên, Lâm Giao, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Trương Tử Hàm, Trương Thiên Dương, Trương Ngọc Tiên, Hà Đồn. Trương Tử Hàm vốn ở viện, nhưng hôm nay đã xuất hiện, không biết đi đâu. Còn vị trí của đám người còn lại thì rất dễ tìm, Tạ Cường Đông nói, bọn họ đều là những người thân thiết của Trần Bát Hoang. Tốt! Hàn Huyền Tông lạnh lùng nói, người đâu? Ông ta vừa lên tiếng đã có ba người xuất hiện ngoài cửa, kính cẩn chào, hội trưởng. Ba người này đều là võ giả. Bọn họ là những cấp dưới mà Hàn Huyền Tông mới nhận trong thời gian này. Trong đó, không ngờ lại có một cao thủ cấp bậc tông sư. Tạ Cường Đông, ngoài Trương Thiên Dương và đứa bé không tìm thấy kia thì ông dẫn theo ba người họ mang hết mấy người có tên trên danh sách về đây. Tôi muốn nhìn thấy họ có mặt trong buổi tiệc mừng thọ ngày mai, hiểu. Lão Tổ Hàn, ông yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng đâu, Tạ Cường Đông cúi đầu vâng lệnh, đáp với giọng hết sức kích động. Ba người kia đều là cao thủ đấy. Và lại, gã tông sư kia còn không kém cạnh gì Tạ Phương Kiệt. Tạ Cường Đông vừa nghĩ sẽ dẫn theo ba tên cấp dưới như vậy thì hết sức kích động. Những người cho rằng nhà họ Tạ đã xong đời, chắc chắn sẽ phải giật mình kinh ngạc ấy nhỉ. Tạ Cường Đông dẫn theo ba tên cao thủ ngẩng đầu, ưỡn ngực, kiêu ngạo, dũng cảm rời khỏi trang viên nhà họ Hàn. Sau đó, lái ba chiếc siêu xe, rêu rao chạy về phía mục tiêu. Ông ta phải cho mọi người ở thành phố Tần biết, nếu là kẻ địch của Tạ Cường Đông này thì chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Bên cạnh đó, Tạ Cường Đông cũng muốn cho mọi người biết, nhà họ Tạ vẫn là nhà họ Tạ của khi xưa, vẫn bố đời như trước. Ba chiếc xe thể thao gầm rú chạy trên đường đưa tới vô số ánh nhìn, rồi lao thẳng đến mục tiêu thứ nhất chung cư Đông An. Trời dần tối, sau khi rời khỏi cục 9, Trần Đức lập tức về nhà. Vừa đến cổng chung cư đã thấy Diêm Thanh Nhã mặc một chiếc váy bó sát người màu đỏ mận đi về phía mình. Dáng người quyến rũ theo từng bước chân giống như một con rắn tràn đầy ma mị. Bát Hoang, cuối cùng cậu cũng về, ban nãy có người bảo tôi đưa cái này cho cậu, trong tay Diêm Thanh Nhã cầm một lá thư. Ha, lão già này. Trần Đức nhận lấy rồi mở lá thư ra, phát hiện bên trong là một tấm thiệp mời. Anh cười lạnh một tiếng rồi ném tấm thiệp vào thùng rác cách đó 3 mét. Xoạch một tiếp, tấm thiệp lập tức lọt vào chính giữa thùng rác. Thiệp mời của ai thế? Diêm Thanh Nhã tò mò hỏi. Một người chết thôi, Trần Đức không giải thích gì nhiều, nói, chị Diêm, vừa khéo có chuyện định nói với chị luôn, có thể uống với tôi vài ly không? Đương nhiên rồi, vừa hay đêm nay Mộng Mộng cũng không ở nhà, Diêm Thanh Nhã dịu dàng nghịch ngợm cười, đây là lần đầu Trần Đức mời cô ta uống rượu, nên trong lòng còn có chút vui vẻ. Được, vậy nửa tiếng sau đến nhà tôi nhé. Trần Đức tự mình đi chợ mua một ít đồ ăn về rồi nấu ba món. Khi Diêm Thanh Nhã đến thì đồ ăn đã được bày hết ra bàn. Ba món ăn, một món canh. Cá hấp, canh vịt, gà quay, dưa cải xào. Ngoài bốn món ăn gia đình này thì còn có một bình rượu. Rượu này là rượu của Trương Thiên Dương cho, đã bị anh uống gần hết, chỉ còn lại nửa lít. Thơm quá! Vừa vào nhà,
Diêm Thanh Nhã lập tức ngửi được một mùi hương nức mũi. Rõ ràng ba món mặn, một món canh trước mặt chỉ là những món ăn bình thường, nhưng lại đầy đủ sắc hương. Trông rất là ngon miệng. Diêm Thanh Nhã vội nếm một miếng cá hấp, ánh mắt cô ta tức thì thay đổi. Ngon ghê. Diêm Thanh Nhã dám thề, từ bé đến giờ, cô ta chưa từng ăn món cá hấp nào ngon như vậy. Thịt cá tươi ngon, không béo ngấy, mùi hương quấn quanh đầu lưỡi. Dù là một vài đầu bếp bên ngoài tự mình nấu cũng không thể làm được như vậy. Sau đó, Diêm Thanh Nhã lại nếm mấy món còn lại, mỗi loại đều có bản sắc riêng và đều là món ngon khó gặp. Nếu không phải tự mình nếm thử thì chắc chắn Diêm Thanh Nhã sẽ không tin sẽ có người lại có thể nấu mấy món ăn gia đình bình thường ngon như vậy, tôi cảm thấy sau này mình sẽ không thể ăn được đồ ăn do người khác làm nữa luôn ấy. Bát Hoang, không ngờ cậu lại có tài nấu nướng giỏi vậy. Với tài năng này thì sao trước kia cậu lại đi làm mướn lung tung chứ? Dù đi làm đầu bếp cũng có thể kiếm được mức lương cả năm, sáu số luôn đó. Thực ra trước đây chỉ muốn sống cuộc sống bình thường giản dị thôi, Trần Đức cười, rồi nâng ly rượu lên nói, nào, chị Diêm, tôi mời chị một ly, cảm ơn chị đã chăm sóc tôi trong mấy tháng qua. Giữa tôi với cậu mà còn cần nói vậy sao, đôi môi đỏ mọng của Diêm Thanh Nhã khẽ cong, cũng nâng ly rượu lên, dịu dàng nói, chẳng phải người ta đã sớm là người của cậu rồi à? Đúng rồi. Trong lén lút thì cũng đừng gọi tôi là chị Diêm, lúc không ai có thể gọi là Thanh Nhã. Cô ta vừa nói xong, hai người đã uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Thanh Nhã. Trần Đức lại rót một ly, cùng ly với Diêm Thanh Nhã, Tử Hàm xuất viện rồi. Vậy hả, tốt quá, Diêm Thanh Nhã vui vẻ nói, lâu rồi không gặp cục cưng, sao cô bé không về nhà. Gần đây đã xảy ra một số chuyện, nên tôi đưa con bé đến chỗ cô giáo ở tạm một đêm. Hơn nữa, Trần Đức ngừng một chút rồi nói tiếp, thực ra, hôm nay gọi chị tới là muốn nói với chị, lần này Tử Hàm xuất hiện, tôi định dẫn con bé chuyển đi khỏi đây. Bàn tay kẹp đồ ăn của Diêm Thanh Nhã khẽ run, cô ta biết Trần Đức tìm mình có chuyện, không ngờ lại là chuyện này. Đôi môi đỏ mọng khẽ run, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy Bát Hoang? Lẽ nào, chị Diêm, không tốt ư? Không phải. Trần Đức lại uống một ly, trước đó tôi đã nói rồi mà. Cuộc sống sau này của tôi chắc chắn sẽ không yên ả, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mà giờ, đã có một số người đến tìm tôi. Tôi ở đây sẽ khiến chị và những hộ gia đình ở đây gặp rắc rối. Được rồi, Diêm Thanh Nhã không phải một người phụ nữ không hiểu chuyện. Trái lại, cô ta còn rất biết điều, biết chắc là Trần Đức có lý do nào đó không thể xoay chuyển được. Không thì, cậu ấy sẽ chẳng rời khỏi đây và cũng sẽ không bất ngờ mời mình ăn cơm, uống rượu. Cô ta không có níu kéo, mà nói, cậu chuẩn bị đi đâu, có tiền chưa, nếu chưa thì tôi sẽ bán nhà đi xoay sở tiền nong giúp cậu mua một căn nhà mới. Biểu hiện của Diêm Thanh Nhã khiến Trần Đức hơi giật mình, anh còn tưởng cô ta sẽ níu kéo, khuyên mình đừng đi, ai ngờ cô ta lại hiểu chuyện như vậy. Có thể có một người phụ nữ như vậy, cũng rất may mắn. Không cần, tôi đã tìm được chỗ ở mới rồi, đợi tôi chuyển đến sẽ gửi địa chỉ cho chị. Đến lúc đó. Nếu chị không ngại, có thể chuyển đến ở với tôi, Trần Đức nói. Ở cùng nhau. Diêm Thanh Nhã nghe thấy ba từ ấy thì không khỏi giật nảy mình. Cô ta quả thật là vui vẻ muốn xỉu. Có điều, bây giờ còn chưa được. Bên này còn có Mộng Mộng, hình như con bé có thành kiến gì đó với cậu. Thế nên, đợi con bé không còn ý kiến nữa, tôi sẽ tìm cơ hội dọn đến. Được. Bất kể là đồ ăn. Rượu hay là người cùng ăn thì đây cũng là bữa cơm mà Diêm Thanh Nhã thích nhất. Có điều, Trần Đức phải đi, nên cô ta vẫn hơi buồn. Ăn cơm xong, Diêm Thanh Nhã chủ động đứng dậy dọn dẹp chén đũa, rửa sạch phòng bếp y như một cô vợ nhỏ của Trần Đức. Diêm Thanh Nhã trốn trong phòng bếp rửa xong một cái chén cuối cùng bèn lấy một viên thuốc đen tuyền từ trong người ra. Nó là viên thuốc mà lần trước Trần Đức đã đưa cho cô ta. Có lẽ đây là lúc ăn mày rồi. Cũng không biết có hiệu quả nhiều không. Nếu là Bát Hoang đưa thì chắc có thể khiến người ta cảm thấy hài lòng nhỉ. Diêm Thanh Nhã vẫn nghĩ rằng Phục Nhan Đan giống như mấy thứ thuốc trợ hứng như thuốc kích dục hay thuốc mê tình, cô ta cầm nó trong tay mà trái tim đập thình thịch, rồi sau đó bỏ vào miệng, nuốt xuống. Bát Hoang! Cô nói thật à, Cao Sĩ Long vô cùng khiếp sợ, chỉ trong vòng vài tiếng mà vết thương của cô đã kết vảy rồi à. Cô có chắc từ đầu đến cuối chỉ dùng thuốc của Trần Bát Hoang không? Chắc chắn, Tưởng Sơ Linh gật đầu, tham mưu trưởng Cao,
ông nghĩ thử xem, nếu loại thuốc này được cấp cho các chiến sĩ xông pha trên chiến trường thì tốt biết bao. Không sai, Cao Sĩ Long gật gù. Ông ta cũng từng là quân nhân, từng trải qua khoảng thời gian xông pha trên chiến trường đẫm máu. Mỗi một trận chiến đều có vô số anh em bị thương, nếu thứ thuốc mà Tưởng Sơ Linh nói đến có thể mang ra chiến trường thì nhất định sẽ mang đến tác dụng vô cùng lớn. Tốc độ khôi phục thương thế của các chiến sĩ sẽ tăng vọt. Cao Sĩ Long nói, như vậy đi, Sơ Linh, ngày mai cô liên hệ với Trần Bát Hoang, đón anh ta đến đây, tôi muốn gặp mặt anh ta. Hôm sau, tại bệnh viện 308. Sáng sớm, Tử Hàm vừa thức giấc thì nhìn thấy Trần Đức, cô bé vui mừng quá đỗi, giơ tay đòi anh ôm. Trần Đức chơi đùa cùng cô bé trong chốc lát, rồi mỉm cười dịu dàng, nói, Tử Hàm, hôm nay anh đưa em và Tiểu Khả ra viện, có được không? Thật ư? Nghe thấy hai chữ ra viện, Tử Hàm cười tươi rói, anh Bát Hoang, Tử Hàm có thể xuất viện thật ư? Đương nhiên rồi, Trần Đức gật đầu, anh đã làm xong thủ tục xuất hiện, hiện tại có thể dẫn em đi được rồi. Kia! Tử Hàm phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, cô bé sôi nổi chạy đến bên cạnh Tiểu Khả, hệt như một bà cụ non, Tiểu Khả này, chị xuất viện rồi, sau này em phải nghe lời chú Lâm đấy, có biết không? Không được bướng nữa. Tiểu Khả gật đầu thật mạnh, chị, sau này em có thể tìm chị chơi nữa không? Đương nhiên là được, chỉ cần em ngoan như chị thì sẽ sớm khôi phục thôi. Khi em ra viện, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, đôi mắt to tròn, sáng ngời của Tử Hàm ngân ngấn nước, luyến tiếc chào từ biệt Tiểu Khả. Lâm Khải, sau này có việc thì cứ gọi cho tôi, Trần Đức nói. Được, anh Bát Hoang, anh cứ yên tâm, Lâm Khải nói, anh có việc gì cần đến tôi thì cứ nói, Lâm Khải nhất định sẽ xông phá khói lửa. Trần Đức vỗ vỗ bả vai Lâm Khải, không nói gì thêm. Sau khi chào từ biệt Tiểu Khả, Tử Hàm đi theo Trần Đức rời khỏi bệnh viện. Chú Lâm Khải, Tiểu Khả, tạm biệt. Tử Hàm phe phẩy bàn tay nhỏ. Gần một tháng nằm viện, cuối cùng cũng kết thúc, Tử Hàm vô cùng vui mừng, nắm lấy tay Trần Đức, tung tăng bước đi. Trần Đức kiên nhẫn đưa cô bé đi chơi khắp nơi. Mãi cho đến trưa, không còn đi nổi nữa, cô bé mới chịu dừng lại. Tử Hàm, đêm nay em ở nhà cô liễu được không? Trần Đức ôm Tử Hàm, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi cô bé, mấy ngày nay anh có việc, không thể ở cùng em được. Vâng ạ. Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu, lém lỉnh hỏi, anh có hẹn với chị gái kia đúng không? Chị nào cơ? Trần Đức tỏ vẻ khó hiểu. Chị đó đó, Tử Hàm giơ tay chỉ vào một chỗ ở cách đó không xa. Ở đằng kia, tầm hơn 10 mét có một chiếc Mercedes, Ben màu đỏ vừa đỗ lại, một cô gái bước xuống xe, đang đi về phía Trần Đức. Tưởng Sơ Linh, có lẽ là vì vết thương ngày hôm qua nên hôm nay cô ta không mặc quân phục, mà vẫn khoác trên người bộ váy dài do Trần Đức mua. Cô nàng bước xuống từ chiếc Mercedes, Ben đỏ, dáng người cùng khuôn mặt của cô ta đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, tỷ lệ người quay đầu lại lên đến 90%. Tưởng Sơ Linh cầm một con vịt nhỏ màu vàng đưa cho Tử Hàm, cô bé, đây là đồ chơi chị tặng em. Cảm ơn chị, Tử Hàm mừng rỡ nhận con vịt, thật đáng yêu. Tử Hàm ngoan lắm. Tưởng Sơ Linh đã sớm điều tra Trần Bát Hoang, đương nhiên, cô ta cũng biết về Tử Hàm nên trước khi đến đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt. Trần Bát Hoang, anh có rảnh không? Lãnh đạo của tôi muốn gặp anh, sau khi bắt chuyện với Tử Hàm, Tưởng Sơ Linh nhìn về phái Trần Đức bằng ánh mắt chờ mong. Lãnh đạo của cô muốn gặp tôi à? Trần Đức hỏi, có chuyện gì? Anh cứ đi rồi sẽ biết, Tưởng Sơ Linh nói. Không gặp, tôi còn có việc, Trần Đức từ chối, anh không muốn tham gia vào chuyện của chính phủ. Có rất nhiều việc, một khi liên quan đến chính phủ thì rất dễ mất đi ý nghĩa lúc ban đầu. Vừa dứt lời, anh xoay người rời đi. Trần Bát Hoang, anh đừng có ngạo mạn như vậy được không? Lãnh đạo của tôi thật sự muốn gặp anh để bàn việc. Thấy Trần Đức rời đi, Tưởng Sơ Linh vội vàng đuổi theo, cuống quýt nói, đi với tôi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Không đi, Trần Đức lại lần nữa từ chối. Liên tục bị anh từ chối, Tưởng Sơ Linh có hơi uất ức, cô ta không rõ vì sao người đàn ông này luôn từ chối mình. Sao anh ta không biết thương hương tiếc ngọc gì cả vậy? Anh Bát Hoang, Tử Hàm chớp chớp đôi mắt to tròn, phụng phịu nói, anh nhìn kìa, chị ấy sắp khóc rồi. Em không muốn thấy chị ấy khóc đâu. Trần Đức giật mình, anh có thể không nghe lời đề nghị của người khác, nhưng nếu là Tử Hàm thì, anh sẽ xem xét lại, được rồi,
để anh đưa em đến chỗ cô Liễu trước đã. Ừm. Hơn 10 phút sau, Trần Đức đến trước cửa cục 9. Vừa đến nơi, anh đã cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, trước cổng có hai người lính canh cửa, thân hình cao lớn, dáng đứng thẳng như tùng. Nhìn thấy Trần Đức và Tưởng Sơ Linh, bọn họ cung kính cúi chào. Tưởng Sơ Linh dẫn Trần Đức đi thẳng vào văn phòng của Cao Sĩ Long. Trong văn phòng, Cao Sĩ Long mặc một bộ Âu phục, đang xử lý tài liệu. Vừa thấy Trần Đức, ông ta lập tức buông văn kiện trên tay xuống, nhiệt tình chào đón anh Trần, cuối cùng thì anh cũng đã đến, mời ngồi. Trần Đức ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, tìm tôi có việc gì? Chuyện là như vậy, tối qua, Sơ Linh bị trọng thương, nghe nói anh đã dùng một loại nước thuốc bôi cho cô ấy, mấy tiếng sau, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Cao Sĩ Long cũng không quanh co, ông ta nói thẳng, lần này tìm đến anh là muốn hỏi loại thuốc kia có phải do anh chế ra hay không? Trần Đức nhướng mày, sao hả? Ông cảm thấy hứng thú à? Đúng vậy, Cao Sĩ Long nói, tôi muốn mua phương thuốc của anh cứ ra giá đi. Tôi biết anh không hứng thú với tiền, tôi có thể dùng điều kiện bảo vệ anh một lần để đổi lấy phương thuốc. Thậm chí, chỉ cần anh đáp ứng, tôi có thể xin điều động cao thủ giúp anh giải quyết vấn đề của nhà họ Hàn. Thực lực Hàn Huyền Tông rất mạnh, nếu không có sự trợ giúp từ chính phủ, e là cửa ải lần này, anh khó mà vượt qua được. Trần Đức tỏ vẻ hứng thú nhìn Cao Sĩ Long, hỏi, ông đang bàn điều kiện với tôi à? Cô ta mới rời khỏi một lát thôi mà, sao lại đến đây nữa? Lẽ nào, hai tiếng trước cho cậu ấy như vậy, còn chưa đủ sao? Chị Diêm, tôi mượn xe chị chút, Diêm Thanh Nhã đang khó hiểu thì Trần Đức đã mở miệng nói. Ừ, cậu đợi một lát, Diêm Thanh Nhã không hỏi nhiều, đi lấy chìa khóa xe, nói, trời cũng tối rồi, cậu ý an toàn. Sớm về nhà nhé, biết không? Được, Trần Đức đáp một tiếng rồi vội vàng rời đi. Mẹ, sao lại đưa xe cho Trần Đức mượn, rõ ràng là anh ta có tiền. Mộng Mộng, Diêm Thanh Nhã không đợi Diêm Mộng nói hết đã ngắt lời, đều là hàng xóm, đáng lẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây khi Bát Hoang đi làm thuê, chẳng phải cũng đã giúp mẹ sao? Nhưng anh ta... Được rồi, mau ngủ đi, sau này con sẽ biết Bát Hoang tốt như thế nào. Diêm Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, cô ta vẫn chưa biết nên nói như thế nào về chuyện giữa mình và Trần Đức cho Diêm Mộng biết. Dưới chung cư, sau khi tìm được chiếc xe phổ thông của Diêm Thanh Nhã, anh bèn nổ máy, quẹo vài cái rồi lái ra khỏi chung cư, chạy thẳng đến nhà họ Tống. Trên đường, đầu đầu cũng là đèn đỏ, Hình Tông Đài đã dùng chức quyền để ra chỉ thị kiểm soát toàn bộ con đường để mở một đường thẳng thông suốt cho Trần Đức. Cả quãng đường đều thông suốt, suôn sẻ. Rõ ràng là một chiếc xe hơi phổ thông, lại bị Trần Đức lái thành xe thể thao, chạy với tốc độ 200 km/h, kêu inh ỏi. Giờ phút này, tại biệt thự nhà họ Tống, trong khoảng sân rộng lớn đậu ba chiếc xe thể thao màu đỏ, màu xanh, màu tím cực ngầu. Dưới ánh đèn, chúng lóe ra ánh sáng khiến người ta chói mắt. Khuôn viên biệt thự đã bị phá hủy không thành hình dạng, khắp nơi đều là dấu bánh xe, trông vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có nơi đặt chân. Mà trên mặt đất, ngoài mặt cỏ lộn xộn ra, còn có vết máu đỏ chót, nằm hết người này đến người khác. Bọn họ đều là những vệ sĩ được xếp vào nhà họ Tống, hầu như ai cũng tốn một cái giá cao để mời đến. Trong đó, thậm chí còn có người do Tống Thiên Vũ để lại. Có điều, giờ bọn họ không chết cũng bị thương, nhìn thì ít nhất cũng phải có khoảng 20-30 người. Trước biệt thự là ba cô gái xinh đẹp đứng chung một chỗ có khí chất rất giống nhau. Đều quyến rũ động lòng người và có sắc mặt cực kỳ khó coi. Đó là Lâm Giao, Tống Ngữ Hiên và Diệp Khánh Ngôn. Vết thương trên mặt Diệp Khánh Ngôn đã hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ là một vết sẹo. Chẳng những vậy, khuôn mặt như trứng ngỗng của cô ấy lại càng non mịn hơn, gần như búng được ra sữa. Mặc vest, mang tất, đi cao gót y như một cô thư ký giỏi giang, chuyên nghiệp. Bất kể là khí chất, dáng người hay bề ngoài đều là cực phẩm. So với hai cô gái xinh đẹp như Lâm Giao và Tống Ngữ Yên thì cũng không kém cạnh chút nào. Giang Hồ Hải cầm thanh phong dài 3 mét trong tay, dáng người thẳng tắp đứng ở trước mặt bảo vệ ba cô. Tạ Cường Đông dẫn theo ba gã võ giả, đứng chính giữa y như một tên đại ca, hết sức đắc ý nói, dù gì nhà họ Tống cũng coi như có tiếng tăm trong thành phố Tần. Hồi đó, tên nhóc Tống Thiên Vũ kia cũng làm ăn vang dội. Không ngờ, sau khi ông ta chết, ngay cả vệ sĩ cũng yếu như vậy. Chẳng đánh đấm được gì cả.
ba người các cô xinh đẹp như vậy, lại cứ đứng về phe Trần Bát Hoang, đi theo loại người đó thì chắc chắn chẳng có kết cục tốt gì rồi. Hay là bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo tôi, thế nào? Tôi tin rằng với mặt mũi của mình, nói đôi câu lời hay trước mặt lão Tổ Hàn thì sẽ có thể bảo vệ được tính mạng của các cô. Tạ Cường Đông kiêu căng nói, ông ta rất thích cái cảm giác này. Một ngày trước, ông ta còn mất mặt, sa sút, thậm chí là sợ đến đái trong quần trước mặt các ông lớn. Nhưng giờ, ông ta lại cảm thấy như đã tìm lại được cái cảm giác đứng đầu thành phố Tần, mồm miệng ra vẻ dậy đời. Còn có mày, Giang Hồ Hải à, dù gì mày cũng rất có tiếng ở cái Giang Bắc này, thế nào lại bằng lòng bảo vệ nơi này vậy? Tao thấy bản lĩnh của mày cũng khá được, nếu đi theo tao thì có lẽ tao có thể tha cho mày một mạng đó. Ha ha! Giang Hồ Hải cười lạnh, dáng người thẳng tắp, giơ kiếm thanh phong lên chỉ thẳng vào Tạ Cường Đông, cười gằn nói, Tạ Cường Đông, ông đúng là lớn lối thật, đi theo ông á. Một tên rác rưởi như ông mà cũng xứng sao. Tao đây ghét nhất là bị người khác dùng vũ khí hay bất cứ thứ gì đó chỉ vào người mình, Tạ Cường Đông nói với gã tông sư đằng sau, tông sư Hoàng, chặt bỏ cái tay kia của tên đó giúp tôi đi. Được. Tông sư Hoàng không chút do dự đồng ý, rồi để lại một cái bóng. Giây tiếp theo, ông ta đã xuất hiện trước mặt Giang Hồ Hải. Nhanh, nhanh quá. Tông sư Hoàng đã 60 mấy tuổi, nhưng lại có tốc độ nhanh hơn người trẻ tuổi rất nhiều. Hai gã võ giả đi cùng Tông sư Hoàng đến đây đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ, đây là thực lực của Tông sư ư. Mạnh thật. Giang Hồ Hải nhíu mày, ông ta nhanh chóng phản ứng lại, cầm thanh phong chuẩn bị ra tay. Có điều, chỉ trong chốc lát đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay ông ta. Rắc. Tiếp theo, cánh tay của Giang Hồ Hải lập tức bị bẻ gãy. Xương cốt đứt đoạn. Kiếm thanh phong trong tay tức thì bị đối phương cướp đi. Người trẻ tuổi này, cậu còn không xứng có được đâu một thanh kiếm tốt như vậy đâu. Tông sư Hoàng cầm thanh phong, cảm giác được phẩm chất của nó, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một thanh kiếm tốt như vậy. Ngay khi nắm lấy nó, Tông sư Hoàng bỗng cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất rất nhiều. Lão già kia, trả thanh phong cho tôi. Giang Hồ Hải tức giận, giơ tay kia lên theo tiềm thức, năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm, rồi đấm thẳng về phía Tông sư Hoàng. Không biết tự lượng sức mình. Tông sư Hoàng hừ lạnh, thanh phong trong tay đâm một phát về phía trước. Phụt. Giây tiếp theo, kiếm thanh phong lập tức đâm vào bụng Giang Hồ Hải. Mà một quyền kia của ông ta lại không đụng đến nổi một góc áo của Tông sư Hoàng. Không hổ là Tông sư Hoàng, ha ha. Tạ Cường Đông phấn khích cười to, có lão Tổ Hàn chống lưng và một cao thủ như Tông sư Hoàng đi theo thì sau này nhà họ Tạ còn sợ ai trong thành phố Tần nữa. Cho dù là quan chức nhà nước, e là cũng phải nể mặt Tạ Cường Đông vài phần. Tông sư Hoàng, tôi muốn hắn quỳ xuống, Tạ Cường Đông kích động nói. Tông sư Hoàng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai Giang Hồ Hải. Phịch! Trong nháy mắt, một chân của Giang Hồ Hải đã khuỵu xuống. Quỳ một chân. Trên thực tế, lòng bàn tay đó giống như một tảng đá rơi xuống người Giang Hồ Hải, ông ta gần như sắp chịu không nổi mà quỳ xuống cả hai chân. Nhưng, có một niềm tin đã giúp ông ta chống đỡ, khiến ông ta chỉ khuỵu một chân. Ông ta không thể quỳ. Không thể khiến Trần Bát Hoang mất mặt. Chịu đựng áp lực nặng nề khó mà chống đỡ được, khuôn mặt Giang Hồ Hải gần như sắp co rúm lại, ông ta thấp giọng gầm lên, lão già kia, cho tôi thời gian 30 năm, ông chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Đáng tiếc, ông không có 30 năm. Tông sư Hoàng lấy được thanh phong, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, không ngờ loại rác rưởi như ông lại sở hữu một thanh kiếm quý giá như vậy, linh khí hạ phẩm, không tồi, không tồi, nếu giao cho lão Tổ Hàn thì ông ấy nhất định sẽ rất vui. Niệm tình thanh kiếm này, tôi sẽ không giết ông. Tông sư Hoàng khinh thường nói. Gì mà có 30 năm với không 30 năm. Trong giới luyện võ, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Nếu không trở nên lớn mạnh thì rác rưởi cũng chỉ mãi là rác rưởi. Nếu có sự chênh lệch thì nhiều nhất cũng chỉ là thứ rác rưởi có một chút tiềm năng mà thôi. Có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ nay về sau, con đường luyện võ không còn phù hợp với ông nữa. Tông sư Hoàng giáng một chưởng vào vị trí đan điền của Giang Hồ Hải. Trong nháy mắt, Giang Hồ Hải cảm thấy kinh mạch trong cơ thể run lên, giống như có thứ gì đó vỡ nát, lại giống như một cành cây bị mất đi thân chính, tứ chi mềm nhũn nằm bẹp trên mặt đất. Phế rồi.
là một võ sĩ, ông ta biết rõ, một chưởng vừa rồi của Tông Sư Hoàng đã đánh nát đan điền nơi hấp thụ linh lực của võ giả. Từ nay về sau, ông ta không thể nào luyện võ được nữa. Chủ nhân, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ được hai vị phu nhân, Giang Hồ Hải Tưởng Lâm Giao và Tống Ngữ Yên là người phụ nữ của Trần Đức, trong mắt tràn đầy tự trách. Đi theo Trần Đức, ông ta không hối hận. Lúc đầu, khoảnh khắc ông ta gọi Trần Đức là chủ nhân, không chỉ bởi vì ông ta sợ chết, mà còn bởi vì sức mạnh, khí thế và thiên phú vô tận của Trần Đức đã hoàn toàn chinh phục ông ta. Đó là một sự thu hút về tính cách, là một sự thu hút lạ kỳ, cộng với hoàn cảnh lúc đó, khiến ông ta sẵn sàng đi theo Trần Đức. Ngay cả bây giờ, ông ta cũng không hối tiếc chút nào. Chỉ có mỗi sự tự trách. Chủ nhân, Tông Sư Hoàng nghe thấy Giang Hồ Hải gọi như vậy thì liền nhổ nước bọt, không phải là gọi tên nhóc đó đấy chứ. Giang Hồ Hải, tốt xấu gì ông cũng là đại sư có tiếng ở Giang Bắc, thật là làm mất mặt danh tiếng võ giả. Nói đến đó, ông ta cũng không thèm để ý đến Giang Hồ Hải thêm nữa. Quay trở lại bên cạnh Tạ Cường Đông, ông ta liếc nhìn ba cô gái trước mặt, nói, lão Tạ, ba người chúng tôi không có hứng thú với phụ nữ lắm, ông có muốn chơi đùa một chút trước không, chơi đủ rồi thì đưa về, dù sao cũng không gấp gáp lắm. Chuyện này, Tạ Cường Đông nhướng đôi mắt già nua lên nhìn, ánh mắt tham lam quét về phía ba cô gái xinh đẹp rực rỡ, thân hình thu hút khác nhau. Đề xuất của Tông Sư Hoàng rất phù hợp với ý định và suy nghĩ của ông ta. Cho dù đối phương không nói, ông ta cũng có ý tưởng này. Có điều, ông ta vẫn giả vờ ngập ngừng nói, tôi già rồi, chịu không nổi nhiều như vậy, ba cô gái này đều là cực phẩm hiếm có, hay là mọi người cùng nhau. Không cần, lão Tạ, đây là nhà họ Tống. Lão Tổ Hàn đã dặn phải bảo vệ ông Chu Toàn. Chúng tôi sẽ canh gác cho ông yên tâm sẽ không có ai quấy rầy đâu. Còn có, Tông Sư Hoàng lấy một hộp thuốc trong người ra. Đây là kích thích đan, uống nó vào sẽ có tác dụng. Ba cô có là gì, uống nó rồi, thêm ba cô nữa cũng được. Vậy sao, vậy thì làm phiền Tông Sư Hoàng, đợi sau khi giết chết tên tạp chủng kia, trở về tôi nhất định sẽ tiếp đón ba vị với tiêu chuẩn cao nhất của nhà họ Tạ. Tạ Cường Đông nhận món quà của Tông Sư Hoàng, lấy ra một viên thuốc nhỏ nuốt xuống, ngay lập tức cảm thấy tinh thần và máu huyết sôi sục, sức mạnh tăng lên gấp bội. Ông ta nở một nụ cười đắc ý đi về phía ba người Diệp Khánh Ngôn. Ngữ Yên, Lâm Giao, hai người vào biệt thự đi, đóng cửa lại, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khánh Ngôn đanh lại, cô ấy lấy một con dao găm trên người ra, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cuối cùng. Bên cạnh Tông Sư Hoàng, một tên võ giả búng một viên đá bắn trúng con dao găm. Keng! Diệp Khánh Ngôn đột nhiên cảm thấy cánh tay mình tê dại. Con dao găm trên tay lập tức rơi xuống đất. Giao Giao, cậu vào biệt thự đi, nhìn thấy cảnh này, Tống Ngữ Yên không hề lùi lại nửa bước mà nắm lấy tay Diệp Khánh Ngôn. Lần trước, chị vì tôi mà chiến đấu, lần này, tôi sẽ kể vai chiến đấu cùng chị. Tớ cũng không đi, Lâm Giao nghiến răng nghiến lợi, Tạ Cường Đông, nếu ông dám động vào tôi, lão Tổ Hàn chắc chắn không bảo vệ được ông. Ông có tin nhà họ Lâm sẽ khiến ông chết không chỗ chôn thân không? Ha ha! Thật thú vị, tôi chính là thích những người phụ nữ bướng bỉnh như vậy, chỉ có những người phụ nữ như vậy mới có thể khơi dậy cảm giác chinh phục trong tôi. Tạ Cường Đông bước thẳng về phía trước không chút do dự, nhà họ Lâm gì chứ, xa xôi như vậy, còn có thể tìm đến Tạ Cường Đông tôi sao? Chỉ với thời gian vài nhịp thở, ông ta đã đi đến chỗ ba cô gái. Với tâm trạng kích động cùng hưng phấn, ông ta giơ bàn tay già nua sờ mặt Diệp Khánh Ngôn trước, tôi thích nhất chính là kiểu như cô. Đi thôi, chúng ta vào trong, nếu như cô chủ động một chút thì có thể ít chịu khổ hơn. Một đôi bàn tay trực tiếp vuốt ve thân hình chữ S đầy kiêu hãnh trên người Diệp Khánh Ngôn. Brum, brum brum brum. Đột nhiên, đúng lúc này, từ trong bóng tối vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Tạ Cường Đông bất giác dừng lại, cùng Tông Sư Hoàng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Rầm rầm rầm. Giây tiếp theo. Một chiếc xe Volkswagen từ bên ngoài khu nhà họ Tống lao vào, ánh đèn giống như hai con dao sắc bén, vô cùng chói mắt. Thân xe như hổ, như sói, như thú rừng, chạy băng qua bồn hoa, gạch lát nền, cây cối, từ mặt đất bay lên vừa cuồng bạo vừa mãnh liệt, sau đó đáp xuống với một loạt tiếng rầm. Chiếc xe đó dừng lại đè lên trên ba chiếc siêu xe cực ngầu cực phô trương đang đậu cạnh nhau không chật chút nào. Trong phút chốc, ba chiếc siêu xe đồng thời biến dạng.
kính vỡ tan tành, méo mó vô cùng. Kẻ nào? Nhìn thấy cảnh này, Tạ Cường Đông tức giận đùng đùng, lửa giận bừng lên trong nháy mắt. Mặc dù ông ta không còn trẻ, nhưng lại có trái tim của một chàng trai trẻ, cũng thích phụ nữ, thích siêu xe. Ông ta đã chi rất nhiều tiền cho ba chiếc siêu xe này, mời một người chuyên nghiệp đến thiết kế và chế tạo chúng, mỗi một linh kiện ông ta đều tham gia cùng, tốn rất nhiều tiền bạc và tâm huyết của ông ta. Nhưng lúc này, ba chiếc siêu xe lại bị nghiền nát thành đống sắt vụn. Sao ông ta có thể không tức giận? Cả người Tạ Cường Đông run lên, da mặt dần giật, sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm chiếc Volkswagen như một lưỡi dao sắc bén. Tông sư Hoàng cùng hai võ giả, Lâm Giao, Tống Ngư Yên, Diệp Khánh Ngôn và Giang Hồ Hải, tất cả mọi người đều nhìn về phía chiếc Volkswagen. Ba người Tống Ngư Yên, cũng như Giang Hồ Hải gần như đã đoán được người đến là ai. Trong mắt bốn người lập tức hiện lên tia hy vọng. Đúng như dự đoán, trong ánh mắt mong đợi của bọn họ, cửa xe Volkswagen đóng sầm lại, một bóng người cao ráo nhảy ra khỏi xe. Khoảnh khắc chân anh tiếp đất, sàn nhà dưới chân trực tiếp vỡ ra thành nhiều mảnh, nền đá dưới chân lõm xuống thành hố. Người đến chính là Trần Bát Hoang. Lão già khốn kiếp, nếu ông muốn chết, tôi sẽ giúp ông tọa nguyện. Trên người Trần Đức đằng đằng sát khí, anh không hề che giấu chút nào, mỗi khi anh tiến lên một bước, sàn nhà dưới chân đều vỡ tan nát. Những vệ sĩ xung quanh và hai võ giả bên cạnh Tông Sư Hoàng đều chết lặng. Trời ơi! Đây có phải là con người không? Nền nhà này cũng phải dày 30 phân, dưới sàn còn có xi măng cốt thép. Sao tên này có thể dẫm nát được vậy? Xoẹt! Trước khi hai võ giả hoàn hồn, Trần Đức đã bước đến bên cạnh bọn họ, hai tay anh kẹp chặt cổ bọn họ, sau đó siết nhẹ. Răng rắc! Trong nháy mắt, hai võ sĩ đều chết ngay tại chỗ. Tốc độ quá nhanh khiến bọn họ không có thời gian để phản kháng. Tông sư Hoàng đã vội vã lùi về sau, đứng đằng xa nhìn chằm chằm vào Trần Đức với một đôi mắt già nua. Đây có phải là Trần Bát Hoang không? Trông chỉ mới hơn 20 tuổi. Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Nếu cho cậu ta thời gian, để cậu ta lớn mạnh hơn nữa thì chắc chắn sẽ là một con quái vật. Sống hơn 60 năm, Tông sư Hoàng chưa từng thấy võ giả nào hơn 20 tuổi. Nghĩ đến những gì mà người thanh niên này có thể đạt được trong tương lai, da đầu ông ta lại tê dại. Trần Bát Hoang, không ngờ mày còn dám đến đây, nhìn thấy Trần Đức, đôi mắt Tạ Cường Đông lóe lên vẻ dữ tợn. Chính tên này đã giết Tạ Phương Kiệt. Chính tên này đã phá hủy nhà họ Tạ. Tạ Cường Đông căm thù Trần Đức đến tận xương tủy, hận không thể nghiền xương cốt của anh thành cho bụi. Nếu như mày dám đến đây, vậy thì tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Chắc hẳn lão tổ Hàn nhìn thấy xác của mày cũng sẽ không tức giận. Tạ Cường Đông nhìn không được hét lên, Tông sư Hoàng, giết hắn. Không cần Tạ Cường Đông nói, Tông sư Hoàng đã động thủ rồi, ông ta đã hạ quyết tâm phải giết chết Trần Bát Hoang. Nếu Trần Bát Hoang không chết thì tương lai người chết có thể sẽ là ông ta. Chết đi. Kiếm thanh phong vung ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Tông sư Hoàng nhảy lên cao, nhắm ngay chính giữa đầu Trần Đức, đâm thẳng xuống. Tông sư Hoàng dùng 1000% sức lực, một kiếm chém ra, không khí xung quanh đó đều không ngừng dao động, bị sức mạnh cực lớn buộc phải rung chuyển. Ông ta đã hạ quyết tâm, phải một chiêu giết chết. Xoẹt! Giây tiếp theo, kiếm thanh phong đã đến gần Trần Đức. Xong, bóng dáng kia thực sự rất quái dị, nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó lúc nào không hay, kiếm thanh phong đâm vào không trung rồi rơi xuống đất. Nền nhà bê tông cốt thép giống như đậu phụ. Bị thanh kiếm đâm sâu. Keng! Răng rắc! Xung quanh thanh kiếm xuất hiện mấy vết nứt trên sàn, lan tràn như mạng nhện, không ngừng rạn nứt. Người đâu, nhìn sàn nhà dưới thanh kiếm, Tông sư Hoàng cực kỳ kinh hãi. Bùm! Giây tiếp theo, dưới thanh kiếm thanh phong, sàn gạch bị nứt trực tiếp nổ tung, văng tung tóe lên trời, từng mảnh đá nhỏ rơi xuống đất. Khung cảnh dữ dội như vậy, có thể tưởng tượng được thanh kiếm này mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức nào. Nếu bị đâm, Trần Bát Hoang nhất định sẽ chết. Nhưng, Tông sư Hoàng không vui chút nào, ông ta nắm lấy chuôi kiếm, vẻ mặt đanh lại, trong lòng dấy lên một tia sợ hãi, còn người đen khẽ nhúc nhích. Né được rồi. Tông sư Hoàng dám chắc, kiếm này là kiếm ông ta phát huy tốt nhất, cực kỳ hài lòng nhất trong những năm qua. Cho dù là đồng cấp Tông sư, e là cũng không ai có thể né tránh được. Vậy mà, ngay cả góc quần áo của Trần Bát Hoang ông ta cũng không chạm được.
Sao lại như thế? Tông sư Hoàng không dám tin. Nhưng, đây là sự thật. Thanh kiếm của ông ta quả thực đã đâm vào không trung. Trong phút chốc, trên trán ông ta xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh, da đầu tê dại. Tạ Cường Đông, thiên đường có lối ông không đến, địa ngục không cửa lại xông vào. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên như tiếng sấm cực kỳ chói tai. Trần Đức thực sự quá nhanh quá nguy hiểm, đã vượt quá phạm vi người thường, chỉ trong thời gian 1/10 nhịp thở, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tạ Cường Đông như một bóng ma. Đột đột đột, sự chú ý của Tạ Cường Đông vẫn đổ dồn vào Tông Sư Hoàng, khi Trần Bát Hoang xuất hiện, ông ta run bần bật, chân lảo đảo, như thể nhìn thấy thần chết, không ngừng lùi về sau. Muốn chết thì Trần Bát Hoang tôi sẽ tiến ông lên đường. Phịch, liên tục lùi lại mấy bước, Tạ Cường Đông ngồi bệt trên mặt đất, một dòng nước không kìm được chảy xuống đũng quần. Tè rồi, từng là người đứng đầu ở thành phố Tần. Nhưng bây giờ đối mặt với Trần Bát Hoang lại sợ đến nỗi tè cả quần. Kinh hãi, run rẩy, sởn gai ốc, ông ta hoảng sợ hét lên, Tông Sư Hoàng, cứu tôi. Cứu. Lần này thần tiên đến cũng không cứu được ông. Trần Đức nhích chân một cái, một viên sỏi bên cạnh chân anh lập tức bay lên. Phập. Ở yết hầu của Tạ Cường Đông, đột nhiên xuất hiện một lỗ máu, viên đá giống như một con dao, xuyên qua yết hầu của ông ta khiến máu thịt văng ra. Bắn vào tường cách đó không xa. Tạ Cường Đông cực kỳ sợ hãi, ông ta bất giác giơ tay ôm chặt cổ. Chỉ là động mạch chủ đã vỡ nát, ông ta hoàn toàn không thể che lại, máu tuôn ra như suối, giống như những vòi nước nhỏ, từ kẽ tay phun ra, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp xung quanh. Không, khóe miệng Tạ Cường Đông mấp máy, vừa mở miệng nói một tiếng, máu tươi đã trào ra khắp miệng ông ta, cả người ngã xuống đất. Trước khi chết, trong đôi mắt già nua không có gì ngoài vẻ sợ hãi. Sau khi giải quyết xong Tạ Cường Đông, Trần Đức đảo mắt, quay sang Tông Sư Hoàng. Trong tích tắc, một loại khí thế cực kỳ lớn lao thẳng về phía Tông Sư Hoàng. Sắc mặt ông ta tái nhợt, vô cùng kinh hãi, cánh tay cầm kiếm không khỏi run lên. Keng! Cuối cùng, ông ta cũng không chịu nổi áp lực, buông thanh kiếm trong tay, đột nhiên quỳ xuống, lão nô Hoàng Đài Ngọc, xin hoàng gia tha mạng. Tôi nguyện đi theo chủ nhân mãi mãi. Hoàng Đài Ngọc vô cùng quyết đoán. Khi thanh kiếm đó chém vào không trung, ông ta liền biết thực lực của người thanh niên trước mặt đã vượt qua ông ta, không, phải là vượt xa ông ta. Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao người kiêu ngạo như Giang Hồ Hải, cũng cam tâm tình nguyện làm nô bộc của Trần Bát Hoang. Một người trẻ tuổi như vậy, chỉ cần không chết, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua Hàn Huyền Tông. Nói. Các người bắt những người kia đi đâu rồi? Trần Đức nhặt thanh phong lên đi tới chỗ Hoàng Đài Ngọc, trong lời nói không có một tia cảm xúc, cả người bình tĩnh như mặt hồ. Đi rồi, Tạ Cường Đông đã phái người đưa bọn họ đến Hàn Viên trong đêm, Hàn Huyền Tông sẽ dùng bọn họ để dụ chủ nhân qua đó, đối mặt với sinh tử, Hoàng Đài Ngọc không dám nói mấy lời vô nghĩa. Tôi biết rồi. Ngoài ra, ông, không xứng làm nô lệ của tôi. Trần Đức vừa dứt lời. Thanh phong trong tay anh đột nhiên lao ra. Sắc mặt Hoàng Đài Ngọc kinh hãi, không ngờ Trần Bát Hoang lại đột ngột ra tay, ông ta bất giác muốn tránh. Chỉ là tốc độ của thanh kiếm quá nhanh, giống như một con rắn vậy, trong nháy mắt đã đâm thẳng vào tim ông ta, đâm xuyên qua cả lưng, ông ta hoàn toàn không có cơ hội trốn tránh. Phập, Trần Đức rút thanh phong ra, Hoàng Đài Ngọc quỳ trên mặt đất, ánh mắt đầy sự không cam tâm, chết ngay tại chỗ. Võ giả cấp tông sư cứ như vậy mà chết rồi. Chết dưới kiếm thanh phong, không có một chút cơ hội phản kháng. Cách đó không xa, Giang Hồ Hải bị thương nặng ngây người nhìn cảnh tượng này, tim đập thình thịch. Chủ nhân của ông ta, dường như mạnh hơn những gì ông ta tưởng tượng. Đứng dậy đi, Trần Đức bước đến gần Giang Hồ Hải, đỡ ông ta dậy, lấy ra hai viên phục nhan đan, nuốt đi. Đây là, Giang Hồ Hải cầm lấy hai viên thuốc màu đen, nuốt xuống rồi mới hỏi. Chủ nhân, đây là gì vậy? Nói chung phục nhan đan là thứ mà phụ nữ hay uống, nhưng hiện tại tôi không có loại đan nào khác, dùng tạm vậy, Trần Đức nhẹ nói. Phục nhan đan tiến vào cổ họng, Giang Hồ Hải rõ ràng cảm nhận được đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều, thậm chí những chỗ sưng vù và vết thương trên người cũng dần dần biến mất. Ông ta kinh ngạc nói, cái này, cảm ơn chủ nhân. Có gì phải cảm ơn chứ, loại thuốc này chỉ chữa được chấn thương ngoài da. Xương cốt của ông cần một khoảng thời gian nhất định. Giang Hồ Hải thở dài vô cùng chán nản,
chỉ tiếc là vòng xoáy đan điền của tôi đã bị tên khốn đó phá hủy. Sau này không thể đi theo làm việc cho chủ nhân rồi. Không cần lo lắng. Trần Đức kiên định nói, người của Trần Bát Hoang tôi sẽ không trở thành phế nhân đâu, cho dù vòng xoáy bị phá hủy tôi cũng có thể giúp ông khôi phục. Thật, thật sao, sắc mặt Giang Hồ Hải lộ vẻ xúc động. Tôi có khi nào gạt ông chưa, đợi ông hết bệnh, nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều, cái này, ông cầm lấy. Trần Đức lại một lần nữa đưa kiếm thanh phong cho Giang Hồ Hải, nếu lần sau còn bị người khác đoạt mất thì ông phải tự mình lấy lại. Vâng, chủ nhân, mặc dù Giang Hồ Hải đang bị thương nhưng tâm trạng lại vui sướng khôn cùng, ông ta tin tưởng Trần Bát Hoang 200%, Trần Bát Hoang nói có thể chữa khỏi cho ông ta thì nhất định sẽ chữa khỏi. Vốn dĩ Giang Hồ Hải đã tính trước, sau khi chuyện này kết thúc sẽ tìm nơi không có người để tự sát. Dù sao đối với ông ta mà nói, không thể tiếp tục làm võ giả, chỉ có thể là phế nhân thì thà làm người chết còn hơn. Bây giờ lại bắt đầu nhìn thấy hy vọng, ý nghĩ muốn tự sát trong lòng Giang Hồ Hải cũng hoàn toàn tiêu tan. Trần Bát Hoang, Diệp Khánh Ngôn bước tới trước, vẻ mặt phức tạp, cô ấy nhìn thấy rõ ràng hai viên thuốc Giang Hồ Hải vừa nuốt, chính là viên thuốc mà Tống Ngữ Yên đã đưa cho cô ấy. Mọi người không? Ngay khi Trần Đức định nói gì đó thì Diệp Khánh Ngôn bỗng nhiên bước tới trước mặt anh. Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, đột ngột hôn Trần Đức. Trong phút chốc, Lâm Giao, Tống Ngữ Yên và Giang Hồ Hải đều ngây người. Ngay cả Trần Đức cũng khá kinh ngạc, cảm nhận được xúc cảm lạnh băng như vậy, anh sững sờ một lúc. Sau 10 giây, Diệp Khánh Ngôn mới buông ra và lùi lại hai bước. Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên và bầu không khí kỳ lạ xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khánh Ngôn hơi ửng đỏ, tim cô ấy đập nhanh hơn. Tuy nhiên, ngoài mặt cô ấy lại tỏ ra mạnh mẽ và điềm tĩnh, giải thích bằng một giọng điệu khá chuyên nghiệp và bình tĩnh. Lần trước tôi cược thua rồi, anh đã thắng, Diệp Khánh Ngôn tôi có chơi có chịu. Diệp Khánh Ngôn nói đến đây, Trần Đức mới nhớ đến vụ cá cược ngày hôm đó. Anh không ngờ người phụ nữ này lại có thể dứt khoát đến thế, trong hoàn cảnh như này mà vẫn có thể làm được. Ánh mắt Tống Ngữ Yên lóe lên, cô ấy có nghe Diệp Khánh Ngôn nhắc đến vụ cá cược này. Nhưng lúc đó cả cô ấy và Diệp Khánh Ngôn đều không hề để tâm. Sau khi Diệp Khánh Ngôn bị thương, cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia, cố gắng hết sức chữa trị vết thương trên mặt Diệp Khánh Ngôn, nhưng kết quả lại không thể khôi phục hoàn toàn, vẫn để lại sẹo. Chuyện mà ngay cả chuyên gia cũng không làm được, nếu không tận mắt chứng kiến và đích thân trải nghiệm thì ai tin Trần Đức có thể làm được. Mặc dù đã biết lý do của sự việc, nhưng ánh mắt Tống Ngữ Yên vẫn có chút kỳ quái. Cô ấy và Trần Bát Hoang đã có giấy đăng ký kết hôn, từ đó đến giờ còn chưa từng nắm tay, vậy mà Diệp Khánh Ngôn lại nhanh chân đến trước, cảm giác này rất kỳ quái, hình như là hơi ghen. Lâm Giao thì nghĩ thoáng, không hề để ý chuyện này, cô xuất thân từ một gia đình giàu có, cô hiểu rõ người đàn ông ưu tú không thể nào chỉ có một người phụ nữ. Không cần nói đâu xa, ngay cả bố cô cũng có đến 4 người vợ. Những vệ sĩ bị thương xung quanh đều khá ghen tị. Diệp Khánh Ngôn thuộc cấp bậc nữ thần, nếu có thể nhận được nụ hôn của cô ấy, cho dù mất 2-3 năm tuổi thọ bọn họ cũng sẵn lòng. Sau vài giây, Trần Đức lảng sang chuyện khác nói, Ngữ Yên, em đưa Tiểu Giao và những người anh em này đến bệnh viện, ổn định vết thương trong cơ thể trước, nhớ kỹ, tìm nơi kín đáo một chút, ngày mai trước khi trời tối, đừng có bất kỳ hành động nào. Vâng, Tống Ngữ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Việc khẩn cấp trước mắt là xử lý thương tích của Giang Hồ Hải và nhóm vệ sĩ của cô ấy, nụ hôn đó của Diệp Khánh Ngôn cũng nhanh chóng bị lãng quên. Bát Hoang, anh có thể cùng đi trốn với chúng tôi không? Lâm Giao lo lắng hỏi. Không thể, Trần Đức thản nhiên đáp, yên tâm đi, tôi không sao, lão già đó vẫn chưa xứng làm đối thủ của tôi đâu. Ông chủ, Giang Hồ Hải cũng định khuyên vài câu, nhưng Trần Đức đã khoát tay, ngăn ông ta lại, mọi người đi đi. Nếu không lát nữa chính quyền họ đến thì dày già lắm. Trần Bát Hoang, vậy anh phải cẩn thận, Tống Ngữ Yên cũng lo lắng, có xảy ra chuyện gì thì giữ mạng trước đã. Bát Hoang, đột nhiên, Lâm Giao nhón chân lên, thừa lúc Trần Đức không chú ý liền hôn anh. Chụt, nụ hôn rất sâu, tiếng cũng rất kêu. Tống Ngữ Yên và Diệp Khánh Ngôn đứng hình. Giang Hồ Hải càng đực mặt ra. Vậy là sao trời? Lại một cô nữa à? Hãy nhớ, anh mãi mãi là đại anh hùng của tôi, không đợi mọi người kịp hoàn hồn, Lâm Giao chỉ để lại một câu, mặt mày đỏ như gấc, sau đó khởi động chiếc xe trong hầm xe đi ra, dìu từng vệ sĩ bị thương đưa lên xe.
Trần Bát Hoang, cẩn thận nhé, Diệp Khánh Ngôn nhẹ nhàng nói, rồi cũng quay lưng lái xe đi. Tống Ngữ Yên lặng lặng nhìn Trần Đức thật sâu, sau đó cũng đi. Chẳng bao lâu, mọi người bị thương đều được đưa lên xe, ba cô gái lái xe đưa đám người giang hồ hải đi. Hình Tông Đài nãy giờ vẫn canh giữ bên ngoài nhà họ Tống, thấy ba chiếc xe của nhóm Tống Ngữ Yên rời đi, lập tức dẫn theo mười mấy tay chân tin cẩn chạy đến hiện trường, gặp Trần Đức liền kêu lên, Hoang gia. Tôi biết thế nào ông cũng đến, Trần Đức đưa mắt nhìn thi thể dưới đất, nói, mấy người này ông định xử lý thế nào? Bọn bắt cóc giữa Thanh Thiên Bạch Nhật này vốn chẳng coi Hình Tông Đài tôi ra gì, Hoang gia, đây là hậu quả bọn nó đáng phải chịu, Hình Tông Đài nghiêm túc nói, với người ngoài, chúng ta cứ nói thẳng tội trạng của chúng, chỉ là có thể sẽ không có ai biết nội tình thực sự, còn về người nhà chúng, e là không dám làm to chuyện đâu. Hình Tông Đài nói vậy, sau đó lấy ra một chiếc di động vệ tinh, Hoang gia, điện thoại của cậu cũ quá rồi, cầm cái này đi, tôi đặt riêng cho cậu đấy, là điện thoại chuyên dụng của quan chức và quân đội, không bị người ta nghe lén, thẻ SIM tôi đã cài rồi, lưu cả số của tôi luôn. Vẫn là ông Hình hiểu tôi, Trần Đức không khách sáo, nhận chiếc điện thoại, việc ở đây giao cho ông nhé, tôi còn việc khác phải làm, ông lo công chuyện đi. À này, đưa mắt dõi theo bóng ba chiếc xe chưa xa hẳn nhưng đã hòa lẫn vào dòng xe nườm nượp trên đường, Trần Đức nói thêm, lo xong chuyện ở đây, nếu ông rảnh thì mua giúp tôi một chiếc xe nhé, loại xe hợp cho phụ nữ lái ấy, xong đưa nó đến chỗ căn hộ tôi thuê, tiền tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Hoang gia, giao cho tôi cậu cứ yên tâm. Hình Tông Đài dõi mắt theo bóng dáng Trần Đức xa dần, sau đó bắt đầu dọn dẹp hiện trường cùng các anh em, nhìn thấy tử trạng của đám Tạ Cường Đông, bất giác cảm thán một câu, Hoang gia đúng là Hoang gia, ra tay quá ác, chậc chậc. Hình Tông Đài đưa chân hẩy hẩy cái xác của Tạ Cường Đông một cách ghê tởm, mấy kẻ này dù có chết ông ta cũng chẳng thấy áp lực gì, dù sao chuyện của Tạ Cường Đông hôm nay cũng không quá khiến cho chính quyền chú ý. Hơn nữa, bọn chúng đã đánh giết suốt từ chung cư Đông An cho đến học viện thương mại, sang cả chỗ ở của Tiêu Mạn Y, tới nhà họ Tống, làm bị thương 20-30 người, cộng thêm mấy thi thể vệ sĩ của nhà họ Tống nữa, tổng số người chết phải hơn 10 người. Những người đó chẳng phải tai to mặt lớn gì, đều là dân thường cả. Mẹ nó chứ, chết vẫn chưa hết tội, Hình Tông Đài chửi thề. Hôm sau, ngay từ sáng sớm, trang viên nhà họ Hàn đã vô cùng tất bật, khắp nơi răng đèn kết hoa. Ngoài cửa lớn còn khua chiêng gióng trống, mời lân sư rồng về biểu diễn, khiến cho rất nhiều người chú ý dừng lại nhìn ngó. Cùng với tiếng trống chiêng, từng chiếc xe sang từ bốn phương tám hướng đổ về nhà họ Hàn. Dễ dàng nhận thấy biển số của loạt xe sang này không chỉ của những đại gia giới kinh doanh thành phố Tần, mà còn có cả biển số Giang Bắc, Thâm Đô, như G12345, G666666, S000000, S111111, cái loại biển số xe đẹp độc hiếm hoi lắm mới thấy, hôm nay đều rồng rắn xuất hiện cùng một lúc. Không nghi ngờ gì nữa, dù là người không quan tâm đến báo chí, không để ý đến truyền thông cũng biết trong xe chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, còn người dù chỉ biết sơ sơ cũng biết người ngồi trong đó là ai. Không ai ngoại lệ, tất cả bọn họ đều là những doanh nhân hàng đầu, những ông bà trùm xã hội đen khét tiếng, và có cả những nam nữ diễn viên đang nổi như cồn của đất Hoa Hạ. Trời má, người nhà họ Hàn chết muốn gần hết mà ông già nhà đó còn làm lố như vậy nữa hả? Phải rồi đó, chẳng lẽ ông ta không biết đau buồn hả trời? Ai biết đâu, có thể là để sung hỉ không chừng, chẳng biết ông ta làm sao vượt qua kiếp nạn này nữa. Trung tâm thế kỷ vừa mới diễn ra chuyện y hệt vậy, thành phố Tần năm nay hình như không còn như xưa nữa rồi. Người qua đường đều thắc mắc, nhưng họ chỉ có thể đứng bên ngoài ngóng chứ không thể nào vào bên trong được, ai nấy đều đầy vẻ ngưỡng mộ đi đi lại lại, bởi vì bình thường dễ gì gặp được nhiều người nổi tiếng như vậy. Thậm chí, có một số người chưa từng xuất hiện trên truyền thông, nhưng lại khiến mấy doanh nhân tầm cỡ nọ cũng phải khép nép hẳn, điều này khiến ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên. Bọn họ là ai không biết, hình như xưa giờ chưa từng gặp thì phải. Nhìn dáng vẻ của họ chắc phải có vai vế cao hơn mấy đại gia có tên trên bảng xếp hạng nhiều lắm nhỉ. Đúng đó, nhìn kìa, kia là Ngô Tiên Thông, xếp hạng thứ 8 trên bảng cơ mà, sao ông ta còn phải cúi đầu khom lưng trước ông già quê mùa áo vải đó vậy? Kia nữa kìa, nhìn đi. Bên ngoài trang viên họ Hàn có rất nhiều dân thường tụ tập hóng chuyện, họ ngạc nhiên nhìn từng vị đại gia một, và những vị đó sao lại khúm núm khép nép trước những gương mặt không có gì nổi bật.
càng lúc những gương mặt bình thường xuất hiện càng nhiều. Nhưng mà, người qua đường không hóng hớt được lâu đã bị vệ sĩ trong nhà họ Hàn đuổi đi với lý do không được phép nhìn, để khỏi gây ra tắc đường kẹt xe các kiểu. Nguyên nhân thật sự thì khác, càng về sau những người đến càng trễ càng có thân phận cao quý. Họ đều là thành viên của Hiệp hội Võ thuật vùng Hoa Bắc. Người thuộc hiệp hội này không nhiều, cả một khu vực lớn đến mấy triệu dân chỉ có hơn 100 người đủ tư cách vào đó. Hơn 100 người này chỉ cần giơ một chân lên cũng đủ để khiến xã hội rung chuyển. Bình thường bọn họ rất mờ nhạt, không bao giờ tỏ vẻ trước mặt người khác. Nhưng, những người cao quý trong mắt dân thường như đám đại gia có tên trên bảng kia khi gặp bọn họ, ngay cả xì hơi cũng không dám. Bởi vì, những vị đó chính là những người quyết định cuộc sống của dân thường. Bọn họ còn quyết định cả cuộc sống của đám tinh anh nọ nữa. Đó chính là Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc. 100 con người nắm giữ 99% nguồn tài nguyên của ba thành thị lớn. Trước cổng trang viên nhà họ Hàn, đám doanh nhân dâng lên mang theo, cung kính bước vào bữa tiệc, không ngừng cười nói với những người chung quanh. Người giới thiệu chương trình ra giả đọc tên những nhân vật tầm cỡ. Hàn Huyền Tông ngồi ngay ngắn trong ghế chủ tọa ở đại sảnh, không ra ngoài đón khách, thản nhiên chờ đợi những nhân vật tai to mặt lớn nọ bước vào chào hỏi, dâng lên những món quà hiếm có khó tìm. Thậm chí còn có người tặng phụ nữ, nữ diễn viên ngôi sao. Những cô gái này vốn là đồ chơi trong tay tư bản, hôm nay cũng bị coi như một món hàng để tặng đi. Những món quà quý bảy biện la liệt, mơ hồ tỏa ra ánh sáng kim tiền, càng tăng thêm giá trị, người bình thường có sống cả trăm kiếp cũng chưa chắc kiếm được từng đó tiền. Hàn Huyền Tông thản nhiên mỉm cười nhìn ngắm, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mục đích hôm nay của ông ta không chỉ là giết Trần Đức, mà đặc biệt hơn là muốn tuyên bố cho cả vùng Hoa Bắc, rằng ông ta, Hàn Huyền Tông, đã quay trở lại. Chỉ cần ông ta còn tồn tại, nhà họ Hàn cũng còn tồn tại. Nhà họ Hàn bị diệt, những đệ tử họ Hàn sống ở nước ngoài may mắn thoát được tai ương, cả phụ nữ cũng được gọi về, bọn họ đến trước mặt lão tổ Hàn, cùng quỳ gối xuống. Chúc lão tổ sinh nhật vui vẻ, thọ ngang đất trời. Ngoan, ngoan lắm, các con các cháu, mấy đứa đứng lên hết đi. Đi đón tiếp khách mời kìa, Hàn Huyền Tông khoát khoát tay, đám con cháu phía dưới đều đứng dậy. Hội trưởng, chúc mừng, xin chúc mừng, đám người của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng đến, cung tay vái chào Hàn Huyền Tông, một ông già nói, hội trưởng, lần này ông lại đột phá cảnh giới rồi. Nhìn thấy bọn họ, lúc này Hàn Huyền Tông mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra đón tiếp, trò chuyện vui vẻ với khách. Là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật. Từ đầu đến cuối Hàn Huyền Tông vẫn an tọa ở chủ vị, không ngừng tỏ khí thế của kẻ có địa vị cao quyền thế lớn, gặp chút cơ duyên, đúng là được đột phá chút xỉnh, hôm nay hẳn là đạt được hạng 250 gì đó trên bảng xếp hạng Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ rồi. Gì cơ? Một ông già kinh ngạc, ông ta tên Đường Hiển Sinh, là hội phó Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc, thực lực cũng gần bằng Hàn Huyền Tông, cũng là một nhân vật đức cao vọng trọng. Mặc dù ông ta biết Hàn Huyền Tông đã tăng tiến thực lực, nhưng nghe Hàn Huyền Tông bảo có thể xếp hạng thứ 250 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ cũng phải kinh ngạc vô cùng. Nên nhớ, Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ không phải là thứ mà Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc có thể so sánh, toàn bộ Hoa Bắc cũng chỉ có một mình Hàn Huyền Tông đủ tư cách gia nhập Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ mà thôi. Còn lại mọi đại tông sư, đại sư khác, căn bản đều không chen vào nổi, vì không đủ điều kiện để gia nhập. Điều kiện để được gia nhập Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ chỉ có một, đó chính là đánh bại bất kỳ ai đó trong Hiệp hội. Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ chỉ có 300 người. Nói cách khác, toàn bộ Hoa Bắc, ngoài Hàn Huyền Tông, không có ai khác được gia nhập, mà vài năm trước, Hàn Huyền Tông mới chỉ ở hạng 290 mấy. Vậy mà không ngờ, ngày hôm nay đã vượt lên hạng 250. 40 hạng, nhìn thì thấy chẳng bao nhiêu. Nhưng chỉ có võ giả mới hiểu. Trong Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ, không ai không là thiên tài, muốn đánh bại một người còn khó hơn lên trời. Đường Hiển Sinh vừa kinh hãi, vừa kính nể, vừa hoảng thần, trong lòng biết Hàn Huyền Tông chắc chắn đã gặp được cơ duyên rất lớn, không hổ danh hội trưởng Hàn, họ Đường tôi thật xấu hổ. Ha ha, quá khen quá khen. Thời gian trôi qua, không ngừng có khách đến, buổi trưa nhanh chóng đến gần, khách khứa cũng đã đến hòm hòm. Chỉ cần là nhân vật có máu mặt của ba thành phố lớn vùng Hoa Bắc thì hầu như đều xuất hiện. Trong đó có cả Trương Thiên Dương, ông ta đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng đại gia thành phố Tần, thậm chí bây giờ đã lên hạng 2 rồi,
lúc này ông ta chưa đủ tư cách để đứng hàng đầu, mà là một người hoàn toàn không vừa mắt. Ông ta quan sát những người chung quanh, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, ông ta biết nhà họ Hàn muốn làm thật ầm ĩ, nhưng không nghĩ lại ầm ĩ đến thế này. Cho đến bây giờ, chỉ e vấn đề không còn là tiền bạc hay quyền thế có thể dàn xếp được nữa, mà chỉ có thắng hay bại, sống hay chết mới có thể giải quyết triệt để chuyện này. Mấy chục năm thành danh, Trương Thiên Dương chưa bao giờ thấy những người này lại tề tựu một nơi thế này, càng chưa từng thấy nhiều võ giả như thế, trong lòng có hơi lo lắng. Làm lớn đến vậy, Trần Bát Hoang giải quyết nổi không? Ông ta thực sự mong Trần Đức không xuất hiện ở nơi này. Cách đó không xa, một nam một nữ đang ngồi ở một cái bàn, nữ chính là Tưởng Sơ Linh, cô ta đã cải trang, ôm trong tay một bó hoa hồng, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, lễ phục sang trọng, không khác gì một nữ thần, hoàn toàn không giống với hình tượng thường ngày, dù là người quen e là cũng chưa chắc nhận ra. Ngồi bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc Âu phục mang giày da, Cao Sĩ Long. Cao Tưởng Sơ Linh vừa định gọi chức vụ của Cao Sĩ Long, chợt nhớ tới mình mang thân phận khác đến đây, vội vàng sửa miệng, anh à, chúng ta thật sự phải bảo vệ anh ta à? Đúng, Cao Sĩ Long nói, nếu như anh ta thực sự nguy hiểm tính mạng thì phải bảo vệ mạng sống cho anh ta, chỉ như vậy anh ta mới bằng lòng đưa phương thuốc cho chúng ta, huống chi tôi nghĩ Trần Bát Hoang đáng để đầu tư lắm. Được rồi, cứ vậy đi, bảo vệ thì bảo vệ, nhưng sau này phiền phức cũng sẽ rất nhiều đó. Tưởng Sơ Linh đưa mắt nhìn ra cổng, cô ta cũng không mong Trần Bát Hoang đến, nếu không chuyện đã to càng xé to hơn cho xem. Không chỉ bọn họ, những người đến tham gia buổi tiệc mừng thọ này trong lòng đều biết mục đích là gì, bọn họ thường xuyên dõi mắt ra cửa, đợi Trần Bát Hoang xuất hiện. Sau khi sắp xếp mọi người an vị, Hàn Huyền Tông lại trở về vị trí chủ tọa của mình, giơ tay lên khoát khoát. Mọi âm thanh bên dưới lập tức ngừng bặt. Tiếp đó, ông ta uống một cốc rượu thấm giọng rồi mở miệng hô, đưa người lên đây. Ông ta vừa hô xong, lập tức có mấy người bị áp giải vào phòng tiệc. Bốn người Tiêu Mạn Y, Trương Ngọc Tiên, Hà Đồn, Đàm Thu đều không ngoại lệ, trên người bọn họ đều có vết thương, rõ ràng là từng bị đánh, thoạt nhìn có hơi thê thảm. Sắc mặt Trương Ngọc Tiên vô cùng hoảng hốt, tâm trạng rối bời, đầu óc thì trống rỗng. Bà ấy khóc thút thít mãi không dứt. Bởi vì hai chân chưa khôi phục cho nên Hà Đồn gần như được khiêng đến. Trên người và trên mặt Đàm Thu có không ít vết thương, cậu ấy cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Hàn Huyền Tông. Bốn người bị áp giải đến giữa phòng. Bên cạnh Hàn Huyền Tông là một gã họ Tạ, đó là người kế thừa vị trí của Tạ Cường Đông. Gã lạnh lùng nói, quỳ xuống. Người vừa lên tiếng chính là người thừa kế của nhà họ Tạ, cũng là con trai Tạ Cường Đông Tạ Phương Thạch. Gã độ khoảng 40 tuổi, trên người toàn là hàng hiệu, nổi bật nhất là bộ râu cá chê. Lúc này, gã đang chắp tay sau lưng, đứng cạnh Hàn Huyền Tông. Nghe thấy tiếng quát của gã, đám thủ hạ lập tức đè mấy người Đàm Thu, Tiêu Mạn Y, Trương Ngọc Tiên và Hà Đồn quỳ rạp trên mặt đất. Hà Đồn, con sao rồi? Trương Ngọc Tiên nhích đến bên cạnh Hà Đồn, nước mắt lăn dài trên má, bà ấy đau lòng nhìn hai chân con trai. Mẹ, con không sao, hai chân Hà Đồn bị tật. Vốn không thể quỳ được, cho nên cả người anh ta gần như nằm dài trên mặt đất. Anh ta cố nén đau, an ủi Trương Ngọc Tiên. Tiêu Mạn Y cắn chặt răng, vẻ mặt lạnh lùng, dù bây giờ cô ta có hơi chật vật, nhưng vẫn là một mỹ nữ. Tuy ở đây có một vài nữ ngôi sao, nhưng không một ai sánh bằng cô ta. Hừ, lão già kia, ông chết không yên đâu, Đàm Thu hung hăng phun nước miếng về phía Hàn Huyền Tông, chỉ tiếc cách quá xa nên không dính lên người ông ta được. Ông tưởng rằng bắt được chúng tôi là có thể bắt anh Bát Hoang à? Ha ha, đợi đó đi, anh Bát Hoang sẽ đem ông chém làm tám khối, biến thành thịt khô. Loại rác rưởi như mày mà cũng dám mắng lão tổ hả? Mẹ kiếp! Tạ Phương Thạch vọt đến trước mặt Đàm Thu, vung chân đá. Lãnh chọn một cú trời giáng, Đàm Thu có cảm giác cả người bị hất tung lên, cậu ấy quỳ mọp trên đất, rên lên một tiếng, sau đó hộc máu. Cú đá này của Tạ Phương Thạch quả thực rất độc ác. Đám nhà giàu cùng các nhân vật nổi tiếng xung quanh không khỏi giật giật khóe mắt. Khắp người bốn người này toàn là vết thương, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Quả nhiên, người đắc tội Hàn Huyền Tông sẽ không có kết cục tốt. Rất nhiều người hút khí lạnh, thầm cảm khái. Các vị, lúc này, rốt cuộc Hàn Huyền Tông đang ngồi trên đài cao cũng mở miệng. Hôm nay là ngày Hàn Huyền Tông tôi tròn 90 tuổi, mọi người cũng biết đấy. Mấy năm trước,
tôi vẫn luôn bế quan không ra, nào ngờ vừa xuất quan liền biết được trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Hai, đáng thương cho đám con cháu của tôi, chúng cứ thế chết đi, ngay cả thi thể cũng không còn, nghĩ đến những việc này, sắc mặt Hàn Huyền Tông cực kỳ âm u, ông ta chắp tay sau lưng, đứng thẳng dậy, tôi tin mọi người đều biết kẻ gây ra mọi chuyện chính là một người có tên Trần Bát Hoang. Hắn đã giết con cháu của tôi, gần như diệt cả nhà họ Hàn. Thù này, sao Hàn Huyền Tông tôi có thể nhịn cho được? Nói xong lời cuối cùng, Hàn Huyền Tông gần như gầm lên, sát ý mênh mông cuồn cuộn tỏa ra, gió nổi lên khắp bốn phía, khiến những sợi tóc của ông ta bay phấp phới. Xoảng, xoảng, xoảng. Mấy cái ly ở gần đó không chịu nổi áp lực đáng sợ kia, đột ngột nổ tung, mảnh vỡ tựa như những thanh kiếm sắc bén bắn ra bốn phía. Một vài nhân vật nổi tiếng bị mảnh thủy tinh cứa trúng, máu tươi tràn ra, nhưng bọn họ không dám rên dù chỉ là một câu, chỉ cố chịu đựng, lấy khăn ra lau máu. Lúc này, trong lòng bọn họ đang cực kỳ sợ hãi. Hàn Huyền Tông đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh một lượt, khi nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của những người nổi tiếng, giới nhà giàu và ông trùm của các giới, ông ta mới cảm thấy thỏa mãn đôi chút. Đây chính là những gì mà ông ta muốn. Hàn Huyền Tông muốn đám người này biết được sự lợi hại của ông ta, biết được không phải ai cũng có thể khiêu khích nhà họ Hàn. Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây là để chứng kiến hai việc. Một là chứng kiến tiệc sinh nhật lần thứ 90 của tôi. Hai là chứng kiến tôi tru sát Trần Bát Hoang. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đáng lẽ không nên khiến các vị nhìn thấy máu, tuy nhiên, Hàn Huyền Tông tôi không cho là vậy, tôi cho rằng đây là sung hỉ, đuổi được tà ma. Đồng thời, tôi cũng đưa ra một đề nghị với các vị. Sau này, thành phố Tần sẽ tiếp tục do nhà họ Tạ khống chế. Giang Bắc vẫn do nhà họ Hàn dẫn dắt, còn Thâm Đô thì vẫn là nhà họ Lý kiểm soát. Ai phản đối, ai tán thành? Hàn Huyền Tông đứng trên đài cao, nhìn khắp bốn phía. Thoạt nhìn, ba gia tộc nắm quyền khống chế không hề thay đổi, tuy nhiên, nếu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ thấy được khác biệt to lớn trong đó. Đầu tiên, vốn dĩ nhà họ Lý ở Thâm Đô và nhà họ Tạ ở thành phố Tần có thể đứng đầu là nhờ vào thực lực bản thân, không liên quan gì đến nhà họ Hàn. Nhưng hiện tại, việc này lại do nhà họ Hàn chỉ định. Thứ hai, theo như sự phát triển thông thường, nhà họ Tạ ở thành phố Tần đã mất đi vị thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhà họ Trương và Trương Thiên Dương sẽ bước lên thay thế. Thế nhưng, chỉ một câu hời hợt của Hàn Huyền Tông, không chỉ cưỡng bức nhà họ Lý đầu nhập dưới trướng của mình, đồng thời còn muốn chối bỏ nhà họ Trương, cô lập bọn họ. Đương nhiên, nhà họ Tạ không có ý kiến gì, nhưng Trương Thiên Dương lại cảm thấy rất khó chịu. Gia chủ nhà họ Lý ở Thâm Đô Lý Trung Hải cũng nhíu chặt mày, sắc mặt ông ta đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Có điều, những thành viên ủng hộ nhà họ Lý trong Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc còn chưa lên tiếng, nếu hiện tại ông ta mở miệng thì chỉ có một con đường chết. Duy chỉ có Tạ Phương Thạch của nhà họ Tạ lộ vẻ đắc ý. Gã đứng bên cạnh Hàn Huyền Tông, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn bao quát những vị tai to mặt lớn của thành phố Tần. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ khó chịu, hôm nay, nhà họ Hàn nhúng tay vào cục diện chân và kiểm soát ba thành phố, nói vậy, chẳng phải ngày sau sẽ có không ít người có mặt ở đây bị chèn ép sao? Hàn Huyền Tông quá mức độc tài, cũng quá mức ghê tởm. Thế nhưng, không một ai dám mở miệng. Phút chốc, Hàn Viên rơi vào yên tĩnh. Ai tán thành? Ai phản đối? Câu hỏi khiến các nhân vật lớn có mặt tại đây phải ngậm miệng. Tôi phản đối. Sau vài giây, giữa bầu không khí yên tĩnh, đột nhiên, Trương Thiên Dương lấy hết dũng khí đứng lên. Ông ta biết rõ, dù ông ta không lên tiếng thì cũng chẳng có kết cục đẹp. Ông ta và Trần Bát Hoang có mối quan hệ thân thiết, theo như sắp xếp của Hàn Huyền Tông, rõ ràng là muốn loại bỏ ông ta. Sau buổi tiệc mừng thọ này, chắc chắn nhà họ Trương sẽ bị chèn ép, phải đổ máu, thậm chí là tử vong. Ông ta phải đứng ra nói chuyện. Ông ta đứng dậy, ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm Hàn Huyền Tông đều tập trung trên người ông ta. Chủ tịch Trương, vậy mới đúng chứ, Đàm Thu lớn tiếng nói, không thể khuất phục như mấy con rùa đen thế được. Bốp, Tạ Phương Thạch lại tát một cái vào mặt Đàm Thu, lạnh lùng nói, giờ chưa đến phiên mày nói chuyện, nếu còn ngoan cố, tao cắt lưỡi mày. Ánh mắt Trương Thiên Dương lóe lên tia kiên định, mở miệng nói, lão tổ Hàn, ông đúng là lớn lối, muốn nuốt chọn ba thành phố à?
cục diện của ba thành phố sao lại do một mình ông định đoạt được chứ? Đúng vậy. Đúng vậy, từ trước đến nay ba thành phố vẫn luôn phát triển tự do. Tôi cũng thấy không ổn. Tôi cũng phản đối. Đúng, tôi cũng phản đối. Có Trương Thiên Dương dẫn đầu, những người phía dưới lập tức nhân cơ hội phản bác, bọn họ bắt đầu nghị luận, muốn dùng cách này để tỏ rõ sự bất mãn của mình. Ha ha! Hàn Huyền Tông cười lạnh, kế đó, ông ta nhấc chân, bước từng bước xuống đài, chậm rãi đi về phía Trương Thiên Dương. Theo mỗi một bước chân của ông ta, âm thanh nghị luận, tiếng bàn tán xôn xao dần nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất, không nghe thấy gì nữa. Một vài võ giả thuộc Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc nhìn về phía Trương Thiên Dương bằng ánh mắt thương hại. Chẳng lẽ ông ta bị ngốc à? Tình huống hiện tại mà còn dám đứng ra? Không nghe vừa nãy Hàn Huyền Tông nói gì à? Hôm nay ông ta không ngại giết người, không sợ thấy máu, còn xem đó là sung hỉ đấy. Cách đó không xa, Trương Thiên Dương híp mắt, ngay lập tức, cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Quả nhiên, vài giây sau, Hàn Huyền Tông dừng bước, ông ta tựa như một ngọn núi cao đứng chắn trước mặt Trương Thiên Dương. Áp lực cực lớn tựa như sa mạc tuôn ra từ trên người Hàn Huyền Tông khiến Trương Thiên Dương có cảm giác ngạt thở, sắc mặt ông ta tái nhợt, lão tổ Hàn, ông muốn làm gì? Đôi mắt già nua của Hàn Huyền Tông nhìn chòng chọc vào Trương Thiên Dương. Ông ta cứ nhìn như thế mà không nói câu nào. Không khí xung quanh dần lắng xuống, ông ta không lên tiếng, những người khác cũng không dám nói lời nào. Bản thân Hàn Huyền Tông là một võ giả cực kỳ mạnh mẽ, khí thế trên người ông ta vô cùng đáng sợ, chỉ cần đứng đó thôi đã có thể khiến Trương Thiên Dương cảm thấy hô hấp khó khăn, gần như có thở ra chứ không có hít vào. Đột nhiên, Hàn Huyền Tông chộp lấy cổ áo Trương Thiên Dương, nhẹ nhàng nhấc ông ta lên như xách một con gà vậy, kế đó vung tay ném lên không trung. Cuối cùng, Hàn Huyền Tông vung chân đá vào người ông ta. Bốp! Cú đá của Hàn Huyền Tông khiến cả người Trương Thiên Dương bị ném lên không, văng ra xa 3-4 mét, sau đó liên tục lăn mấy vòng rồi mới dừng lại trước người mấy người Đàm Thu. Yên tĩnh như chết. Đây là sức mạnh gì thế? 90 tuổi lại có thể nhẹ nhàng ném người khác lên không, sau đó đá bay. Hơn nữa, còn không thở dốc lấy một cái, cứ như đó chỉ là hành động rất bình thường. Mẹ kiếp! Quá mạnh! Tất cả những nhân vật nổi tiếng và giới nhà giàu có mặt tại đây đều hoảng sợ, da đầu tê dần, những người vừa phản đối Hàn Huyền Tông run lẩy bẩy, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, gần như sắp vọt ra ngoài luôn rồi. Phụt! Trương Thiên Dương phun ra một búng máu, nhìn chằm chằm vào Hàn Huyền Tông. Chủ tịch Trương, ông sao rồi? Tiêu Mạn Y biến sắc, lo lắng hỏi. Không có. Trương Thiên Dương muốn nói không có việc gì, nhưng vừa nói được hai chữ thì lại ho ra máu. Sắc mặt ông ta tái nhợt như tờ giấy. Tiêu Mạn Y vội bỏ qua, đỡ ông ta dậy, thấp giọng nói, cố chịu đựng, nhất định anh ấy sẽ đến cứu chúng ta. Vừa rồi hình như ông cũng phản đối, Hàn Huyền Tông quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên phát biểu sau Trương Thiên Dương, tôi nhớ không lầm thì ông là người nhà họ Cung ở thành phố Tần. Tôi, người đàn ông trung niên chỉ vừa nói được một chữ thì đột nhiên, Hàn Huyền Tông vung nắm đấm lên, nện mạnh vào đầu ông ta. Rắc. Ngay lập tức, trước mắt người đàn ông trung niên tối sầm, vị trí thái dương bị đánh trực tiếp biến dạng, vặn vẹo, lõm vào trong, xương sọ dập nát, đầu phình ra. Phút chốc, người đàn ông họ Cung kia đã chết. Những nhân vật lớn xung quanh hoàn toàn ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào nữa. Không chỉ riêng những người vừa lên tiếng, ngay cả những người không lên tiếng cũng biểu hiện vô cùng khó coi. Ma quỷ. Lão già này đúng là ma quỷ. Chỉ một lời không hợp ý liền ra tay giết người. Những người bình thường đến tham gia tiệc mừng thọ đều cảm thấy ngạt thở, sống lưng lạnh toát, mặt mày tái nhợt và tràn đầy hoảng sợ, cứ có cảm giác ngay một giây sau bản thân sẽ mất mạng. Những võ giả của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc thì tương đối bình tĩnh. Thật ra, những gì mà Hàn Huyền Tông vừa thể hiện còn chưa đến 1% thực lực của ông ta. Tôi hỏi lại một lần nữa. Ai tán thành? Ai phản đối? Hàn Huyền Tông giết người như giết gà, mà vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Giọng ông ta trầm khàn, hệt như chuông đồng vang vọng bên tai mọi người. Tất cả đều bàng hoàng, gần như vô thức thốt lên. Tôi tán thành. Tôi cũng tán thành. Tôi đồng ý với Lão Tổ Hàn, Lão Tổ Thiên Thu Vạn Tuế. Lão Tổ Hàn tài đức song toàn,
chắc chắn có đủ khả năng chủ trì đại cục, lãnh đạo tỉnh Hoa Bắc của chúng ta. Đám nhân vật nổi tiếng cùng giới nhà giàu như chim sợ cành cong, không dám có chút do dự, người sau tiếp người trước bày tỏ quyết tâm. Bọn họ đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng, đã phải trải qua vô số gian nan, trắc trở, gặp phải đủ thứ rắc rối, khó khăn lắm mới có được địa vị và tiền tài như hiện tại, bọn họ không muốn đánh mất tất cả, thậm chí là tính mạng. Ha ha, tốt lắm. Hàn Huyền Tông cười sảng khoái, tất cả đều nằm trong kế hoạch và sự khống chế của ông ta. Vừa cười, ông ta vừa chậm rãi bước đến chỗ mấy người Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Trương Ngọc Tiên và Hà Đồn. Ông ta không nhìn bốn người Tiêu Mạn Y. Trong suy nghĩ của Hàn Huyền Tông, đám người Tiêu Mạn Y, Hà Đồn, chỉ là những con kiến, không đáng để ông ta quan tâm. Lão tổ nhà họ Hàn cúi đầu, nhìn Trương Thiên Dương một lượt từ trên xuống dưới, rồi bình thản nói, tôi cho người bắt hết đám sâu kiến này, nhưng lại không bắt anh có biết vì sao không? Trương Thiên Dương cảm thấy rất đau, đau đến mức không cách nào mở miệng nói chuyện được. Ông ta hung hăng nhìn Hàn Huyền Tông. Bởi vì tôi e ngại nếu bắt anh, đám người này sẽ không dám đến tham gia tiệc mừng thọ. Hàn Huyền Tông nói toạc ra, không chút nào che giấu, mặc kệ những nhân vật nổi tiếng, giới nhà giàu và các ông trùm ở đằng kia có nghe thấy hay không. Hiện tại, bọn họ đã đến rồi, muốn đi cũng đi không được nữa. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ không có quyền phản bác, lại càng không có khả năng phản kháng. Hàn Huyền Tông không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Ý nghĩa sự tồn tại của các người chính là giúp tôi dẫn dụ Trần Bát Hoang, tuy nhiên, xem ra hắn ta không dám đến. Hắn ta không đến cũng không sao, trước tiên, tôi sẽ giết chết các người, rồi sau đó đích thân đi tìm hắn. Hàn Huyền Tông quay về chỗ của mình, cô gái bên cạnh thay ông ta rót rượu. Sau khi uống cạn rượu trong ly, ông ta thờ ơ nói, tạ Phương Thạch, mạng chó của bọn chúng, giao cho cậu. Đa tạ lão tổ. Tạ Phương Thạch nhếch mép cười. Trong tay gã bỗng xuất hiện một thanh loan đao có tính chất đặc thù. Loại loan đao này khá đặc biệt, chỉ cần đặt trước cổ rạch nhẹ một cái là có thể lấy đầu. Đừng, đừng, là một người mẹ, khi nhìn thấy thanh đao kia, Trương Ngọc Tiên vô thức ôm chặt Hà Đồn. Nếu bà đã thích che chở người khác như vậy, thì tôi sẽ để bà chết trước, tôi không biết bà là ai, cũng chẳng biết sau khi bà chết, Trần Bát Hoang có đau lòng hay không, Tạ Phương Thạch nói một cách tàn nhẫn. Đành chịu thôi. Ai bảo Trần Bát Hoang từng đến nhà các người chứ? Hắn đã giết bố tôi, thế nên, những người quen biết hắn, dù chỉ có một chút quan hệ, cũng phải chết. Đáng tiếc thay, bà là người đầu tiên. Tạ Phương Thạch giơ loan đao lên, tiến đến gần Trương Ngọc Tiên. Đừng! Hà Đồn giãy giụa, trong mắt anh ta răng đầy tơ máu, khàn giọng kêu la, giết tôi trước đi, van xin các người. Mày đừng có gấp, sẽ tới mày thôi, Tạ Phương Thạch cười lạnh. Tao là người thiện tâm, không thích nhìn cảnh người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh, cho nên bà ta phải chết trước, ngoan nào, đừng làm ồn. Gã vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Hà Đồn, loan đao trong tay gã đã đến rất gần Trương Ngọc Tiên. Mấy người Hà Đồn, Tiêu Mạn Y cùng Đàm Thu đều giãy giụa, muốn chạy đến giúp nhưng đã bị người phía sau giữ chặt, không cách nào nhúc nhích được. Cả đám đau lòng nhắm mắt lại, không dám nhìn. Chết đi! Tạ Phương Thạch quát to một tiếng. Lưỡi đao từ từ chạm vào da thịt Trương Ngọc Tiên, đã cứa rách phần da cổ. Rầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Cổng lớn của trang viên nhà họ Hàn nổ tung, mảnh gỗ vụ bay lả tả đầy trời, hệt như mưa rơi. Trong màn mưa hình thành từ gỗ vụn, một con dao găm rất bình thường xuyên qua tầng tầng trở ngại, đâm vào mi tâm Tạ Phương Thạch. Tay Tạ Phương Thạch dường như bị kẹt, động tác của gã bỗng dừng lại. Ngay sau đó, cả người gã đổ ầm xuống. Đã chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Hà Đồn vội lao đến gỡ loan đao trên cổ Trương Ngọc Tiên xuống. Lão già kia, không phải ông muốn giết tôi à? Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng rất có lực xuyên thấu vang vọng bên tai mọi người. Tiếp đó, một bóng người dần dần hiện thân giữa một trời vụn gỗ. Đó là một thiếu niên cao giáo, cân đối. Trong tay anh nắm chặt một sợi xích sắt. Mà đầu còn lại của xích sắt thì quấn quanh một cỗ quan tài. Đó là một cỗ quan tài bằng đá. Trước quan tài có một chữ thọ cực kỳ bắt mắt được phun lên bằng sơn đỏ. Mỗi một bước chân của anh khiến xích sắt va chạm tạo thành âm thanh leng keng, quan tài bị anh lôi theo sau dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cậu Trần! Bát Hoang! Anh Bát Hoang!
mấy người Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Hà Đồn, Trương Ngọc Tiên vốn đang chờ chết, nhưng khi nhìn thấy Trần Đức, bọn họ vui mừng khôn xiết. Trần Bát Hoang, rốt cuộc anh cũng đã đến. Bên trong hàn viên, sau khi nhìn rõ người thiếu niên và cỗ quan tài vừa xuất hiện, tất cả những người có mặt tại đây đều lộ vẻ kinh ngạc, tim như ngừng đập. Có rất nhiều người từng gặp Trần Bát Hoang, đương nhiên, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Có điều, bọn họ thật sự không ngờ anh lại dám đến, dám xuất hiện ở chỗ này và trong tình huống sinh tử như thế này. Không những thế, anh còn đem theo một cỗ quan tài. Hôm nay là ngày đại thọ 90 của Hàn Huyền Tông, làm vậy chẳng khác nào dù ông ta không thể qua nổi đại thọ 90. Hiển nhiên là muốn chọc giận ông ta, đến mức không chết không thôi. Đến thật rồi, Tưởng Sơ Linh mấp máy đôi môi đỏ mọng, cô ta còn tưởng rằng Trần Bát Hoang không dám đến, nào ngờ. Tưởng Sơ Linh kinh ngạc nhìn ra cửa. Biết chắc là anh ta sẽ đến, trái lại, Cao Sĩ Long rất bình tĩnh. Ông ta đã đọc rất kỹ hồ sơ của Trần Bát Hoang, cho nên hiểu khá rõ tính tình của người đàn ông này. Từ trước đến nay, anh ta vốn là một người rất ngại phiền phức, nhưng lại không hề sợ phiền phức. Vù vù. Khi tất cả còn đang khiếp sợ, bỗng chốc, Trần Đức vung vẩy xích sắt trong tay ngay trước mặt mọi người. Xích sắt bắt đầu lay động, cũng không biết Trần Đức đã dùng bao nhiêu lực mà lại khiến cỗ quan tài đá nặng ngàn cân kia bị ném lên không trung, không ngừng bay lên hạ xuống theo nhịp tay anh, cứ như đang đẩy tạ vậy. Thoáng chốc, quan tài bay loạn xạ, nện vào đám tay sai đang giam giữ mấy người Tiêu Mạn Y. Cảnh này thật sự đánh mạnh vào thị giác, đối với Trần Đức, dường như cái quan tài nặng ngàn cân kia chẳng có chút ký lô nào. Nó nhẹ như lông vũ, không ngừng nện về phía trước theo sự dao động của xích sắt. Rầm, rầm, rầm. Quan tài thật sự rất nặng, người bình thường không cách nào đỡ được. 7, 8 tên tay sai lập tức bị trọng thương, rồi bị đánh văng ra ngoài, miệng không ngừng hộc máu, sau đó ngã lăn ra đất, đẩy ngã mấy cái bàn lớn, khiến người ngồi trong bàn hoảng hốt lui ra sau. Ầm. Tiếp đó, cỗ quan tài kia nện mạnh xuống đất. Lúc này, Trần Đức đã đứng chắn phía trước đám người Trương Thiên Dương. Anh nhìn thẳng vào Hàn Huyền Tông đang ngồi trên đài cao, Hàn Huyền Tông, không phải ông đang đợi tôi à? Trần Bát Hoang đến rồi, tôi đứng ở đây, ông đến giết thử xem. Giết thử xem. Âm thanh giống như tiếng sấm, âm vang mạnh mẽ. Sắc mặt của nhiều người trở nên cực kỳ khó coi, chứng kiến cảnh mấy người vừa bị giết chết mà ai nấy cũng rùng mình sợ hãi. Chiếc quan tài đá này. Tôi đã dành cả đêm để tra thông tin của ông, tốn rất nhiều tiền để thuê người đến làm, dùng mười mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị quà sinh nhật vừa với kích thước cơ thể ông có thích không? Trần Đức lại tiếp tục lên tiếng, lời nói lãnh đạm lạnh lùng, không có một chút dao động cảm xúc. Người hiểu anh đều biết. Anh càng lạnh nhạt thì lửa giận trong lòng càng đáng sợ. Anh đứng chắn trước mặt Trương Thiên Dương và mọi người, chiếc quan tài được dựng đứng bên cạnh anh, cực kỳ chói mắt. Xung quanh, những người nổi tiếng, người giàu có và tài phiệt từ mọi tầng lớp xã hội thực sự sắp nghẹt thở. Một số người bất giác lùi lại, im như thóc, hết sức lo sợ, trong lòng nơm nớp không yên, sợ không cẩn thận sẽ bị giết chết. Ở chính giữa trên cao, Hàn Huyền Tông vững chãi ngồi trên điếu ngư đài, cao cao tại thượng nhìn xuống phía Trần Bát Hoang. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Trần Bát Hoang. Trước đây, ông ta đã thấy anh qua tư liệu và video. Trần Bát Hoang trong video và tư liệu không hề có nhuệ khí mạnh như vậy. Thành thật mà nói, khoảnh khắc khi thanh niên này vừa xuất hiện, ngay cả ông ta cũng có chút kinh hoàng. Thiên tài, chắc chắn là thiên tài. Chỉ cần dựa vào chuyện có thể nhẹ nhàng dựng đứng chiếc quan tài ngàn cân kia lên như vậy cũng đủ chứng tỏ anh là một thiên tài. Ha ha! Sau một vài nhịp thở, Hàn Huyền Tông đột nhiên bật cười, tiếng cười ngông cuồng, không kiêng nể gì cả. Có thể thấy rõ. Trong mắt ông ta lần lượt xuất hiện rất nhiều tia máu, tiếng cười già nua ảm đạm, giống như ma quỷ, khiến người ta khiếp sợ. Sau tiếng cười đó, sát khí lan tràn trong tích tắc, một lòng bàn tay vỗ vào ghế đá, tay vịn lập tức biến thành đá vụn, bị lòng bàn tay ông ta nghiền nát biến thành bột. Trần Bát Hoang, sự xuất hiện của mày khiến lão già cổ hủ này phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu đã như vậy, mày quỳ xuống trèo vào quan tài do chính mình mang đến rồi tự sát. Vậy thì tao có thể cho mày chết toàn thây. Ha ha. Trần Đức cười khẩy, trước khi giết người, anh không thích nói chuyện. Dầm. Anh vác quan tài lên vai rồi đi thẳng đến chỗ Hàn Huyền Tông.
đứng lại. Ngay khi anh bước đi bước đầu tiên, 50-60 vệ sĩ đã nhảy ra bao vây xung quanh anh. Đám người này đều là cao thủ trong số những người bình thường, ai nấy cũng đều có vũ khí, đao, rìu, hoặc thậm chí là súng. Không có bất kỳ mệnh lệnh nào, 50-60 người này cùng lúc ra tay. Trần Đức lạnh nhạt liếc nhìn đám người này, không nói nhảm nhiều lời, đúng lúc đó, anh cũng động thủ rồi. Chỉ để lại một tàn dư, trực tiếp lao vào trong đám người đó. 50-60 vệ sĩ đó không hề hoảng sợ, bọn họ đều đã được huấn luyện và đào tạo. Bất luận là thể chất hay tâm lý cũng đều vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Cùng lúc đó, kẻ cầm đao giơ đao, kẻ cầm rìu giơ rìu, kẻ cầm súng bắn súng, các loại vũ khí khác nhau đồng loạt hướng về phía Trần Đức. Cho dù Trần Đức là võ giả thì đã sao? Dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ có một người. Đám người này rất tự tin, có thể giết chết Trần Đức tại đây. Rầm chênh bùm. Đủ loại âm thanh loạn xạ vang lên trong hàn viên khiến người ta sợ hãi. Trong cùng một giây, Trần Bát Hoang đã vung chiếc quan tài trong tay lên. Đúng vậy, chính là đang vung lên. Anh giơ chiếc quan tài bằng một tay, tay kia điều khiển phương hướng bằng xích sắt. Chiếc quan tài rất nặng bay trên không trung. Mỗi lần rơi xuống, máu lại trào ra, có người bị đập nát đến nỗi biến hình. Mặc dù những người này vượt trội hơn nhiều so với người thường, mặc dù bọn họ đã cố gắng hết sức để sử dụng tất cả các loại vũ khí đánh về phía Trần Bát Hoang. Vô số nòng súng đều nhằm vào người Trần Bát Hoang, nhưng anh thực sự quá nhanh, cho dù anh đang khiêng quan tài, nhưng vẫn nhanh hơn những người này rất nhiều. Vũ khí lạnh của bọn họ thậm chí không thể chạm vào các góc quần áo của Trần Bát Hoang, súng của bọn họ bắn ra tia lửa khắp nơi, nhưng không một viên đạn nào bắn trúng người anh. Về phần Trần Bát Hoang, anh giống như biến thành một con sói lao vào bầy cừu, một con sói đáng sợ, điên cuồng cướp đoạt mạng sống của đám người này. Anh không những không kiệt sức mà còn ngày càng thêm hung hãn, tốc độ ngày một nhanh hơn, sức mạnh ngày một dữ dội hơn. Một lúc sau, bên cạnh Trần Bát Hoang đã có rất nhiều người ngã xuống. Quan tài, cũng như trên người anh đều đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Không một giọt máu nào là của Trần Bát Hoang. Trần Đức vác quan tài, ánh mắt như ma vương quét qua mười mấy người cuối cùng còn lại, sống hay chết, tự chọn đi. Sống hay chết, tự chọn đi. Sáu từ ngắn ngủi, bình tĩnh và lãnh đạm, giống như tiếng ma vương gầm thét, lại như tiếng máy bay gầm rú, chấn động đến nỗi run người. Mười mấy người thoi thóp còn sót lại này nào có thể đứng vững. Hai chân run bần bật, quỳ xuống tại chỗ. Bọn họ nào dám phản kháng, nào dám chiến đấu tiếp. Chỉ trong một trận giao chiến ngắn ngủi, bọn họ đã phát hiện ra sự thật, giao chiến với Trần Bát Hoang, bọn họ căn bản chỉ là một đàn kiến đối mặt với voi. Đao. Giáo, rìu, kiếm trên tay, vũ khí lạnh và vũ khí nóng lúc bình thường đều rất có tác dụng, vậy mà lúc này chẳng khác nào đồ trang trí, đồ giả. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng chạm vào Trần Bát Hoang. Đạn, đao, rìu, con mẹ nó thậm chí ngay cả góc quần áo của Trần Bát Hoang còn chưa chạm vào được, vậy thì bọn họ đánh tiếp thế nào? Bọn họ thực sự đã đánh giá thấp võ giả, hay nói đúng hơn là đánh giá thấp Trần Bát Hoang. Trước mặt anh, nhiều người thì có tác dụng gì? Bầu không khí lặng ngắt như tờ, những người nổi tiếng, doanh nhân, phú hào, tài phiệt đủ mọi tầng lớp đều sững sờ. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ kinh hãi không thôi, trong lòng nổi lên từng đợt sóng. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía người thanh niên dính đầy máu, tất cả mọi người đều hoảng hồn khiếp vía, kinh hãi, hoảng loạn, tay chân lạnh toát. Đây còn là người sao? Hoàn toàn là ma quỷ. Không có thi thể nào dưới chân anh là hoàn chỉnh, trên người ai nấy ít nhiều gì cũng có nơi bị nghiền nát, vặn vẹo. Là những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, bọn họ có thể nhìn ra tất cả vệ sĩ ngã xuống đều là những người ưu tú tinh anh, khí thế và thân thủ đều vượt xa người thường. Song lại có kết cục như thế này. Toàn bộ hàn viên chìm vào bầu không khí im lặng chết chóc. Ha ha, lão già kia, ông nhát gan vậy sao? Chỉ biết đem lũ kiến này nộp mạng. Còn ông lại núp đằng sau, không có bản lĩnh vậy sao? Sau vài hơi thở, Trần Bát Hoang lãnh đạm nói, nếu như ông không dám xuống vậy thì tôi chỉ đành vất vả một chút, đích thân lên đó tìm ông vậy. Dứt lời, Trần Đức lại một lần nữa nhấc chiếc quan tài dính đầy máu lên, cất bước đi về phía trước. Bước chân của anh rất nhẹ, nhưng âm thanh của từng bước chân dẫm lên máu lại rất rõ ràng, lọt vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Mùi máu tanh xông vào tam quan.
ngũ quan thất khiếu của những ông trùm nổi tiếng có mặt ở đó. Phía trên, Hàn Huyền Tông vẫn ngồi vững vàng trên điếu ngư đài. Sắc mặt bình tĩnh như nước. Dường như những chuyện này đều nằm trong dự liệu của ông ta, đối với người đã chết ông ta không có chút gì gọi là thương tiếc, giống như nhìn thấy một đàn kiến chết đi, không có một chút cảm xúc. Thậm chí, ông ta còn có chút kích động, hy vọng Trần Bát Hoang có thể mạnh hơn, nếu không lại giống như gia chủ nhà họ Cung kia, chưa gì đã bị giết chết, vậy thì còn có ý nghĩ gì? Đôi mắt cao ngạo của Hàn Huyền Tông tập trung trên người Trần Đức. Trần Bát Hoang, thực lực của mày, ít nhất là thực lực mày thể hiện từ nãy đến giờ, vẫn không xứng đích thân Hàn Huyền Tông này ra tay. Trong khi ông ta nói, 23 người đến từ Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc ngồi ở phía trước lập tức đứng lên. 23 người này, tuổi trung bình khoảng 50 tuổi, thực lực xếp trong số 50 người đứng đầu Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc, là tâm phúc do Hàn Huyền Tông bồi dưỡng. Ngày trước, Hàn Huyền Tông bế quan, cũng là bọn luôn đứng sau nhà họ Hàn. Chỉ là cái đêm nhà họ Hàn bị tiêu diệt quá đột ngột và quá nhanh. Ai ngờ gia tộc đứng đầu ở Giang Bắc lại bị xóa sổ trong một đêm. E là ngay cả người đứng đầu nhà họ Hàn lúc đó là Hàn Vân Sơn cũng không ngờ lại có kết cục như vậy. Những ông lớn đứng phía sau nhà họ Hàn còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ nhà họ Hàn đã bị tiêu diệt triệt để. Khi Hàn Huyền Tông trở lại, việc đầu tiên chính là hỏi tội bọn họ. Bọn họ đã cam đoan với Hàn Huyền Tông là nhất định sẽ băm xác hung thủ thành trăm mảnh. Đúng lúc này, 23 người, tất cả đều đứng lên. Trong số đó có 20 đại sư, 2 tông sư và 1 đại tông sư. Bọn họ tập hợp lại với nhau, sát khí cuồn cuộn dâng trào mạnh mẽ, khí thế vô song. Biểu hiện của những người nổi tiếng và tài phiệt xung quanh đều thay đổi rõ rệt, không ngờ Hàn Huyền Tông lại còn có thủ đoạn này. Đội hình hùng hậu như vậy cũng đủ để lật tung bất kỳ gia tộc nào. Hàn Huyền Tông vô cùng đắc ý, cao cao tại thượng, một đôi mắt nhìn từ trên xuống Trần Đức, khinh thường nói, Trần Bát Hoang, ngay cả tư cách bước đến trước mặt tao mày còn không có, vậy mà còn muốn khiến tao động thủ. Thật đúng là nằm mơ ban ngày. Ngừng một lát, Hàn Huyền Tông nói tiếp, nếu ai lấy được đầu Trần Bát Hoang, người đó có thể làm đệ tử cuối cùng của tôi, ai lấy được chân hoặc tay, tôi sẽ thưởng công pháp tu võ. Ai băm nát thi thể hắn tôi sẽ để người đó làm người phát ngôn của tôi. Lão già này. Cao sĩ Long khẽ thốt lên, Hàn Huyền Tông đây là đang muốn phanh thây của Trần Bát Hoang. Chúng ta cần ra tay không? Tưởng Sơ Linh hỏi. Tạm thời chưa cần, vẫn chưa đến thời điểm mấu chốt. Cao sĩ Long xua tay, thêu hoa trên gấm không bằng giúp người khi gặp nạn, đợi thêm chút nữa. Hàn Huyền Tông hứa sẽ thưởng hậu hĩnh. Không chỉ mỗi tâm phúc của ông ta kích động mà ngay cả những người của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng vô cùng kinh ngạc, phần thưởng này quá hậu hĩnh, quá chấn động lòng người. Ngay lập tức lại có thêm 5, 6 người khác đứng lên tham gia vào đội. Có hơn 20 người, cơ bản trong tay ai cũng có trường đao, trường kiếm, mỗi một thanh đao, mỗi một thanh kiếm đều được chế tạo đặc biệt, cực kỳ sắc bén, lóe lên ánh sáng trắng vô cùng tàn khốc. Bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng khí thế trong người liên tục tăng lên, khí tức nâng lên từng lớp, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh cao, sẵn sàng tranh giành Trần Đức. Rầm. Trần Đức đặt quan tài trong tay xuống, một tiếng rầm vang lên, quan tài khiến máu văng tung tóe trên mặt đất, cảnh tượng vô cùng kinh người. Những người trước mặt này đều là võ giả, thực lực của đám người trước không thể nào so với bọn họ, nếu như lại dùng quan tài để chiến đấu. Anh có thể chắc chắn quan tài sẽ bị những thanh trường đao trường kiếm đó chém nát trong lúc giao chiến. Chiếc quan tài được anh chế tác cẩn thận như một món quà tặng cho Hàn Huyền Tông, không thể cứ như vậy mà bị phá hủy. Giết! Cùng lúc đó, hơn 20 võ giả sau khi tích lũy sức mạnh trong thời gian ngắn ngủi, gần như đồng thời hét lên một tiếng giết, lao thẳng về phía Trần Đức. Dưới ánh sáng của kiếm và đao, 30 võ giả xông lên như mây đen. Sát khí mạnh mẽ lạnh lẽo tụ lại khiến người ta khó thở. Những người khách ngồi xung quanh, ai nấy cũng đều sởn gai ốc, đột nhiên đứng dậy, đứng ngồi không yên. Loại khí tức đó thực sự rất kinh khủng. Chết đi! Tạp trùng, dám khiêu khích nhà họ Hàn, đầu của mày là của tao. Nhóc tạp trùng, để tao tiễn mày xuống địa ngục. Đủ thứ tiếng mắng nhiếc khó nghe lần lượt vang lên, như sấm sét, hơn 20 võ giả chen lấn nhau. Muốn giành đầu và tứ chi của Trần Đức. Bọn họ dùng hết sức bình sinh của mình, dùng sức lực mạnh nhất, cuồng bạo nhất, bùng nổ nhất lao lên phía trước. Khi cánh tay vung ra, lưỡi kiếm lạnh buốt,
ánh sáng lưỡi đao lập lòe chói mắt. Bọn họ là cao thủ hiếm có trong giới thế tục. Khi bọn họ động thủ, luồng không khí tách ra, dòng điện nhấp nháy, âm thanh gào rít điếc tai, tất cả đều đồng thời nhắm vào tim, lông mày, ngực và các vị trí quan trọng khác của Trần Đức. Đao quang liều lĩnh, bóng kiếm chém giết từ mọi hướng hoàn toàn vây hãm Trần Bát Hoang, ngay cả con kiến chui cũng không lọt. Chứ đừng nói là một người sống. Dưới sự bao vây như vậy, ngay cả một con ruồi, một con kiến, hay một con muỗi chắc chắn cũng sẽ không thể thoát khỏi kiếm của hơn 20 võ giả đó. Trái tim của những người xung quanh đều đập loạn nhịp. Biểu cảm của Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Hà Đồn, Trương Ngọc Tiên, Đàm Thu thay đổi dữ dội. Bọn họ biết Trần Đức rất mạnh, nhưng vào lúc này, bọn họ vẫn đang hoảng loạn. Bát Hoang, cẩn thận, Tiêu Mạn Y kinh hãi hét lên, nếu Trương Thiên Dương không ngăn cô ta lại thì suýt chút nữa cô ta đã lao ra cùng Trần Đức đối mặt với sinh tử. Có mạnh đến đâu thì đã sao, dù sao cũng chỉ là sức mạnh của một người, một phú hào lắc đầu, trong lòng tràn đầy xúc động, khiêu chiến với nhà họ Hàn từ đầu đến cuối không phải là lựa chọn sáng suốt. Ở trong mắt mọi người, Trần Bát Hoang giống như một tên ngốc, đứng sững sờ, mặc kệ những lưỡi đao lưỡi kiếm kia lao đến, không hề có chút động tĩnh nào. Một giây, hai giây, ba giây, thanh trường kiếm lao đến, bóng kiếm bao trùm, trong ba giây này. Gần 30 lưỡi đao binh dưới sự trợ giúp của những cơn gió mạnh thổi bay mái tóc của Trần Bát Hoang dựng đứng. Nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì cả. Rác rưởi, trên đài cao, Hàn Huyền Tông đang uống rượu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, ông ta vốn tưởng còn có thể xem kịch vui tiêu tốn thời gian cho đỡ nhàm chán. Đáng tiếc, xem ra bây giờ tên nhóc này đã hoàn toàn sững sờ, bị dọa sợ ngây người, ngay cả cơ hội để xem kịch cũng không có. Rác rưởi đến mức độ này. Rốt cuộc sao có thể tiêu diệt được nhà họ Hàn vậy, trong lòng Hàn Huyền Tông tràn ngập sát khí, Trần Bát Hoang càng mạnh thì việc tiêu diệt nhà họ Hàn càng hợp lý, càng có thể diệt, nhưng hiện tại, tên này căn bản chỉ là đồ bỏ đi, nhà họ Hàn bị tiêu diệt trong tay một tên vô dụng như vậy, chuyện này bị đồn ra ngoài không phải sẽ thành trò cười sao. Một ngọn lửa giận dâng trào trong lồng ngực Hàn Huyền Tông, ông ta đã hạ quyết tâm. Sau trận đấu này nhất định phải băm Trần Bát Hoang và những người có liên quan đến anh thành pa tê rồi ném cho chó ăn. Lại một giây nữa trôi qua. Trường đao trường kiếm, các loại binh khí đã đến rất gần Trần Bát Hoang, đã chạm đến lông tơ trên người anh, chạm vào một sợi tóc của anh. Cũng chính trong một giây này, Trần Bát Hoang vốn đã chết lặng như khúc gỗ nãy giờ, đúng lúc đang trên bờ giữa sự sống và cái chết, anh đột nhiên di chuyển một cách bất ngờ, sải bước tiến lên. Tốc độ của anh nhanh đến kinh người, lao nhanh như chớp, giống như bóng câu qua cửa sổ, trong chốc lát để lại hàng loạt dư ảnh, tư thế vô cùng kỳ quái, hoàn toàn khiến những thanh trường kiếm cùng trường đao kia mất đi mục tiêu. Những người nổi tiếng và những người giàu có, những tài phiệt đủ mọi tầng lớp, những ngôi sao tuyến một, không ai có thể nhìn rõ bóng dáng của Trần Bát Hoang, anh như một vị thần, cứ như thế mà biến mất khỏi nơi đó. Bọn họ là người bình thường. Lại đứng ở phía xa nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả hơn 20 võ giả cũng chỉ nhìn thấy từng luồng dư ảnh, trường kiếm trường đao hạ xuống đâm vào không trung. Thân hình của Trần Bát Hoang như một bóng ma, thoát ẩn thoát hiện giữa bóng dáng của hơn 20 võ giả. Cùng lúc đó, tại hiện trường đột ngột vang lên những tiếng động lạ. Phịch, 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 trong vòng chưa đầy 5 nhịp thở, hơn 20 võ giả đã ngã xuống. Có thể thấy rõ toàn bộ đao và kiếm trên tay bọn họ đều cắm vào trong cơ thể của nhau, đâm vào toàn chỗ hiểm. Hơn 20 cao thủ võ giả gần như đồng thời ngã xuống. Chỉ còn lại một người, đó chính là Đại Tông Sư duy nhất. Thanh kiếm trên tay ông ta cũng đâm xuyên qua tim của người cùng phe. Hơn nữa, người đó còn là huynh đệ của ông ta. Ông ta không chết, tất cả là nhờ thể hình cường tráng và tốc độ phản ứng nhanh, ông ta tránh được một đao chí mạng. Nhưng một cánh tay của ông ta đã bị chặt đứt, cánh tay đó rơi xuống dưới chân ông ta, máu me đầm đìa chói mắt, vẫn đang run rẩy. Vị đại tông sư gần 80 tuổi này gần như sắp gục ngã. Những người thuộc giới thượng lưu giàu có và những người khác đứng xung quanh đều hoàn toàn choáng váng. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao những người đó lại tàn sát lẫn nhau? Sao lại thế này? Các võ giả của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc trợn tròn hai mắt, kinh hãi tột độ. Trên đài cao, Hàn Huyền Tông đột nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc cảnh tượng bên dưới, hoàn toàn không dám tin.
Nếu đổi lại là ông ta thì cũng có thể đánh bại đám người này, nhưng Trần Bát Hoang chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Sao có thể làm được chuyện này? Chuyện này thực sự là vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Ngay cả ông ta, từ đầu đến cuối cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, ngoại trừ Trần Đức thì chỉ có vị đại tông sư còn sống sót kia hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi đúng lúc Trần Bát Hoang ra tay, lúc anh thoát ẩn thoát hiện trong đám võ giả, tay của những người này gần như không tự chủ được, giống như bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, giơ vũ khí về phía nhau. Toàn bộ quá trình nhanh đến chóng mặt. Căn bản không ai có thể phản ứng kịp, cũng không phản kháng nổi. Ông, cũng có thể chết rồi. Trần Bát Hoang đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào đỉnh đầu của đại tông sư. Vị đại tông sư này lập tức mất khống chế, văng ra ngoài chết ngay tại chỗ. Máu tươi tuôn ra chảy trên mặt đất ào ạt như suối, toàn bộ quần áo của Trần Đức đều đã bị máu nhuộm đỏ. Vẫn không có một giọt nào là của anh. Từ đầu đến cuối, anh không hề bị thương. Không đúng, nếu nhất định phải nói anh bị tổn hại gì, vậy thì lúc nãy vì tốc độ quá nhanh, tóc anh lướt qua lưỡi đao, không cẩn thận đứt mất một sợi. Xung quanh im lặng một cách kỳ lạ, thật sự không ai dám lên tiếng. Ngay cả Cao Sĩ Long và Tưởng Linh lúc này cũng đang sững sờ. Sức mạnh của Trần Bát Hoang đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, cuối cùng Tưởng Sơ Linh cũng hiểu tại sao Trần Đức lại ghét cô ta đến vậy. Ngay từ đầu cô ta đã coi thường Trần Bát Hoang và cho rằng anh rất yếu, rất yếu. Tuy nhiên, trên thực tế, sức mạnh của Trần Đức đã vượt xa sức tưởng tượng của cô ta, anh có thiên phú, có bản lĩnh, dĩ nhiên là nên ghét cô ta, không thích cô ta. Bây giờ nghĩ lại, những việc cô ta đã làm trước đây, sự kiêu ngạo mà cô ta có, những lời bôi nhọ chửi rủa anh, e rằng trong mắt Trần Bát Hoang chỉ là một cười nhỉ. Hoặc là, thậm chí ngay cả trò cười cũng không phải. Leng keng. Đột nhiên, Trần Bát Hoang cúi xuống, nhặt sợi xích sắt trên mặt đất, kéo chiếc quan tài, một lần nữa sải bước đi về phía Hàn Huyền Tông. Lần này, phía dưới không ai dám ngăn cản anh nữa. Ngay cả Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc, những võ giả vốn thường kiêu ngạo, quyết định sinh tử của những phú hào nổi tiếng cũng phải khiếp vía, kinh hãi, nơm nớp lo sợ. Những người được gọi là cao thủ, võ giả, nhưng đối mặt với Trần Đức lại như tránh rắn tránh bọ cạp. Sợ sẽ chọc giận anh. Leng keng. Tiếng xích sắt kéo lê tiếp tục vang lên, chiếc quan tài quét qua mặt đất, làm văng ra từng lớp máu. Những nơi mà Trần Đức đi qua, không ai dám ngăn, không ai dám cản. Trên đài cao nơi Hàn Huyền Tông tọa lạc có một dãy bậc thang, tổng cộng 33 bậc. Trần Đức đi đến trước bậc thang, một bước, hai bước, ba bước. Từng bước đi lên. Mày, ở góc võ đài. Một gã tiểu bối nhà họ Hàn lên tiếng định mắng mỏ Trần Đức. Nhưng, lời còn chưa dứt, uỳnh, Trần Đức phung sợi xích, chiếc quan tài đá xoay 180 độ nện vào lưng tên tiểu bối họ Hàn nọ, trong nháy mắt ép chặt thân thể hắn. Phụt, máu tươi phun ra, chết ngay tại chỗ. Trần Đức càng lên cao, chiếc quan tài đá cũng theo anh lên võ đài, theo sau từng bước chân anh, lừng lững mà nhẹ nhàng. Uỳnh, cuối cùng. Sau từng tràng âm thanh nhức óc, chiếc quan tài đá cũng dừng lại, Trần Đức đã bước lên bục cao nhất, đối diện với Hàn Huyền Tông. Không tệ, Hàn Huyền Tông nhìn Trần Đức chằm chằm, sau giây lát kinh ngạc, ông ta cũng bình tĩnh trở lại, thản nhiên quan sát Trần Đức, tuổi còn rẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, chắc là cũng giống tao, gặp được cơ duyên lớn lao nào đó, nhưng mà, nhìn mày, vẫn chưa đột phá luyện khí kỳ à. Phải, Trần Đức đứng đối mặt với ông ta. Đôi mắt thản nhiên như nước hồ phẳng lặng, thoải mái thừa nhận. Sau đó, một tay anh vỗ lên nắp quan tài. Trong nháy mắt, nắp quan tài bay lên, mở chiếc quan tài đá ra. Trần Đức lạnh nhạt nói. Hàn Huyền Tông, ông muốn tự vào, hay là để tôi tiễn ông vào? Ha ha ha. Nghe vậy, Hàn Huyền Tông cười sằng sặc, vẻ như chưa từng nghe chuyện gì hề hước như vậy, cười đến run rẩy cả người. Đôi mắt già nua ngạo mạn khinh người vì cười mà ép chặt vào nhau đến chảy cả nước ra. Bảo ông ta tự mình bước vào quan tài. Một kẻ vẫn chưa đột phá luyện khí kỳ bảo ông ta tự mình bước vào quan tài. Ông ta, Hàn Huyền Tông, nói gì thì nói, cũng là một võ giả thông mạch kỳ. So về cảnh giới, giữa ông ta và Trần Đức là khoảng chênh lệch xa lắc xa lơ. Sau khi luyện khí mới là thông mạch. Một khi bước vào thông mạch kỳ.
so với luyện khí kỳ, thực lực ít nhất cũng phải cao hơn gấp 10 lần. Trần Bát Hoang này lại bắt ông ta tự sát. Hài hước thật. Thật sự là hài hước không tưởng. Cả hiện trường chỉ có tiếng cười vang vọng của Hàn Huyền Tông, những lúc thế này cũng chỉ có ông ta cười nổi, giọng cười quái quỷ khiến người nghe cảm thấy đầu óc tê dần. Xin lỗi, thật ngại quá, các vị à, rõ ràng là tôi không nên cười, nhưng mà ông già này không tài nào nín cười được. Hàn Huyền Tống gằn bình ổn lại, 90 năm, ông già này sống 90 năm rồi, vậy mà chưa từng nghe chuyện gì hài hước vậy luôn, không xong rồi, tôi không thể nhịn cười nữa, ha ha. Xem ra, ông muốn tôi tiến ông vào đó rồi. Trần Đức không nhiều lời. Trước khi ra tay, anh không bao giờ phí lời. Đây là tính cách, cũng là nguyên tắc của anh. Một cú đấm. Năm ngón tay anh siết chặt vào nhau, nắm đấm vung lên. Đơn giản và thô bạo, một cú đấm không hề có màu đầu, không có khoa chân múa tay làm màu gì cả. Cú đấm này tựa như Thái Sơn đè đầu, mây đen vần vũ. Lần đầu tiên. Trần Đức dốc hết toàn bộ 100% sức mạnh trong cơ thể. Cú đấm cuồng nộ ma sát với không khí gây ra âm thanh như rít gào, tấn công trực diện Hàn Huyền Tông. Không biết sống chết. Kinh nghiệm chiến đấu của Hàn Huyền Tông rất phong phú, mặc dù đang cười nhưng ông ta vẫn luôn để ý đề phòng Trần Đức. Khi Trần Đức tung cú đấm trong chớp mắt đó, ông ta cũng đồng thời vung nắm tay đón đầu. Cú đấm của ông ta không ngừng trữ lực trong không trung, chỉ trong nửa giây. Sức mạnh như thể núi sông nghiêng đổ, 3.000 cân đất đá ầm ầm dội xuống. Quỳnh! Hai cú đấm tông vào nhau tóe lửa. Âm thanh cực lớn, như địa lôi nổ tung, núi non vỡ nát, năng lượng không ngừng tuôn trào từ cú va chạm của hai người, hình dạng như mấy con ngựa trắng xông ra khắp bốn phía. Bị luồng năng lượng quét qua, cái bàn đặt trên đài cao trong nháy mắt nát vụn. Nụ cười trên mặt Hàn Huyền Tông nhanh chóng cứng lại. Xoẹt xoẹt! Đồng thời! Âm thanh xoẹt xoẹt như giang đậu vang lên, có thể nhìn thấy rõ ràng, xương tay của Hàn Huyền Tông đang biến dạng, máu thịt bầy nhầy, dưới chân lảo đảo lui về sau, suýt nữa ngã khỏi đài cao. Còn Trần Đức, tay anh chỉ rách chút ra, chân cũng lùi về hết nửa bước. Nhưng mà, trong chớp mắt vừa rồi, ngay trước lúc Trần Đức lui ra sau, anh đã bước tới liên tục mấy bước, tới trước mặt Hàn Huyền Tông, tống một cú đấm ra. Tay Hàn Huyền Tông còn đang đau đớn. Thế nhưng ông ta hoàn toàn không được phép nghỉ ngơi, trong lúc vội vã, ông ta tiếp tục vung tay tiếp đòn. Quỳnh! Cánh tay kia của Hàn Huyền Tông hoàn toàn bị phế bỏ, tay của Trần Đức không khác nào thiên thạch từ không trung giáng xuống, khiến cánh tay ông ta chấn động đến nát vụn, thấy cả xương trắng bên trong. Sao lại như vậy? Luyện khí kỳ sao có thể mạnh đến như vậy? Hàn Huyền Tông kinh hoàng, Trần Bát Hoang dùng một cú đấm đối phó ông ta chỉ cảm thấy một sức mạnh nghiền nát ghê gớm. Một thứ nghiền nát ngang ngược không hề có lý do. Tay ông ta đã bị phế bỏ, nhưng Trần Bát Hoang chỉ bị gãy có hai ngón tay. Không cần so sánh cũng biết ông ta thua thảm hại. Nữa nào, Trần Đức sảng khoái vô cùng, tập võ lâu như vậy, chưa từng có ai có thể khiến anh dốc toàn lực. Hàn Huyền Tông có thể chống lại hai cú đấm, khiến anh rất vui. Trong lúc tâm trạng vui vẻ, anh lại nện thêm một cú. Hàn Huyền Tông không dám đối đầu trực diện. Chỉ có thể vừa chống cự vừa né tránh. Ai ngờ, tốc độ của Trần Đức quá nhanh, hệt như quỷ quái, nháy mắt đã xẹt đến trước mặt ông ta, giơ chân lên đá thẳng vào giữa ngực. Binh, một cú đá với sức mạnh tựa hồ một chiếc máy bay tông thẳng vào ngực Hàn Huyền Tông, có muốn tránh cũng không được, thân thể ông ta tung lên cao, sau đó bịch một tiếng rơi xuống. Rơi thẳng vào chiếc quan tài bằng đá. Không nghiêng không lệch một phân nào. Tôi bảo sẽ tự tay tiến ông vào quan tài, ông còn cười rất khoái trá mà. Này ông già, tôi là kẻ không biết sống chết, vậy còn ông? Đột nhiên, Trần Đức dừng lại. Không tiếp tục đánh nữa. Anh nhìn chằm chằm Hàn Huyền Tông dày máu me đang khó nhọc gượng dậy trong quan tài, giọng nói lạnh băng. Này ông già, tôi là kẻ không biết sống chết, vậy còn ông? Giọng nói lạnh lẽo vang vọng mọi ngóc ngách trang viên họ Hàn. Trong trang viên họ Hàn. Trần Đức trở thành nhân vật chính chói lóa nhất. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt lên người anh. Không ai không biến sắc, không ai không sợ hãi. Bầu không khí đầy áp lực, khiến cho mọi người đều khó thở, có người thậm chí còn ngạt thở, ngất xỉu tại chỗ. Hàn Huyền Tông. Thua rồi. Bà mẹ nó, một phút đồng hồ thôi cũng không chống đỡ nổi. Ngay cả cao sĩ Long cũng không nói nên lời.
trong đầu đột nhiên vang lên câu nói hôm qua của Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang, tôi cần các người bảo vệ à? Lúc đó, ông ta và Tưởng Sơ Linh còn cho rằng anh không biết tốt xấu, ngông cuồng, chán sống. Thế nhưng lúc này, anh đúng là ngông cuồng. Thế nhưng anh có đủ tư cách để ngông cuồng. Trần Bát Hoang hiểu rất rõ rằng anh không cần bọn họ bảo vệ. Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Hà Đồn vẫn còn đang run rẩy, trong lòng bọn họ mừng rỡ điên cuồng, kích động không thôi. Hàn Huyền Tông giơ cánh tay không còn nguyên vẹn còn lại lên ôm ngực, khó nhọc tựa vào vách quan tài, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng. Một cú đá vừa rồi của Trần Bát Hoang đã khiến nội tạng ông ta tổn thương nặng, hiện tại, ít nhất trong thời gian ngắn, dù là một người bình thường cũng có thể đâm chết ông ta. Một người đạt cảnh giới thông mạch kỳ như ông ta, có làm sao cũng không ngờ được lại bại trong tay một thanh niên mới hơn 20 tuổi, mới đạt cảnh giới luyện khí kỳ. Đã vậy, lại còn thua một cách nhanh chóng triệt để, không có cả thời gian để suy nghĩ. Đây là thiên tài sao? Khụ, ông ta ho ra máu, trong lòng hoảng kinh, muốn bước ra khỏi quan tài. Nhưng mà, ngay lúc đó, Trần Đức bước tới chỗ ông ta. Xoẹt! Đúng lúc này, đột nhiên trong không khí vang lên tiếng rít gió, Trần Đức cảm thấy nguy cơ, nhanh chóng cúi thấp người uống, bất giác lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, một thanh gươm sượt ngang qua mặt Trần Đức, nặng nề ghim vào mặt tường bên hông võ đài cao cao. Ầm! Nhất thời bức tường ầm ầm sập xuống, bụi văng khắp nơi. Sau đó, một bóng người chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong trang viên họ Hàn, hai tay gác sau lưng, thong thả bước đến trước mặt Trần Đức. Trần Bát Hoang, mạng của ông ta là của tao, mày không được giết. Một bóng người chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong trang viên họ Hàn, hai tay gác sau lưng, thong thả bước đến trước mặt Trần Đức. Trần Bát Hoang, mạng của ông ta là của tao, mày không được giết. Là một người còn trẻ. Tuổi tác cũng không xê xích giang hồ hải bao nhiêu. Tầm 32, 33 tuổi. Mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, rõ ràng là người châu Á, nhưng lại mang những đặc điểm của người phương Tây, vóc người rất cao, ít nhất cũng phải 1,9 mét, không ai chú ý hắn ta xuất hiện và đứng đó từ bao giờ. Sau lưng hắn ta đeo một thanh kiếm. Thanh kiếm nặng nề không có vỏ kiếm, đen như mực, dài 4 thước, rộng nửa thước. Từ người hắn ta tỏa ra một thứ khí thế cực mạnh mẽ, mỗi bước chân đi, đất đá dưới chân rùng rùng vỡ vụn. Những tay đại gia, những người nổi tiếng có mặt trong buổi tiệc bất giác ánh mắt đều tập trung vào hắn ta. Trong đầu ai nấy đều nhảy ra câu hỏi. Ai vậy? Những người có mặt ở đây đều không quen biết hắn ta. Nhưng mà, không ai dám phớt lờ hắn ta. Trần Bát Hoang liên tục chém giết nhiều người như vậy. Hàn Huyền Tông bị đánh bại chỉ trong vòng hai cú đấm, lúc này, người thanh niên kia còn dám xuất hiện, vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn ta là một kẻ ngu ngốc 100%. Thứ hai, hắn ta có tự tin đánh bại Trần Bát Hoang. Rõ ràng, người này hoàn toàn không phải một kẻ ngu xuẩn. Trần Bát Hoang, mạng của ông ta chỉ có thể do tao giết, chỉ có thể chết bởi tay tao, người nọ đứng trên bậc thang, khoanh hai tay lại. Đôi mắt lóe lên tia tàn bạo nhìn Trần Đức chăm chú. Toàn thân Trần Đức đã nhuộm đầy máu, anh quay người lại, đưa mắt nhìn người trước mặt, anh. Anh là ai? Tao là Kỳ Hàn. Kỳ Hàn báo tên, giọng nói lạnh băng, nhà họ Kỳ ở Thượng Võ, Kỳ Hàn. Tại hiện trường, ai nấy có mặt nghe thấy tên gia tộc đó đều ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng bọn họ chưa từng nghe qua. Thế nhưng, đám võ giả ngồi thành một nhóm lập tức tái mặt. Tỉnh Thượng Võ. Trong mắt mọi người, đây chỉ là một đơn vị hành chính bình thường, một địa danh giữa rất nhiều địa danh ở Hoa Hạ. Thế nhưng phàm là võ giả ở cấp độ ngoài tông sư đều biết, Thượng Võ chính là tỉnh hàng đầu, hàng thật giá thật ở Hoa Hạ. Cho dù là thủ đô Yến Kinh cũng kém hơn nó rất nhiều. Tỉnh Thượng Võ rất khép mình, người thường hoàn toàn không biết ở nơi đây tập trung những gia tộc khủng đến thế nào. Ở đó đều là những gia tộc mai danh ẩn tích. Nơi đây quy tụ 36 gia tộc cực lớn không màng thế sự, những gia tộc này được gọi chung là 36 gia tộc địa sát, 36 gia tộc đó chiếm 70% tài nguyên võ thuật của Hoa Hạ. Cường giả nhiều như mây, lớp sau đè lớp trước. Chỉ là, những gia tộc này đều không xuất hiện trên đời, vô cùng giấu mình, sống chan hòa với người bình thường. Thế nhưng trong xã hội thượng lưu chỉ cần một người ra mặt là có thể dọa chết người,
còn có lời đồn rằng, cho dù là chính quyền Hoa Hạ cũng không bằng một người phát ngôn của 36 gia tộc này. Lấy Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ ra mà nói, 100 hạng đầu tiên thì hết 90% là người thuộc những gia tộc này, như vậy đủ để hình dung điểm ghê gớm của bọn họ. Nhà họ Kỳ, đứng thứ 33 trong bảng xếp hạng 36 gia tộc địa sát. Mặc dù thứ hạng không cao, nhưng không có bất kỳ ai dám phớt lờ, coi thường. Nhìn vẻ khiếp hãi của đám võ giả, trong ánh mắt Kỳ Hàn lóe lên tia thất vọng, thế giới bình thường từ đầu đến cuối luôn làm cho hắn thất vọng, cứ mỗi lần gặp chuyện gì, chỉ cần xưng danh, xuất thân, những kẻ này đều rúm gió hết cả. Đúng là vô nghĩa. Ánh mắt lướt qua đám võ giả nhất như sên, đầu ngửa lên nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang. Hắn không định ra tay, cũng không bước lên đài. Trong mắt hắn, Trần Bát Hoang cũng giống những người đó, e rằng ngay giây tiếp theo sẽ nhún nhường thả người ra, cúi đầu chịu phép. Trong quan tài đá, vẻ mặt Hàn Huyền Tông đầy hoang mang và khó hiểu. Ông ta biết nhà họ Kỳ, thế nhưng xưa nay ông ta chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với người nhà họ Kỳ, bọn họ tại sao lại đến đây? Nhưng mà, mặc kệ ra sao, nếu Kỳ Hàn ra tay, vậy thì mạng của ông ta cũng sẽ giữ được, bất giác thở phào. Kỳ Hàn, Trần Đức chưa từng nghe tên Kỳ Hàn, càng chẳng biết nhà họ Kỳ là cái quái gì, cũng không có ý muốn biết, hờ hững mở miệng, xin lỗi, mạng của Hàn Huyền Tông, tôi phải đích thân kết liễu. Ánh mắt Kỳ Hàn lóe lên một tia bất ngờ, không ngờ Trần Bát Hoang dám từ chối hắn, hắn càng hăng tiết, xin lỗi, Trần Bát Hoang, tao không phải đang thương lượng với mày, mà là ra lệnh. Tao cho mày 10 giây, đưa ông ta đến đây cho tao, nếu không hậu quả của mày sẽ vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Tất nhiên, mày cứ yên tâm, rơi vào tay tao thì cũng chỉ có chết thôi, ai bảo ông ta ăn thứ không được phép ăn. Trong quan tài đá, Hàn Huyền Tông biến sắc. Ngay lập tức ông ta nghĩ đến cơ duyên ông ta gặp được suốt mấy năm nay. 2 năm trước, ông ta vẫn chỉ là một tông sư, trong vòng 2 năm, từ tông sư, ông ta thăng lên đại tông sư, đột phá cảnh giới thông mạch kỳ, tất cả đều nhờ một cơ may bất ngờ, là cướp được một chiếc hộp. Trong hộp có một viên đan dược. Ông ta nhờ ăn viên đan dược đó, thực lực mới được tăng tiến như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có viên đan dược đó mới có liên quan đến 36 gia tộc địa sát nọ mà thôi. À, trước mệnh lệnh của Kỳ Hàn, Trần Đức chỉ lạnh nhạt a lên một tiếng. Sau đó, chỉ trong vòng nửa giây, anh đột ngột vung tay lên, nhắm thẳng cổ họng Hàn Huyền Tông găm xuống. Sượt, trong phút chốc, cổ của Hàn Huyền Tông đã biến dạng, hai mắt một màu cho tàn. Đại thọ 90 tuổi của Hàn Huyền Tông, ông ta đã chết ngay tại chỗ. Trần Đức thả lòng bàn tay ra, Hàn Huyền Tông rơi vào trong quan tài như một con diều đứt dây. Sau đó, Trần Đức nhấc chân đá mạnh vào quan tài. Rầm! Chiếc quan tài đá nặng ngàn cân bay lên khỏi mặt đất, tạo thành một đường parabol giữa không trung rồi rơi xuống. Nằm ngay trước mặt Kỳ Hàn. Kẻ vừa ra lệnh cho tôi đã chết rất thảm, Trần Đức nhìn hắn, nói một cách bình tĩnh, có điều, nể tình chúng ta có cùng mục tiêu, cho nên tôi đồng ý cho anh một cơ hội. Để anh rời khỏi đây. Ha ha, thú vị thật, thật sự là rất thú vị. Không ngờ trên đời này lại có kẻ ngông cuồng, ngạo mạn và vô tri như vậy. Kỳ Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm Hàn Huyền Tông nằm trong quan tài như một con chó chết. Hắn không hề vui cũng không có gì gọi là phấn khích, ngược lại một ngọn lửa giận vô cùng mạnh mẽ đang bùng cháy trong lòng hắn, giọng điệu u ám. Đúng vậy, mục đích của hắn quả thực là muốn Hàn Huyền Tông chết. Bởi vì Hàn Huyền Tông đã cướp mất viên đan dược vốn thuộc về hắn, hại hắn 2 năm nay suýt chút nữa trở thành người trẻ tuổi trong đời thứ nhất của gia tộc bị cho ra rìa, vô số lần bị chèn ép, loại trừ. Suốt 2 năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm người giấu viên đan dược, muốn tiêu diệt kẻ đó càng sớm càng tốt. Chỉ là, bởi vì lão già này đã bế quan suốt 2 năm, hắn có tìm kiểu gì cũng tìm không ra. Mãi cho đến 2 ngày trước. Thuộc hạ của hắn mới báo tin là tỉnh Hoa Bắc có một người mạnh mẽ vượt bậc, hơn nữa còn có khí tức y hệt võ giả giết người giấu đan năm đó. Hắn không hề do dự, vừa nghe vậy liền ngồi máy bay đến đây. Chính là vì muốn tự tay giết chết Hàn Huyền Tông. Nhưng, Hàn Huyền Tông lại chết rồi, không phải do hắn giết. Mặc dù kết quả là giống nhau, nhưng quá trình lại khác xa với tưởng tượng của hắn. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Hắn cho rằng Trần Bát Hoang đang vả vào mặt hắn, đạp lên đầu hắn mà đi.
sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này trước mặt nhiều người như vậy? Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, hai mắt mờ mịt, nhìn chòng chọc về phía Trần Đức, Trần Bát Hoang, mày cho tao một cơ hội, vậy thì tao cũng sẽ cho mày một cơ hội. Làm nô bộc của tao, vậy thì tao có thể tha mạng cho mày. Hai thanh niên đối đầu gay gắt. Vẻ mặt Kỳ Hàn ngạo mạn, hắn thật sự rất xem thường đám võ giả trong giới thế tục, nghiêm túc mà nói, những võ giả đó chính là rác rưởi, chỉ như con kiến, một đám cặn bã. Vừa nhìn thấy người thuộc gia tộc ẩn thế như hắn, hoặc nghe được danh tính của hắn, tất cả đều sợ như chó. Dựa vào thực lực và tính cách của đại đa số những người này, ngay cả tư cách làm nô bộc của hắn cũng không có. Có điều, người có tên Trần Bát Hoang này đã khiến hắn nhìn bằng con mắt khác. Bất luận là thực lực, thiên phú hay dũng khí cũng đều hơn hẳn lão già chết tiệt kia. Làm nô bộc của Kỳ Hàn này, như vậy tao có thể tha mạng cho mày, phú quý hưởng đến cuối đời, nếu từ chối, chỉ có một con đường chết. Giống như để dọa Trần Đức sợ hãi, Kỳ Hàn lấy thanh kiếm ba cạnh sau lưng ra, hắn cầm thanh kiếm nặng nề này bằng một tay rồi đi về phía bục cao. Tha mạng cho tôi, vẻ mặt của Trần Đức không chút thay đổi, dù chỉ là cảm xúc nhỏ nhất, thay vào đó anh lại nhoẻn miệng cười, nhìn Kỳ Hàn đang không ngừng đi tới, anh lạnh nhạt nói, anh có chắc anh đủ tư cách tha mạng cho tôi không? Có tư cách hay không, mày sẽ lập tức biết ngay, Kỳ Hàn nở nụ cười ảm đạm, còn cách Trần Đức khoảng 3 mét, đột nhiên hắn nhảy dựng lên, thanh kiếm nặng nề nằm trong tay hắn nhẹ tựa lông hồng, vung ra mạnh mẽ. Cả người hắn gần như hòa hợp một thể với thanh kiếm ba cạnh màu đen, giống như một tia chớp từ trên trời giáng xuống, gào thét dữ dội, tốc độ cực nhanh. Mạnh quá, trong đám người có mặt ở đó, chỉ có hai người mạnh nhất đến từ Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc miễn cưỡng bắt kịp động tác của Kỳ Hàn, sắc mặt bọn họ thay đổi liên tục, cho dù chỉ là người xem, nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Tên Kỳ Hàn này mạnh hơn Hàn Huyền Tông nhiều. Hắn mới hơn 30 tuổi. Đây chính là sức mạnh của gia tộc ẩn thế sao, một số người không ngừng cảm thán, bọn họ đã lớn tuổi rồi nhưng khó mà so được với Kỳ Hàn, trong lòng sởn gai ốc. Vù! Ở giữa không trung, Kỳ Hàn nhiều lần tích tụ sức mạnh, kiếm ba cạnh tựa như Optimus Prime, giống như một trận cuồng phong ập tới, cả đám võ giả đều sững sờ. Thật lòng mà nói, nếu bọn họ là Trần Bát Hoang thì lúc này chỉ có thể là cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết, hoàn toàn không có khả năng đánh lại. Nghĩ đến Trần Bát Hoang, bọn họ lập tức đảo mắt nhìn về phía anh, chỉ thấy anh vẫn đứng ở nơi đó, đứng yên bất động, tựa hồ không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Sắp chết rồi sao, một võ giả nặng nề nói. Người trong thế tục dù mạnh đến đâu, khi so với gia tộc ẩn thế, khoảng cách vẫn là quá xa. Vù, kiếm ba cạnh vùn vụt lao đến, cuồng phong dữ dội, trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi thanh kiếm đó đã lao xuống, nổ bùm một tiếng, ánh chớp văng tứ tung. Giống như va phải kim loại nào đó, phát ra tia lửa chói mắt. Tia lửa lụi tắt, dây trước thanh kiếm ba cạnh màu đen này vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà lúc này lại đột nhiên lìa đứt, nửa thân kiếm rơi ra văng xuống đất, bụi may mù mịt. Có thể thấy rõ ràng vết gãy của nửa thân kiếm đó bằng phẳng nhẵn nhụi, giống như bị máy cắt kim loại cắt đứt, ánh lên màu đỏ rực chói mắt. Không biết tự khi nào, trong lòng bàn tay của Trần Bát Hoang đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Chính nó đã chặt đứt thanh kiếm ba cạnh của Kỳ Hàn. Hơn nữa còn là một nhát chặt đứt, không hề để lại vết lồi lõm nào. Giữa ánh chớp và tia lửa, thanh kiếm ba cạnh bị gãy, cuộc tấn công đã thất bại, Trần Đức cầm thanh đoản kiếm trên tay nhìn Kỳ Hàn bằng nửa con mắt, không hề cho hắn chút thời gian nào để suy nghĩ, phản ứng và định thần. Một luồng ánh sáng chói lóa lao về phía trước. Kỳ Hàn chỉ cảm thấy giữa hai lông mày có một luồng khí lạnh hạ xuống, khí tức chết chóc bao trùm. Dường như dây tiếp theo nó sẽ xuyên qua lông mày, cắm sâu vào trong đầu, phá hủy thần kinh não của hắn. Vèo. Thế nhưng, thanh đoản kiếm ấy cũng không có đâm xuống, khi cách trán của Kỳ Hàn chưa đến 1 mm thì bỗng dưng dừng lại. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, nên khi ngừng lại, Kỳ Hàn mới chợt cảm thấy như có một cơn gió lớn xẹt qua gò má, khiến cả người hắn toát mồ hôi lạnh. Suy cho cùng, kiếm cũng không có đâm xuống. Tay chân Kỳ Hàn lạnh lẽo. Lòng bàn tay nắm trọng kiếm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi đối mặt với Trần Bát Hoang và kiếm của anh, hắn không nói nổi nên lời, hoàn toàn câm như hến. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm chỉ cách mi tâm mình chưa đến 1 mm, trong lòng dậy sóng, hết sức chấn động. Có thể nói, không ai có mặt trong sân chấn động bằng hắn. Kỳ Hàn là người của gia tộc lánh đời,
nên dù đan dược vốn thuộc về hắn bị Hàn Huyền Tông cướp đi thì thực lực của hắn cũng thuộc top 10 trong thế hệ trẻ nhà họ Kỳ. Từ trước tới giờ, Kỳ Hàn chưa bao giờ coi đám người ở ngoài đời là cái đinh gì. Hàn Huyền Tông cướp đi thứ thuộc về hắn, thì với hắn, nó là một sự sỉ nhục cực kỳ nghiêm trọng. Trong lòng hắn vẫn luôn kiêu ngạo, bình thường còn ngông cuồng, hờ hững, coi võ giả ngoài đời như một đám rác rưởi. Nhưng giờ phút này, sự kiêu ngạo, ngông cuồng ấy như một tòa nhà cao tầng lập tức sụp đổ thành một đống đổ nát. Cổ họng hắn đắng chát, khô khốc, một người mạnh mẽ như hắn lại không phải là đối thủ của Trần Bát Hoang. Không những hắn mà những võ giả xung quanh cũng ngây dại. Chỉ có võ giả mới biết được Kỳ Hàn mạnh cỡ nào, nên giờ phút này, họ gần như muốn xỉu. Lại nhớ đến Hàn Huyền Tông đã chết cứng ngắc, khi còn sống còn định giết Trần Đức, dùng máu của anh để ăn mừng. Giờ xem ra, quả thật là hề hước, hết sức buồn cười. Càng buồn cười là Hàn Huyền Tông còn dám châm biếm Trần Bát Hoang. Nhưng nào ngờ so với Trần Bát Hoang thì một lão già sống đến 90 tuổi như ông ta cũng chỉ là một con kiến thôi. Rõ ràng, bữa tiệc này từ đầu là do Hàn Huyền Tông tự tìm đường chết, nên mới có kết quả như giờ. Trong đầu mọi người hãy còn quanh quẩn cảnh tượng tia lửa bắn ra bốn phía, một chiêu đánh bại kẻ địch kia, quả thật giống như thiên thần hạ phàm, như một giấc mộng huyền ảo, cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên chỉ với Kỳ Hàn anh thì không có tư cách tha chết cho tôi, trong bầu không khí yên tĩnh ấy, Trần Đức chậm rãi mở miệng. Muốn giết cứ giết, Kỳ Hàn hoàn hồn lại, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt Trần ngập vẻ kiên định. Lúc này, bản thân đã như cá nằm trên thớt, không có tư cách cò kè mặc cả. Nói thử xem, Hàn Huyền Tông ăn cái gì của anh thế, Trần Đức trở bàn tay, cất đoản kiếm vào cổ tay áo, hờ hững nhìn Kỳ Hàn hỏi. Anh không định giết Kỳ Hàn. Đầu tiên, mục đích của Kỳ Hàn và anh là giống nhau, đều muốn giết Hàn Huyền Tông, nên cả hai không tính là địch. Tiếp theo, anh có thể thấy được, từ đầu Kỳ Hàn đã không có sát khí với mình. Mặc dù ban nãy ra tay cũng không có, không tính lấy mạng anh, mà chỉ muốn dọa anh thôi. Và lại, anh cũng cần dựa vào Kỳ Hàn để biết một số thứ. Ví dụ như gia tộc lánh đời. Bố mẹ anh có thể để lại linh khí thượng phẩm thì đương nhiên địa vị sẽ hơn hẳn người thường rất nhiều. Chưa biết chừng còn liên quan đến gia tộc lánh đời ấy chứ. Đan dược, mất một cái giá rất lớn mới có được, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Tên là Thông Mạch Đan. Kỳ Hàn không chút do dự hay tính giữ bí mật, trực tiếp đáp. Thông Mạch Đan. Mất một cái giá rất lớn. Đây chẳng phải là một loại đan dược rác rưởi à? Đương nhiên là Trần Đức biết Thông Mạch Đan. Trong truyền thừa của Âm Dương Kinh có rất nhiều truyền thừa về đan dược, Thông Mạch Đan chính là một trong số đó. Nó có tác dụng là giúp người ở ngưng khí kỳ tăng lên thực lực, nhanh chóng nhảy đến Thông Mạch Kỳ. Loại đan dược này, mỗi người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Cực kỳ vô dụng. Nó giống như phục nhan đan, cũng là thứ dùng nồi áp suất là có thể luyện được. Tác dụng ấy còn không bằng một miếng linh thạch. Thông Mạch Đan chẳng qua chỉ là đan dược bình thường, Trần Đức ngẫm nghĩ rồi bình tĩnh mở miệng, đi theo tôi thì sau này nếu anh cần nó, tôi có thể bán cho anh. Anh nói một cách hết sức trực tiếp, chẳng chút do dự nói ra suy nghĩ trong lòng mà không quanh co lòng vòng. Anh nhìn chúng tư chất võ đạo và tính cách thẳng thắn của Kỳ Hàn. Ít nhất, nếu anh chịu đào tạo thì thành tựu của Kỳ Hàn sẽ vượt xa hiện tại. Tên đàn em này, anh phải thu. Bán. Khóe miệng Kỳ Hàn giật giật. Có thể đừng khoác lác không vậy. Tuy giờ Thông Mạch Đan đã không còn tác dụng với hắn, nhưng loại đan dược đó muốn có là có được hả? Trần Bát Hoang, tao đồng ý là mày rất mạnh. Giây tiếp theo, Kỳ Hàn cười lạnh mở miệng nói, có điều, đầu tiên, mày đang ở ngoài đời. Nên hoàn toàn chẳng biết gì về đan dược cả. Mà người ngông cuồng như mày thì đây là lần đầu tao thấy đó. Kế đó là, muốn tao đi theo mày thì mày phải hỏi xem cô ta có đồng ý hay không. Cô ta, Trần Đức vừa cảm thấy khó hiểu thì bỗng dưng một cảm giác nguy hiểm ập tới, kéo vang chuông cảnh báo trong lòng anh, nên anh bèn lùi lại ba bước theo tiềm thức. Cùng lúc đó, bù, một tiếng gió rít vang lên, ngay sau đó, một bóng người màu hồng. Tay cầm một thanh đoản kiếm đỏ như máu, giống như một mũi tên bắn thủng không khí, bỗng dưng xuất hiện. Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài hết sức xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ hán phục cổ màu đỏ, chân đi giày vải cũng màu đỏ, có mái tóc dài cột cao ở phía sau, động tác nhẹ nhàng như quỷ mị, bỗng dưng xuất hiện như một ngọn lửa đỏ chợt bùng cháy.
thanh đoản kiếm trong tay chỉ thẳng vào giữa trán Trần Đức. Bên cạnh đó là một luồng sát khí lạnh băng, không chút cảm tình. Chính là cô ta là lính đánh thuê do bố sắp xếp cho tao, tên là Hồng Y, sắc mặt Kỳ Hàn bình tĩnh, không thấy chút tức giận nào, nhàn nhạt mở miệng nói. Cô ta xuất hiện như thế nào vậy, một số võ giả ở dưới nổi da gà nói. Ai cũng không biết cô ta xuất hiện như thế nào, hoặc là nói, có lẽ cô ta vẫn luôn ở đây, chỉ là núp rất kỹ nên chẳng ai phát hiện ra mà thôi. Dù là Trần Đức thì trước khi cô ta ra tay cũng không để ý bên cạnh lại có một người đáng sợ như vậy. Cũng may, cảm giác của anh rất nhạy bén nên đã lập tức né được một đòn chí mạng kia. Hồng Y không nói gì, hóa thành mị ảnh, con dao gam nhuộm máu đỏ rực vừa rồi tiếp tục tập kích lần nữa. Mạnh thật! Trần Đức cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chính thức trở thành võ giả, Trần Đức cảm thấy bị uy hiếp. Người phụ nữ này mạnh hơn anh, cũng ghê gớm hơn anh. Cô ta quá lắm cũng chỉ tầm 20 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã có thực lực nhường ấy, thực sự khiến Trần Đức kinh ngạc, bất ngờ. Nhưng mà... Một giây sau, anh thoáng nhếch mép, khóe môi cong lên một cách kỳ lạ, đôi đồng tử chợt lóe sáng, anh không tránh né, thậm chí không hề có ý chống trả lại, thản nhiên đối mặt với Hồng Y, độc của cô đã ăn vào phủ tạng, giết tôi, bộ cô không thiết sống nữa à? Ngay lúc đó... Con dao găm đỏ rực như lửa đột ngột dừng lại ngay trước cổ họng Trần Đức, chỉ kém một tấc, chậm một giây thôi là đã đâm vào rồi. Hồng Y siết chặt con dao trong tay, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Đức, có ý gì? Thấy cô ta dừng lại. Trần Đức âm thầm thở hắt ra một hơi, cũng may, rốt cuộc không phải là người chán sống. Nếu như cô ta không thiết sống, vậy thì phen này tính mạng Trần Đức có thể sẽ lâm nguy. Ý tôi là sao? Cô còn không hiểu à? Son môi cô rất đỏ, trang điểm mắt rất lộng lẫy, nhưng đều không che giấu nổi những dấu vết của kẻ sắp chết. Chậc chậc, mới 20 tuổi đã trúng phải thứ độc kỳ lạ như vậy, đúng là hiếm thấy. Còn nói nhảm nữa tôi lập tức giết anh đó, Hồng Y quắc mắt nhìn Trần Đức như muốn ăn tươi nuốt sống anh cho rồi. Đúng vậy, cô ta đã trúng độc. Nhưng mà, cô ta không muốn nghe Trần Bát Hoang nói linh tinh. Độc mà cô chúng có phải là cứ mỗi khi đến nửa đêm sẽ khó chịu cùng cực, y như có ngàn con kiến bò trong mạch máu toàn thân, Trần Đức mỉm cười tự tin hỏi. Anh chỉ liếc sơ qua đã có thể nhìn ra kịch độc mà Hồng Y mắc phải. Không chỉ như vậy, độc đã thâm nhập vào cốt tủy. Chỉ e là, với căn cơ của cô ta, tuyệt đối không thể trị khỏi, nếu không cũng sẽ không mặc cho chất độc ăn mòn cơ thể như vậy. Anh nói xong, lặng lẽ nhìn Hồng Y, ánh mắt cô ta thoáng run rẩy. Rõ ràng là anh nói hoàn toàn đúng. Sau đó, anh nói tiếp, loại độc này tôi trị được, nhưng mà... Kỳ Hàn hẳn sẽ đi theo tôi, còn cô cũng phải theo sát bên cạnh tôi trong vòng một tháng. Người tên Kỳ Hàn này đã lọt vào mắt Trần Đức, anh không ngờ lại xuất hiện một kẻ thiên tư tuyệt đỉnh như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả anh, điều đó khiến anh cảm thấy được thỏa mãn. Hiện tại, anh gần như chỉ đơn độc một mình, rất nhiều lúc có những chuyện anh hoàn toàn không làm nổi. Anh cần một trợ thủ, hơn nữa còn phải là một trợ thủ cực mạnh. Giang Hồ Hải cũng coi như một. Kỳ Hàn, và cả Hồng Y, nếu được rèn giũa thêm chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ. Anh uy hiếp tôi. Hồng Y giọng lạnh như băng, con dao găm trong tay run bần bật, tiến gần hơn đến chỗ Trần Đức. Trần Đức không nhúc nhích, cũng không né tránh. Chỉ lặng lặng xem cô làm trò. Anh có thể nhận ra, Hồng Y dao động rồi. Hoàn toàn chắc chắn rằng Hồng Y sẽ không làm gì thêm nữa, cũng không dám giết anh. Quả nhiên, con dao găm kề sát cổ họng Trần Đức, nhưng đến cuối cùng vẫn không đâm vào. Anh thắng. Hồi lâu sau, con dao của Hồng Y buông ra, cô ta vòng ra sau lưng Trần Đức. Một tháng, sau một tháng, nếu như anh không giải được độc cho tôi sẽ lập tức giết chết anh. Được, thỏa thuận như vậy. Trần Đức mỉm cười, lần nữa bước đến trước mặt Kỳ Hàn. Bây giờ, anh chọn đi theo tôi hay là từ chối? Nếu như từ chối, tôi sẽ bảo Hồng Y lấy mạng anh. Hồng Y, cô có ý kiến gì không? Trần Đức hỏi mà không quay đầu lại. Không có, Hồng Y lạnh lùng đáp, cô ta và nhà họ Kỳ chỉ có quan hệ làm ăn, mà thứ quan hệ này bất cứ lúc nào cũng có thể đổ vỡ, cô ta không hề có mảy may áp lực. Còn Kỳ Hàn thì há hốc mồm. Thực lực của Hồng Y hắn hiểu rất rõ. Nếu người phụ nữ yêu nghiệt này muốn lấy mạng hắn thì chẳng khác nào chơi trò chơi.
làm sao hắn cũng không ngờ nổi, vỏn vẹn không đầy một phút đồng hồ, Trần Đức đã có thể khiến Hồng Y thúc thủ. Điều quan trọng nhất chính là, Hồng Y đã bám gót hắn suốt 3 tháng trời, mà trong 3 tháng này, hắn hoàn toàn không phát hiện Hồng Y trúng độc. Còn Trần Bát Hoang, chỉ cần không đến một phút đồng hồ. Đáng nể. Không hiểu vì sao, hắn ta lại nảy sinh một chút cảm giác kính nể đối với Trần Bát Hoang. Hắn luôn cảm thấy, rằng thông mạch đan mà người này nói có thể bán số lượng lớn kia có lẽ không phải chém gió. Được, tôi đồng ý, im lặng hồi lâu, cuối cùng Kỳ Hàn gật đầu, không từ chối nữa, thứ nhất, hắn không được quyền chọn, thứ hai, Trần Bát Hoang quả thực rất mạnh, đáng để hắn đi theo anh. Được, Trần Đức rất hài lòng với câu trả lời của Kỳ Hàn, cũng rất thích người quyết đoán như hắn ta. Ở phía dưới, một đám võ giả cùng với ngôi sao nổi tiếng, doanh nhân hàng đầu, đại gia hào phú, ai nấy đều im như thóc không dám nói tiếng nào. Không nghi ngờ gì nữa, buổi tiệc mừng thọ bọn họ tham gia lần này đã biến thành tang lễ. Trần Bát Hoang thắng. Thắng một cách triệt để, không kịp lăn tăn gì. Bất kể là võ giả, hay là đám nhà giàu, hay là những người nhà nước như Cao Sĩ Long, Tưởng Thư Linh có mặt ở hiện trường, cũng không một ai đoán trước được cục diện sẽ là như vậy. Toàn bộ nhà họ Hàn đều biến thành xác chết la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng, mùi máu tươi sộc vào khoang mũi ghê người. Trong trang viên lặng phắc, Kỳ Hàn, những chuyện ở đây giao cho anh xử lý. Trần Đức gác tay sau lưng, đứng trên đài cao, quét mắt nhìn mọi người bên dưới, toàn thân máu đỏ nhức mắt, làm nổi bật chiến tích bất ngờ của anh. Được, Kỳ Hàn nói, cậu Trần, yên tâm đi, tôi sẽ xử lý đâu vào đó. Trần Đức bước xuống đài cao, đến trước mặt Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Trương Ngọc Tiên và Hà Đồn áy náy nói, vất vả cho mọi người quá. Anh Bát Hoang, không sao đâu, bọn xấu xa đó bị vậy là đáng, đáng chết lắm, Đàm Thu hung hăng nói, đúng là chỉ vì chút chuyện vặt trong nhà mà hoành hành ngang ngược, Đàm Thu này ghét nhất loại người như vậy. Bát Hoang, em không sao, Tiêu Mạn Y lắc đầu. Bát Hoang, bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Giết nhiều người thế là phạm pháp đấy, Trương Ngọc Tiên đến lúc này vẫn còn ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hà Đồn cũng không khác, nhưng ít nhất anh ta cũng hiểu mang máng chút đỉnh, lần này hai mẹ con bị dọa không nhẹ. Dì Trương à, cháu nhờ người đưa dì đi điều trị trước nhé, chuyện lần này, mai mốt cháu sẽ từ từ giải thích cho dì. Trần Đức khích lệ tinh thần cho Trương Ngọc Tiên và Hà Đồn, Trương Thiên Dương gọi quan hổ đến, nhanh chóng đưa mọi người đi, ai cần trị thương thì trị thương. Cần chữa bệnh thì chữa bệnh. Không thể không nói, Trương Thiên Dương sắp xếp rất ổn thỏa, chuyện ồn ào cũng nhanh chóng kết thúc, ông ta cũng bảo quan hổ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, mọi người vừa đến, lập tức có quần áo mới tinh để thay, được điều trị tới nơi tới chốn. Trần Đức tắm rửa xong cũng thay quần áo mặc nhà sạch sẽ, ngoại trừ lúc đi tắm, Hồng Y vẫn luôn ở bên cạnh anh một bước không rời. Tôi muốn hỏi cô một việc, Trần Đức nhìn Hồng Y. Trước đó cô làm thế nào mà có thể từ hư không đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kỳ Hàn vậy? Đơn giản thôi, là thế này, Hồng Y bước một bước lên phía trước, cả người giống như bị ẩn đi, hoàn toàn biến mất. Ra là vậy. Hai mắt Trần Đức nóng lên, thấu thị nhãn mở ra, lúc này mới nhìn thấy một khung xương hiện diện trước mặt anh, nhưng bộ xương này không phải màu trắng, mà là lốm đốm đen, cho thấy tình trạng trúng độc vô cùng rõ ràng. Còn tưởng cô biết tàng hình cơ chứ? Nhìn thấy bộ xương, Trần Đức quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, thì ra chỉ là thuật ẩn thân thôi, nhưng mà, hoàn hảo thật đấy, cô cứ ẩn thân như vậy đi, không có chuyện gì thì đừng ra mặt. Thuật ẩn thân của Hồng Y có thể nói là rất hoàn hảo, nếu như không phải anh có đôi mắt đặc biệt thì rất khó, cực kỳ khó phát hiện ra, cô cứ tiếp tục ẩn mình như thế, có lẽ vào những lúc quan trọng sẽ gặt hái được những hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Hồng Y nhẹ giọng đáp, cũng không nói thêm lời nào. Vốn cô ta chỉ có ý muốn để Trần Bát Hoang chữa bệnh cho mình, và cũng chỉ đồng ý đi theo anh một tháng mà thôi. Sau một tháng, tất nhiên cô sẽ đi. Các vị, từ bây giờ, mọi người sẽ ở lại đây nhé. Trương Thiên Dương đang nói chuyện với đám người Đàm Thu trong đại sảnh, vốn có IQ cực kỳ cao. Bất kể là anh chị thế giới ngầm như Tiêu Mạn Y hay là dân thường như Hà Đồn, ông ta đều có thể dễ dàng giao tiếp, cũng như tập hợp vào chung một nhóm. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã thay Trần Đức giải thích thỏa đáng mọi việc, gần như đã trở thành bằng hữu của tất cả. Trần Đức đến đại sảnh, liền lấy ngân châm ra, giúp mọi người điều trị, kê toa bốc thuốc.
Cũng may ngoài Trương Thiên Dương, nhóm người Hà Đồn và Đàm Thu đều không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da một chút, sơ cứu một chút rồi nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Đàm Thu là ổn nhất, vẻ như không hề sứt mẻ gì, hùng hồn nói, anh bắt hoang, cứ nghĩ đến mấy chuyện anh vừa làm hồi nãy là thấy ngầu cực. Lo mà dưỡng thương đi, đến khi cậu khỏe lại, tôi sẽ giúp cậu mạnh lên, trở thành võ giả. Trần Đức lại quay sang Hà Đồn, Hà Đồn, còn anh nữa, nhớ phải chăm chỉ luyện tập, đến khi chân anh khỏi rồi, nếu anh đồng ý, anh cũng có thể trở thành võ giả. Thật sao? Thật á? Đàm Thu, Hà Đồn hầu như đồng thanh thốt lên. Ngày hôm nay, sức mạnh của những vị ngồi chiếu trên, cả Hàn Huyền Tông cùng với Trần Đức, Kỳ Hàn, Hồng Y quả thực khiến ai nấy đều kinh ngạc quá đỗi. Là đàn ông, có ai lại không muốn mình trở nên mạnh mẽ? Bọn họ cũng hy vọng một ngày nào đó được trở nên hùng mạnh như Trần Đức. Tất nhiên rồi. Trần Đức quả thực muốn tất cả bọn họ trở thành võ giả, ít nhất họ có thể tự bảo vệ mình, không gặp phải những chuyện như hôm nay nữa. Bát Hoang à, em đi trước nha, lần nay bang hội bị thiệt hại nặng nề quá, em phải về xử lý. Tiêu Mạn Y đứng dậy tạm biệt, Trần Đức nhờ Trương Thiên Dương sai người đưa cô trở về. Đàm Thu, Hà Đồn, Trương Ngọc Tiên thì ở lại chỗ của Trương Thiên Dương. Dù sao bọn họ cũng là người bình thường, căn cơ hồi phục có hạn. Sắp xếp xong hết thảy, Trần Đức cũng xoay người rời đi. Vừa ra đến cổng. Ngay lúc đó, đôi đồng tử của Trần Đức căng ra, anh phát hiện điều gì đó. Ở phía xa, một đôi mắt lạnh như băng đang trừng trừng nhìn anh, đôi mắt nọ u ám, khinh thị, và lạnh lẽo cực độ, chỉ cách anh chừng 100 mét. Trần Đức liếc ngang, ánh mắt đó liền biến mất. Khi anh bước đến đó thì hoàn toàn không phát hiện ra ai cả. Là ai? Trần Đức nhíu mày, trầm tư mặc tưởng. Chẳng lẽ là những kẻ có liên quan đến bố mẹ anh, liên quan đến vụ tàn sát anh em anh? Trần Đức một bụng thắc mắc, nếu như là những kẻ đó, một khi đã đến tại sao không ra mặt? Có lẽ đã đến lúc nên chủ động điều tra. Cậu Trần. Lúc đó, Kỳ Hàn tìm thấy Trần Đức, cậu Trần, chuyện ở nhà họ Hàn đã xử lý xong. Cậu cứ yên tâm, từ hôm nay trở đi, trong địa bàn Hoa Bắc, bất kể xã hội thượng lưu hay là những người có địa vị cao quyền thế lớn đều không ai dám làm gì cậu nữa. Sắp tới đây tôi phiền anh một việc, hãy dùng năng lực của anh giúp tôi điều tra xem chất liệu vải này xuất xứ từ đâu là nhiều nhất. Trần Đức lấy từ trong người ra một mảnh vải khá lớn, bất kể có điều tra được hay không, anh cũng phải giữ mảnh vải này nguyên vẹn. Mảnh vải này anh xé ra từ tấm tã lót mà chú Hà để lại cho anh. Cũng chỉ có một mảnh đó, còn lại anh đã thiêu hủy hết. Cậu Trần, mảnh vải này hoàn toàn không cần điều tra, toàn bộ Hoa Hạ này chỉ có một nơi có thể dệt ra nó mà thôi, cầm lấy mảnh vải, Kỳ Hàn chỉ cần liếc sơ là lập tức khẳng định. Loại vải này chỉ duy nhất một phường vải ở tỉnh Thượng Võ sản xuất được. Kỳ Hàn chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng mà, mảnh vải này chắc cũng khá lâu rồi, bây giờ vải do phường vải đó sản xuất chất lượng cao hơn rất nhiều. Tỉnh Thượng Võ, Trần Đức hỏi, chỉ có ở tỉnh Thượng Võ sản xuất được thôi à? Tất nhiên rồi, chỉ có một phường vải ở tỉnh Thượng Võ sản xuất được, không chỉ vậy, nó cũng chỉ chuyên cung cấp cho những gia tộc mai danh ẩn tích, giá trị rất cao, mặc vào mùa đông ấm áp mùa hè lại mát mẻ. Kỳ Hàn thắc mắc, cậu Trần, cậu điều tra về nó làm gì thế? Có liên quan đến lai lịch của tôi, Trần Đức cũng không giấu, phải là loại chuyên cung cấp cho các gia tộc lánh đời. Lẽ nào bố mẹ anh từng là người trong các gia tộc ấy ư? Vậy thì, tôi sẽ dùng thế lực của mình tra thử, sản phẩm và loại vải của xưởng đó trong từng thời kỳ đều hơi dị. Tôi sẽ đến xem những giai đoạn có loại vải đó có ai từng mua. Nếu có gì đáng chú ý thì tôi sẽ báo cho cậu, Kỳ Hàn cất miếng vải đi nói, vừa hay tôi cũng định quay về tỉnh Võ một chuyến. Được. Sau cuộc chiến ở trang viên nhà họ Hàn, chuyện nhà họ Hàn coi như đã được giải quyết xong. Ba thành phố ở Hoa Bắc cũng đã xảy ra một cơn động đất khiến xã hội thượng lưu thay đổi thời đại. Nhà họ Trương nhảy lên trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Tần. Và lại, còn mở rộng sản nghiệp đến Giang Bắc và nâng đỡ một gia tộc tầm trung trở thành gia tộc đứng đầu ở đó. Trương Thiên Dương rất cao tay, ông ta mượn tiếng tăm của Trần Đức sau trận chiến này, quét sạch các thị trường. Tuy có một số võ giả khó chịu, nhưng có Trần Đức chống lưng nên không ai dám nói gì. Nhà họ Trương không chỉ trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Tần, mà còn trở thành gia tộc đứng đầu tỉnh Hoa Bắc. Hơn nữa, Trương Thiên Dương chỉ dùng có 3 tháng để làm được những điều ấy. Trương Thiên Dương là một người cực kỳ có năng lực,
hồi xưa xếp thứ ba là vì bố cục ở thành phố Tần quá vững chắc, chẳng thể phá vỡ nên không có sân chơi dành cho ông ta. Ông đã hát xong, vậy đến lượt tôi. Nay, Trương Thiên Dương mới là nhân vật chính. Trên bảng xếp hạng tỷ phú, của cải của Trương Thiên Dương nhảy từ thứ ba lên vị trí đứng đầu tỉnh Hoa Bắc. Các giới trong xã hội đều ồ lên, đa số đều không biết tại sao, chỉ có người trong giới thượng lưu mới biết mọi thứ đều bởi vì một người thanh niên. Một chàng trai tên là Trần Bát Hoang. Anh dùng sức một người hoàn toàn khiến cho hai gia tộc lớn như nhà họ Tạ và họ Hàn rời khỏi sân chơi. Nửa tháng cũng đủ để Tử Hàm trở lại cuộc sống bình thường. Trần Đức dẫn theo cô bé vào một trang viên có diện tích khoảng 1.000 mét vuông do Trương Thiên Dương đưa. Tử Hàm cũng tiến vào trường học quý tộc, Liễu Như Nguyệt được điều tới trường để làm giáo viên của cô bé tiếp. Còn Lâm Giao thì đã về nhà từ một tuần trước, vì vậy ngoài Tử Hàm ra thì chỉ có mình Tống Ngữ Hiên là phụ nữ vào ở trong biệt thự. Trần Đức đã đồng ý với Tống Thiên Vũ sẽ bảo vệ cô ấy, hơn nữa cả hai cũng kết hôn, nên ngày nào Tống Ngữ Hiên cũng ra vào biệt thự một cách đường đường chính chính. Lúc trước, cô ấy từng khinh thường Trần Bát Hoang, mà nay, suy nghĩ của Tống Ngữ Hiên đã lặng lẽ thay đổi, hoàn toàn ỷ lại người đàn ông kia. Cô ấy cảm thấy, hình như mình đã yêu người này mất rồi. Nhưng Trần Bát Hoang vẫn cứ khó có thể đoán, cả người như một ẩn số. Nửa tháng nay, cô ấy đã nhiều lần mặc áo ngủ mỏng manh đi ngang qua trước mặt anh, nhưng tiếc là tên kia vẫn lù lù bất động. Chỉ là, có nhiều lần cô ấy vô tình thấy Trần Đức nhìn mình bằng ánh mắt rất phức tạp. Ánh mắt đó rõ ràng đang nhìn mình, nhưng cô ấy lại cảm thấy như không phải, rất kỳ lạ. Bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, song Trần Đức lại rất khiêm tốn, cả nửa tháng nay đều ru rú trong nhà. Ngoài việc đưa đón Tử Hàm đi học và giúp Giang Hồ Hải, Trương Thiên Dương, Hà Đồn Trị Thương thì cả ngày đều ở trong biệt thự. Mãi đến hôm nay, khi Kỳ Hàn đến biệt thự, hắn vừa bước vào trang viên, đi đến trước cửa biệt thự, Hồng Y đã xuất hiện trước mặt, Trần Đức nói. Người không phận sự chưa thông báo thì không thể tiến vào biệt thự, dừng ở đây đi. Người không phận sự, sắc mặt Kỳ Hàn phức tạp nói, tôi cũng coi như người không phận sự ư. Đâu chỉ là anh, tôi cũng vậy, mặt mày Hồng Y lạnh tanh nói, ngoài Tử Hàm và Tống Ngữ Yên ra thì những người khác phải thông báo mới có thể vào biệt thự. Kỳ Hàn, không ngờ một con em cháu cha của gia tộc Lánh như hắn lại gặp phải cảnh này khi ở bên ngoài. Có điều, có Hồng Y trông chừng. Hắn cũng không có cách nào, thôi, cô đi thông báo đi. Không cần, vào đi. Lúc này, cửa biệt thự đột nhiên mở ra, Trần Đức cầm bình rượu trong tay, tự rót tự uống, trong phòng tràn ngập mùi rượu. Kỳ Hàn thấy thế, vội vàng đi vào, cậu Trần, thứ cậu bảo tôi cha đã có tin tức rồi. Ngồi xuống trước đi, Trần Đức cầm bình rượu, hỏi, uống một ly không? Không, Kỳ Hàn ngồi xuống, lấy laptop mang theo ra. Rồi mở một bảng biểu ra, bên trong là người đã mua loại vải này vào 26 năm trước. Hồi đó, có hơn 300 đứa trẻ trong gia tộc Lánh đời sinh ra và một số trẻ khoảng 1 tuổi dùng loại vải của cậu. Tổng cộng là có 28 gia tộc mua loại vải ấy. Ngoài nhà tôi ra thì còn có 27 gia tộc, chúng ta khá là may mắn, 27 gia tộc đó đều mua vải khác nhau. Năm đó, chỉ có một gia tộc là mua loại vải của cậu. Ánh mắt Trần Đức lập lòe. Nuốt ngụm rượu cực mạnh xuống họng, nhìn laptop. Kỳ Hàn dùng chuột chỉ vào một gia tộc. Nhà họ Chu. Kỳ lạ là hồi đó nhà họ Chu mua rất nhiều vải dệt, chỉ có loại vải này là khác biệt. Nó là loại vải mắc nhất hồi đó, nó như giờ chính là bản giới hạn, có giá trị cực kỳ xa xỉ. Nhà họ Chu, Trần Đức nhàn nhạt hỏi, có tra được là ai trong nhà đó mua không? Bởi vì lâu quá rồi nên cần chút thời gian, có điều... Nếu là bản giới hạn thì tôi tin rằng sẽ điều tra được nhanh thôi, Kỳ Hàn tự tin nói. Tốt, Trần Đức cũng không hối, nếu tìm được nhiều manh mối như vậy, một khi cho hắn thời gian thì chắc chắn có thể điều tra ra. Còn nhà họ Chu thì chắc chắn không phải gia tộc của anh rồi vì anh họ Trần. Không phải họ Chu. Vết thương trên người anh là sao? Trần Đức bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào ngực Kỳ Hàn, trên ngực hắn có một miệng vết thương rất dài như bị người dùng mũi dao cứa qua. Tuy Kỳ Hàn có quần áo che, nhưng vẫn không thể né được ánh mắt của Trần Đức. Nửa tháng nay, Trần Đức vẫn luôn nghiên cứu thấu thị nhãn của mình. Cuối cùng nay cũng đã hoàn toàn hiểu được, có thể điều chỉnh theo ý mình. Kỳ Hàn ngẩn ra. Hắn đã giấu rất kỹ, sao Trần Bát Hoang lại phát hiện ra được vậy? Không có gì, gặp được một tên khốn ở tỉnh Võ,
nhưng tôi có thể giải quyết, Kỳ Hàn không có nói kỹ, sau đó bèn đổi đề tài, hôm nay, con trai của Trương Thiên Dương kết hôn nên gọi cho tôi, cậu Trần đi không? Cũng không còn chuyện gì nữa nên đương nhiên là đi rồi, Trần Đức cười nói, nửa tháng này, địa vị của nhà họ Trương cũng nước lên thuyền lên, hình như Trương Tử Đằng cũng đổi tính, không ngờ lại tìm bạn gái, rồi còn muốn kết hôn chấp nhoáng. 3 ngày trước, Trương Thiên Dương đã mời anh rồi. Anh đợi chút, tôi đưa anh một thứ, Trần Đức đứng dậy đi vào phòng bếp lấy 2 túi đựng rác ra, đưa cho Kỳ Hàn, anh cầm lấy 2 bịch này đi. Đây là... Kỳ Hàn khó hiểu mở túi ra, sau đó, cả gương mặt hắn cứng đờ, lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Bên trong túi rác có 30 viên đan dược. Mà hắn lại vô cùng quen thuộc loại đan dược đó. Cái tên ấy hết sức sinh động. Thông mạch đan. Ừ, Trần Đức gật đầu, tôi nói rồi, tôi có thể phát thông mạch đan cho anh. Loại đan dược này chỉ là đồ bỏ thôi. Giờ anh đã tin chưa? Cái này. Kỳ Hàn hít sâu một hơi, trong lòng hắn như dậy sóng. Đây là thông mạch đan, thông mạch đan, thông mạch đan đó. Không phải sô-cô-la đâu. Ngay cả gia tộc họ cũng phải quỳ lại một số luyện đan sư mới có thể có được. Mẹ nó, đến chỗ Trần Bát Hoang lại thành đồ bỏ. Hơn nữa, chỉ nửa tháng đã lấy ra 30 viên. Cái này, trong phút chốc, Kỳ Hàn cũng không biết nói gì hơn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, trái tim đập lên thình thịch. Nếu hắn mang số đan dược ấy về thì cả nhà họ Kỳ sẽ nhấc lên một cơn sóng gió to lớn cỡ nào chứ? Hắn ngơ ngác, ngây ngốc nhìn số đan dược trong túi rác như là rác rưởi kia, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Rốt cuộc thì Trần Bát Hoang là người như thế nào vậy? 40 viên thông mạch đan đấy. Nếu để bên ngoài biết, chắc sẽ khiến họ điên cuồng cướp đoạt nhỉ. Nhiều thông mạch đan như vậy, thậm chí hắn còn không dám lấy hết về. Một khi bị người lớn trong nhà biết, có lẽ sẽ mang đến rắc rối cho Trần Đức. Trần Bát Hoang có thể đưa hết thông mạch đan cho hắn là vì tin tưởng mình. Tuy Kỳ Hàn rất kiêu ngạo, nhưng luôn làm việc một cách đường đường chính chính. Hắn sẽ không vì mình mà liên lụy đến Trần Dực, thế nên, tạm thời hắn sẽ không nói chuyện đan dược ra. Và lại, hắn cũng nhắc nhở, cậu Trần, có lẽ cậu cảm thấy số đan dược ấy là đồ bỏ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, cậu tuyệt đối đừng để cho người ngoài thấy, có của thì không nên lộ ra, không thì sẽ đưa tới rất nhiều rắc rối. Ừ, tôi biết rồi. Đương nhiên là Trần Đức cũng biết đạo lý mang theo tài bảo dễ chuốc họa vào người. Nhưng thông mạch đan vốn là đồ bỏ, số thông mạch đan kia là tặng cho anh. Có điều, anh lấy cũng không có tác dụng gì, anh thích làm gì thì làm. Nhìn một bịch khác xem. Kỳ Hàn nghe vậy, lòng thầm kích động mở túi rác khác ra, bên trong đựng 10 viên đan dược màu xanh. Khi hắn vừa mở ra đã có một mùi thơm thấm vào ruột gan sộc lên mũi. Nó tên là ngưng thần đan, có thể giúp anh tu luyện. Khi anh hấp thu linh khí thì ăn nó vào là được. Trần Đức giới thiệu cho Kỳ Hàn. Viên đan dược này lợi hại hơn thông mạch đan rất nhiều. Thông mạch đan chỉ có người ở một cảnh giới nhất định mới dùng được, mà còn chỉ có thể dùng một lần. Nhưng ngưng thần đan lại có thể dùng từ ngưng khí kỳ đến thông mạch hậu kỳ. Đáng tiếc vì nửa tháng nay anh vẫn luôn dùng nồi áp suất và khí đốt thiên nhiên để luyện đan nên đã mất một đống tài liệu mới luyện được 13 viên. 10 viên đan dược này, 6 viên tặng anh. Còn 4 viên sẽ đưa cho Hà Đồn và Đàm Thu, Trần Đức vừa nói vừa lấy ra 2 cuốn sách. Trên sách chi chít chữ và đồ án. Tên sách lần lượt là Bất Diệt Kim Cương Kinh và Khinh Hồng Kinh. Đàm Thu khá nóng tính nên hợp với Bất Diệt Kim Cương Kinh. Còn Hà Đồn, mấy năm nay đều ngồi trên xe lăn, 2 chân vừa chữa khỏi và cả tích cách của anh ta nữa nên lại thích hợp Khinh Hồng. Anh cầm lấy đi đã, một hồi tôi sẽ báo họ đến tìm anh, họ xem xong thì đốt luôn đi. Không được để lộ ra ngoài. 2 loại công pháp mà Trần Đức đưa ra đều được anh lấy trong truyền thừa. Thế nên, công pháp thích hợp với Đàm Thu và Hà Đồn cũng đáng giá hơn ngưng thần đan, thông mạch đan không biết bao nhiêu lần. Được, Kỳ Hàn nhận lấy 2 cuốn sách ấy, cũng không mở ra. Hắn biết tính bí mật của công pháp. Kỳ Hàn, tạm thời thì chỗ tôi không có công pháp thích hợp với anh. Nếu anh bằng lòng, có thể đọc công pháp của anh ra. Tôi sẽ giúp anh cải tiến nó, Trần Đức nói. Cậu Trần, cái này, trong nhà có quy định không được tùy tiện lộ ra ngoài, không thì người biết công pháp sẽ bị giết. Kỳ Hàn hơi chần chờ, sau đó nói, có điều, tôi tin tưởng anh. Chuyện hôm nay chỉ có trời biết,
đất biết, tôi biết, anh biết mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.